Lôi Trị Học suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định thay đổi chiến lược án binh bất động, phải toàn bộ tham gia vào tranh cãi giữa địa điện ở tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, nhưng y cũng không phải người nói một đằng mà làm một nẻo. Sau khi làm ra quyết định, trước khi bắt đầu tiến hành có ảnh hưởng, y và Hạ Tưởng cùng nhau đi sâu vào nói chuyện một lần. Vốn dĩ cho rằng Hạ Tưởng sẽ rất không vui, không ngờ rằng Hạ Tưởng sau khi nghe xong ý định của y, thản nhiên tiếp nhận sự chuyển hướng của y, đối với quyết định của y tỏ vẻ đã hiểu và ủng hộ. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại đưa ra một đề nghị bổ sung đối với y. Bí thư Lôi, hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an thành phố Tấn Dương có thanh thế rất lớn, tỉnh ủy cũng phải bày tỏ thái độ ủng hộ một chút đúng không? Hành động của Cục Công an thành phố Tấn Dương, trước đó cũng có xin chỉ thị của tỉnh ủy, lúc ấy thái độ của Lôi Trị Học vẫn là ngấm ngầm đồng ý, hiện tại tỉnh ủy công khai tỏ thái độ ủng hộ, cũng là thái độ bình thường ở giới quan lại, nhưng nếu như là Lôi Trị Học đích thân đứng ra bày tỏ thái độ, chẳng khác nào là tỉnh ủy ủng hộ hành động của Cục Công an thành phố, cũng là ủng hộ của bản thân Lôi Trị Học đối với hành động đó. Lôi Trị Học rất rõ ý nghĩa chính trị của hành động sở trọng quyền xuất kích, nếu y không biểu thị thái độ, chẳng may lúc đó không thể xong việc, y còn có thể ra mặt giảng hòa. Một khi đã tỏ thái độ, sau khi sự việc náo loạn, y sẽ không có đường lui, chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng là muốn lấy việc này làm điều kiện trao đổi, là biểu đạt hắn bất mãn với lập trường thay đổi bất thường của y. Trầm ngâm một lát, Lôi Trị Học vẫn là nói. Quyết định của phía thành ủy, tỉnh ủy vẫn là không can thiệp. Hạ Tưởng đã không thất vọng lại không sợ hãi, chỉ có thản nhiên gật đầu một cái. Vậy làm theo chỉ thị tinh thần của bí thư Lôi. Lúc Hạ Tưởng quay người rời khỏi, Lôi Trị Học đối với bóng dáng làm việc nghĩa mà không ngại khó của Hạ Tưởng, bỗng nhiên có một cảm giác xa lạ, dường như y hoàn toàn không biết Hạ Tưởng, một bước đã bước ra, thì thật sự là không còn con đường rút lui, tận sâu trong lòng y liền có một nỗi lo canh cánh. Lôi Trị Học gần đây dưới ảnh hưởng của việc vào bộ đổi tới đổi lui, dưới áp lực mà lực lượng khắp nơi mượn chuyện vào bộ mà tạo áp lực cho y quả thật là hơi bối rối, lẽ ra làm lực lượng dự bị. Đừng nói là hành động hoảng loạn, cho dù là ý nghĩ hoảng loạn cũng không nên có. Nhưng cũng phải thừa nhận, Lôi Trị Học trước và sau khi rời Bắc Kinh đều chưa trải qua sóng gió, quả thật không có kinh nghiệm xử lý tình huống thay đổi phức tạp, đường đi của y trước kia quá thuận lợi mà. Nhìn chung nhiều lần đảm nhiệm người lãnh đạo quốc gia, hễ là người có đường đi được thuận buồm xuôi gió thuận thế bước lên vị thế cao, rất khó có cử chỉ khai thác, quá thuận lợi, thì không đủ ý thức thế nào là gian nan khổ cực. Sinh ra trong gian nan khổ cực, chết trong an lạc, thế giới đại đồng thiên hạ thái bình, ít nhất giai đoạn hiện nay chỉ có thể là chìm đắm trong giấc mộng mà thôi. Chìm đắm bên trong làn gió nhẹ say đắm giang nam, nghe khúc nhạc vui và uống trà thơm, khó trách Trương Sĩ Thành lại bị Chu Nguyên Chương đánh bại, điềm đạm chính là mộ của người anh hùng. Mọi người là như thế, khi trước mắt đối mặt lựa chọn trọng đại, khó tránh khỏi sẽ có cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người, cuối cùng là thành công hay là thất bại. Thì phải xem tiến trình của lịch sử. Vì để vào bộ, Lôi Trị Học vẫn tiếp tục biến đổi, nhìn thì không nên, kỳ thật ngẫm lại vẫn có thể lý giải. Đừng nói y, dù là người nào đó vì nhập thường, làm ra ít nhiều cử chỉ khác thường, có lẽ những gì y đã làm sẽ đẩy hướng cả nước, trở thành điển hình. Nhưng y thất bại, thì những cố gắng của y sẽ trở thành trò cười. Công bằng của lịch sử ở chỗ, bất cứ nhân vật nào mà nghịch lại dòng chảy của lịch sử đều sẽ bị cuốn trôi tán loạn. Lịch sử chưa bao giờ nói đến tình cảnh, chỉ dựa theo quỹ đạo phía trước mà lạnh lùng quyết định. Tình hình tỉnh Tây, cũng là như thế, không vì Lôi Trị Học án binh bất động mà trở nên tốt hơn, cũng không vì Lôi Trị Học lật lọng mà xấu hơn, mà vẫn như cũ ngoan cường và kiên định về phía trước bước ra bước lớn hơn. Theo sau, Lôi Trị Học chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh thiết thực đưa ra phương án giải quyết khả thi giải quyết cuộc đối đầu của địa điện tỉnh Tây và lưới điện quốc gia. Mau chóng làm dịu thế cục, khống chế tình thế phát triển thêm một bước, truy cứu trách nhiệm tương quan, bảo đảm cung cấp điện, cam đoan ích lợi của lưới điện quốc gia ở tỉnh Tây không bị xâm phạm. Lôi Trị Học lên tiếng rõ ràng dứt khoát đối lập với hội nghị lần trước lúc hoàn toàn cam chịu quyết định của Hạ Tưởng, hơn nữa gần như tương đương toàn bộ phủ định ba điểm chỉ thị tinh thần mà Hạ Tưởng nhằm vào sự kiện giằng co, khiến cho các vị ủy viên thường vụ chấn động, giật mình kinh hãi liền đều rõ ràng cái gì đó, sợ là tình hình đã thay đổi hướng gió. Hướng gió của tỉnh Tây gần đây liên tục chuyển hướng, gió Đông Nam gió Tây Bắc, thay đổi bất thường, làm cho người ta hoàn toàn không theo kịp tình thế, rốt cuộc muốn làm thế nào để giải quyết cuộc giằng co của địa điện ở tỉnh Tây lưới điện quốc gia đây?
hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an thành phố Tấn Dương, và cuộc rằng co cùng điện lực, có liên hệ gì ở bên trong? Nếu nói cuối cùng rằng co điện lực cuối cùng với thỏa hiệp của địa điện tỉnh Tây mà xong việc, như vậy hành động trọng quyền xuất kích, lại sẽ xâm nhập đến trình độ nào, cuối cùng sẽ đề cập đến cấp bậc nào? Các loại trên đây, trong lòng các ủy viên tỉnh ủy ngồi đây đều đánh một dấu chấm hỏi to lớn. Chẳng qua các ủy viên thường vụ đều phần lớn đem ánh mắt dừng ở phía trên góc độ chính trị, lại bỏ qua bên ngoài chính trị, còn có lực lượng kinh tế đủ để ảnh hưởng đến chính trị. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau khi chuyển ra chỉ thị tinh thần, thái độ của lưới điện quốc gia vốn luôn hạ phong bên trong sự việc rằng co bỗng nhiên trở nên cứng rắn, mạnh mẽ. Ban đầu lưới điện quốc gia chỉ yêu cầu địa điện tỉnh Tây nghiêm trị hung thủ đánh người, giải tán toàn bộ vây đánh nhân viên là xong, hiện tại lại thêm điều kiện, ngoại trừ nghiêm trị hung thủ đánh người, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cần phải tra cả xét xử bộ phận lãnh đạo của địa điện tỉnh Tây có trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu đối với sự việc. Cũng có lẽ, mạng lưới điện quốc gia còn mượn cơ hội đề xuất thôn tính địa điện tỉnh Tây, hơn nữa là đưa ra điều kiện khá hà khắc hoặc nói là không biết xấu hổ. Lực lượng chính trị lại một lần nữa lộ ra răng nanh giữa trời đất bao la quyền lợi lớn nhất. Vương Hướng Tiền không dám tự chủ trương, khẩn cấp đem tình huống báo cáo với tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh, Lôi Trị Học rất rõ nguyên nhân thay đổi của mạng lưới điện quốc gia là bởi vì sự chuyển biến lập trường của y, liền bày ra vẻ khoan dung, đem nan đề đá sang ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi Lôi Trị Học châm lửa, mặc kệ cứu hỏa, cũng là thủ đoạn thường thấy của người đứng đầu, lúc này Hạ Tưởng dự họp hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại lần nữa đưa ra ba điểm là chỉ thị tinh thần đối với mạng lưới điện quốc gia đưa ra yêu cầu vô lý. Một là tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu đề nghị của mạng lưới điện quốc gia, hai là yêu cầu Vương Hướng Tiền tiếp tục gia tăng công tác, trước tiên là đem toàn bộ công nhân viên vây đánh di tản rồi nói sau, ba là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu tổ chức lại địa điện tỉnh Tây. Sẽ nghiêm chỉnh suy xét đến việc sáp nhập của địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia sau khi tổ chức lại. Tổ chức lại địa điện tỉnh Tây, Vương Hướng Tiền ngạc nhiên, quân bài chưa lật của Hạ Tưởng rốt cuộc đã đánh ra. Khi còn chưa giải quyết vấn đề than đá, tay của Hạ Tưởng lại vươn về ngành điện lực, chẳng lẽ hắn còn chê không đủ nhanh sao? Được rồi, Chủ tịch tỉnh Hạ Trường, cả tỉnh Tây đang nhìn anh, xem anh cuối cùng là chết trong mỏ than, hay là bị điện giật cháy đen. Sau hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số nghị luận của hội nghị cũng đã truyền tới tai Hạ Tưởng, nói kiểu gì cũng có, gần như không có tiếng đồng ý, đều cho rằng Hạ Tưởng chỉ vì cái trước mắt, hoặc là bị ý tưởng liều lĩnh làm mờ cả suy nghĩ, hoặc là bị tình cảm mãnh liệt thiêu đốt lý trí, tóm tại tổ chức lại địa điện tỉnh Tây là ý tưởng không thực tế, thế nào cũng là kết cục thất bại. Với tư cách của người chủ tịch tỉnh trẻ nhất, không nên chạm vào ngành sản xuất nhạy cảm. Tuy rằng ngành sản xuất dễ dàng có được thành tích, nhưng càng dễ dàng hủy hoại tiền đồ hơn. Nếu nói Hạ Tưởng ban đầu mạnh mẽ thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, dù sao có chính sách quốc gia ủng hộ, phù hợp với điều tiết vĩ mô khống chế phương hướng lớn, như vậy khi chuyển hình kinh tế năng lượng chưa thành công, có khả năng gặp phải thất bại, lại muốn xúc tiến lợi ích của ngành điện, Chủ tịch tỉnh Hạ. Trừ khi là điên rồi. Hạ Tưởng nghe xong chỉ cười thản nhiên. Trong lịch sử trước nay mỗi lần cải cách, đều sẽ xuất hiện rất nhiều ý kiến phản đối, thậm chí còn có phát sinh sự kiện bạo lực. Cải cách chính là chạm đến lợi ích của tập đoàn lợi ích, cải cách mà không phân phối lại ích lợi thì không gọi là cải cách, mà gọi là ngân phiếu khống. Cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng tốt, cải cách thể chế chính trị cũng tốt, đều là phù hợp với trào lưu của thời đại, vì thích ứng với phát triển thời đại. Không thích hợp với chính đảng hay là thể chế phát triển thời nay. Nói chung sẽ bị bao quanh bởi dòng thác lũ của lịch sử, ai cũng không ngăn được nước lũ, không vì cá nhân hoặc ý chí của tập đoàn mà thay đổi được. Hạ Tưởng chẳng qua thuận theo thủy triều mà thay đổi, vừa lúc đứng ở đầu ngọn sóng mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không liều lĩnh, cũng không phải là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, mà sớm đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Sau khi tan ca, Hạ Tưởng tổ chức họp hội nghị quân đoàn phụ nữ. Người tham dự hội nghị bao gồm Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, Lý Thắm, Trần Diễm, Phó Tiên Tiên. Đúng vậy, Phó Tiên Tiên cũng đi tới Tấn Dương, vì bước sắp đặt tiếp theo của nhà họ Phó, tự mình đứng ra phối hợp. Năm người đẹp, trang phục tham dự của mỗi người dường như giống nhau, như là đang tranh đua khoe sắc, cách ăn mặc của mỗi người chăm cút tỉ mỉ, ngay cả Lý Thắm từ trước đến nay cũng không quá chú trọng vẻ bề ngoài, cũng là trang phục công sở bó sát người, đến kiểu tóc cũng trải vuốt tỉ mỉ,
hiện rõ vẻ đẹp nữ tính chuyên nghiệp vừa giỏi giang lại đẹp mắt không giống bình thường. Quý Như Lan một bộ váy dài, tóc dài buộc tùy ý, rất có ý vị của vẻ đẹp người con gái cổ điển. Nhất là váy dài của cô, nền trắng hoa màu xanh, phong cách cổ điển thướt tha, giống như một người con gái trong tranh bước ra. Quý Như Lan giống như Lan trong bức tranh, lộ ra vẻ đẹp dễ chịu giang nam. Nghiêm Tiểu thì vẫn trang điểm nhạt mà tinh xảo, mặt mũi tinh xảo, nhìn từ chỗ xa như bức tranh, xem gần như đồ mỹ nghệ tinh xảo. Tuy nói Nghiêm Tiểu thì có trình độ trang điểm hạng nhất, nhưng phải thừa nhận là, bộ dạng trên khuôn mặt của cô quả thật đoan chính, không phải người bình thường có thể so sánh được. Phần lớn người đẹp, trên khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có những chỗ thiếu hụt, nhưng tổ hợp lại cùng nhau thì có một vẻ tươi đẹp còn che giấu được chỗ thiếu hụt trên khuôn mặt. Mà vẻ đẹp của Nghiêm Tiểu Nhi, chẳng những ngũ quan tổ hợp đẹp tới kinh người, mỗi một ngũ quan, cũng đều tinh xảo cực kỳ, gần như không để cho người ta soi mói, không thể không làm cho người ta cảm thán quả thật là tác phẩm của tạo hóa. Nghiêm Tiểu thì đẹp như đồ bằng ngọc, tập hợp cả vẻ đẹp thông minh tài trí và vẻ đẹp tinh xảo của người con gái giang nam. Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì đều có thể xem là con gái giang nam theo nghĩa rộng, mà Phó Tiên Tiên lại là cô bé sinh trưởng ở Bắc Kinh. Đất Bắc Kinh, tận hưởng được hoàng khí dưới chân vua, bên trong cố đô mấy trăm năm, quả thật không phải là một số thành phố mới phát triển có khả năng so sánh. Không đề cập tới con gái rượu của Bắc Kinh cũng đều có một khí chất hiên ngang, huống chi xuất thân thế gia như Phó Tiên Tiên, trước kia tuy là ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng trang phục của cô toát ra khí chất cao quý, cũng đều có vẻ đẹp chấn động lòng người. Nhất là ánh mắt hờ hững và dáng vẻ hãnh diện được thế là danh môn vọng tộc. Nếu là ở cổ đại, Phó Tiên Tiên sẽ là tiểu thư khuê các, danh môn chi nữ. Trong mỗi cử chỉ của Phó Tiên Tiên, ngoại trừ khí chất nhà quyền quý, cũng có văn hóa lịch sử lâu đời từ bên trong Bắc Kinh hun đúc ra, không giống với vẻ cao ngạo bình thường. Lý Thấm cũng là người miền Bắc, tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng học thức hơn người, lại trải qua mấy năm du học ở nước ngoài, tóc ngắn giả dặn, bộ trang phục bó sát chuyên nghiệp, cặp mắt khiến thanh tú mà không mất đi vẻ đẹp quyến rũ, không một chỗ nào không hiện ra vẻ đẹp nữ tính của cô. Về phần Trần Diễm sẽ không nhiều lời, vừa có ý quyến rũ, vừa có phong thái mê hoặc, là vẻ đẹp khác biệt nhất trong mấy người, mặc dù so ra thì không bằng vẻ uyển chuyển của Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì, lại không bằng khí chất của Phó Tiên Tiên và Lý Thẩm, lại tự có một vẻ đẹp phong trần dịu dịu. Vẻ đẹp của Trần Diễm, đẹp ở chỗ ngôn ngữ hình thể, mỗi động tác đều khiến người ta miên man bất định. Năm người đẹp, có thể nói là năm đóa hoa quý, như các vì sao quay quanh mặt trăng bao quanh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ở giữa ngồi xuống, giống như bậc đế vương đang gặp thần tử của mình, ánh mắt đảo qua trên mặt mỗi người khẽ mỉm cười. Đừng đứng thế, mời ngồi, đều ngồi đi. Mấy người phụ nữ liền cùng tươi cười. Quý Như Lan ngồi ở bên tay trái Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên ngồi ở phía tay phải, vốn Nghiêm Tiểu thì muốn ngồi ở bên phải, lại bị Phó Tiên Tiên ngồi trước, kỳ thật Phó Tiên Tiên vốn định ngồi ở phía bên tay trái, lại bị Quý Như Lan nhanh chân ngồi trước, cô liền hơi bất mãn chừng mắt nhìn Quý Như Lan một cái. Việc xếp hạng không quyết định được vị trí của mọi người trong thâm tâm Hạ Tưởng, lại khiến các mỹ nữ chen lấn tranh giành, chứng minh sức hấp dẫn của Hạ Tưởng hơn người, cũng là kiểm chứng một câu nói ba người con gái một đại diễn. Hiện tại là năm người đẹp, gần như có thể đồng thời chỉnh diễn hai vở, Nghiêm Tiểu thì rất hào phóng nhường cho Phó Tiên Tiên, ngồi ở phía dưới, Lý Thấm cũng là hiếm khi cùng Trần Diễm nhìn nhau cười, hai người đều thầm cảm thấy buồn cười với suy nghĩ nhỏ nhen của Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, trong mấy người, Phó Tiên Tiên nhỏ nhất, lại rất được ở nhà yêu thương chiều chuộng, khó tránh khỏi sẽ có lòng tranh thủ tình cảm. Kỳ thật mà nói, Lý Thấm và Trần Diễm sao không có ý tranh thủ tình cảm của hắn. Chẳng qua tranh thủ tình cảm cũng phải có móc nối mới được, quan hệ giữa Quý Như Lan và Hạ Tưởng, ai chẳng biết là đã từng sống chết có nhau, không ai có thể đụng. Mà giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, cũng đã từng đối mặt trước cái chết. Ngay cả Nghiêm Tiểu thì và Hạ Tưởng cũng là tình nghĩa mười mấy năm, Lý Thẩm và Trần Diễm thì cùng Hạ Tưởng có quan hệ gì rất đáng tự hào. Không có. Mặc dù hiểu được những cái này, Lý Thấm và Trần Diễm dù sắc mặt đang cười, vẫn là hơi có ý cô đơn. Ai cũng muốn được Hạ Tưởng coi trọng, ở gần cũng không nói rõ cái gì, nhưng ít ra thì nói rõ có thể hợp tình hợp lý mà đòi Hạ Tưởng ban chút yêu thương. Lý Thấm và Trần Diễm tự hỏi đều không có sức lực như vậy. Trần Diễm luôn luôn tự nhận vẻ mặt xinh đẹp hơn người, trí tuệ lại hơn người, là một người phụ nữ tuyệt tác có cả vẻ xinh đẹp và trí tuệ,
hôm nay ngồi ở bên trong mấy người, lần đầu tiên cô tự biết có cảm giác xấu hổ. Cô không bằng được với bất cứ một người nào, xuất thân không so được với Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên, thông minh và xinh đẹp thì không bằng với Nghiêm Hiểu Thì, lại không có đầu óc kinh tế và giỏi giang như Lý Thấm, cô. Chẳng qua chỉ là cái gọi là chỉ cả tỉnh Tây chiếm núi làm vua ở một tỉnh Tây mà thôi. Ý nghĩ của Trần Diễm đã bị công kích không nhỏ, cô nhiều năm dùng mọi thủ đoạn để thuận lợi mọi thứ, hôm nay, dưới đợt công kích của việc Hạ Tưởng đã bị mấy cô gái đẹp vây quanh, đã dao động. Có lẽ chỉ có kiên định nhận thức đúng một phương hướng, dũng cảm tiến lên, mới có thể đạt được thứ chính mình mong muốn. Trần Diễm quyết định dừng tay lại có khi thay đổi một người rất nhỏ bé, không phải là gì sự kiện mang tính lịch sử lớn lao gì, cũng không cần gặp phải việc lựa chọn trọng đại, thường thường chỉ có một việc nhỏ nhặt không dính dáng nhau cũng có thể khiến người tỉnh ngộ. Chẳng qua Trần Diễm cũng không biết chính là, một người khi đã đi quá xa vào con đường sai lầm, muốn quay đầu lại cũng khó. Chủ yếu là anh muốn quay đầu lại, rất nhiều người lại không muốn cô sau khi làm đủ những chuyện xấu lại có thể thong dong thu tay lại. Hạ Tưởng ngồi ở giữa, không có thái độ uy nghiêm, cười rất tùy ý. Hôm nay cũng không thể tính là hội nghị chính thức gì, đương nhiên, cũng không phải tụ hội không có nguyên do, nếu ngồi đã cùng nhau, khẳng định phải có một lý do. Tin tưởng tình hình hiện tại ở tỉnh Tây, các cô trong lòng đều hiểu được, cũng có thể nhìn thấy hướng gió gần đây đổi tới đổi lui. Làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, thay đổi bất ngờ, nhưng tóm lại dù thay đổi đến muôn lần bản chất vẫn không thay đổi. Tin tôi, chỉ cần lập trường các cô không dao động, đuổi kịp bước đi của tôi, khẳng định sẽ trả lại cho các cô một khoảng trời xanh. Hạ Tưởng nói một câu vui đùa, vừa dứt lời, Phó Tiên Tiên liền dẫn đầu vỗ tay. Được, nghe lời của đảng, đi theo chủ tịch tỉnh Hạ, tôi đồng ý. Hạ Tưởng không nói gì. Phó Tiên Tiên thực sự sẽ gây rối, hắn liền trừng mắt liếc nhìn Phó Tiên Tiên một cái. Đừng có náo động, tuy rằng không phải là hội nghị chính thức gì, nhưng cũng là bàn bạc việc lớn. Xác nhận việc thảo luận là việc lớn, nếu để Vương Hướng Tiền biết, sự tình Hạ Tưởng cùng một đám mỹ nữ thảo luận, chính là để hóa giải tình thế giằng co của địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, chắc sẽ tức hộc máu. Dưới tình thế đối đầu của địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, muốn mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn cho tổ chức lại, khó như lên trời, huống chi tổ chức lại địa điện tỉnh Tây là chướng ngại vật của ý đồ thôn tính địa điện tỉnh Tây của mạng lưới điện quốc gia, nếu mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông. Lời này Quý Như Lan vừa nói ra, Trần Diễm hơi lộ rõ vẻ kinh ngạc, bày ra khó khăn lớn nhất, chẳng lẽ Quý Như Lan muốn nói chính là, tổ chức lại mạng lưới điện ở tỉnh Tây không có khả năng. Quý Như Lan đón ánh mắt kinh ngạc của Trần Diễm. Nhẹ nhàng khẽ mỉm cười. Bố cục kinh tế, chính trị tiến hành trước, vấn đề chính trị khó giải quyết của vấn đề tổ chức lại, do nhà họ Quý ra mặt giải quyết, vấn đề nan giải duy nhất chúng ta cần giải quyết chính là, vấn đề tài chính. Hạ Tưởng bị người đẹp vây quanh ở quán trà, trong khi Quý Như Lan chậm rãi nói, đề cập đến sự kiện lịch sử trọng đại của việc tổ chức lại địa điện tỉnh Tây, dưới sự chủ tính của mấy người đẹp, đã sáng lập ra lịch sử và khởi đầu cho tương lai. Không cho người ngoài biết chính là, cùng lúc với hội nghị mỹ nữ ở trà quán, kinh tế thẩm thấu của nhà họ Phó vẫn đang tiếp diễn, mà ngay sau khi kinh tế thẩm thấu của nhà họ Phó hoàn thành giai đoạn thứ nhất qua, tỉnh Tây nghênh đón tài chính với quy mô lớn ùa vào thực lực khổng lồ của Liên Nhược Ca chốt cuộc có thể lộ ra, đại kế khống chế sản nghiệp nguồn năng lượng của Hạ Tưởng, chính thức tiến vào giai đoạn tiếp theo. Kế hoạch ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là tiến trình chính trị. Chính là chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng được sự ủng hộ của chính sách quốc gia. Tiến trình chính trị là mấu chốt chiến tích ở nhiệm kỳ của Hạ Tưởng, là suy xét dấu hiệu thành bại của việc chấp chính trong lần đảm nhận chủ tịch tỉnh đầu tiên của Hạ Tưởng. Kinh tế nguồn năng lượng chuyển hướng thành công, nhiệm kỳ ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng sẽ thành công, vầng sáng chói mắt đủ để bao phủ chiến tích của các phương diện khác, đương nhiên, ở phương diện khác Hạ Tưởng cũng sẽ có được lợi ích. Nhưng giống nhau, nếu chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng thất bại, là nét bút hỏng lớn nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng, dù chiến tích mặt khác có xuất sắc đến đâu, thì nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh đầu tiên của Hạ Tưởng cũng sẽ là một nhiệm kỳ thất bại. Kinh tế nguồn năng lượng chuyển hình chẳng những liên quan đến sự thành bại vào chính bộ của Hạ Tưởng, cũng liên quan đến sự thành bại của chính sách thí điểm chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, sự tình quan trọng là một con đường theo chính trị vô cùng gian nan có tính khiêu chiến cực cao. Hạ Tưởng làm việc nhân đức không nhường ai trở thành người mở đường cải cách.
hắn may mắn là đứng ở sóng chiều thời đại, vẫn là vì bản thân bị lịch sử thúc đẩy, đứng ở tuyến đầu thời đại mà cảm giác bất hạnh sâu sắc. Giữa thành bại, cách nhau một trời một vực, người bình thường đều khó có thể chịu đựng trách nhiệm quan trọng như thế. Một bộ phận còn lại là quá trình diễn biến kinh tế. Trên thực tế, kinh tế và chính trị bổ sung cho nhau, mật thiết không thể tách rời. Kinh tế nguồn năng lượng chuyển hình động đến ích lợi của chủ mỏ than, căn cứ vào nguồn năng lượng sản nghiệp tỉnh Tây, tất nhiên gặp phải lực cản hùng mạnh, nhưng hạ tưởng trên có chính sách quốc gia, dưới thành viên tổ chức chính trị vạch kế hoạch, hơn nữa lại có nhà họ Phó và nhà họ Mai từ một bên phối hợp tác chiến, cũng có tổ chức thành viên kinh tế phía sau ra tay, nói cách khác trong nước ngoại trừ hạ tưởng, gần như không có người nào có được thế lực chính trị hùng mạnh và thực lực kinh tế hùng hậu như thế. Nói cách khác cũng chỉ có một mình hạ tưởng có thể khuấy động tập đoàn lợi ích khổng lồ tỉnh Tây đã được hình thành tích tụ nhiều năm. Chính trị và kinh tế, hai thiếu một cũng không được, thiếu sự ủng hộ của kinh tế, chính trị là nước không nguồn. Thiếu sự ủng hộ của chính trị, kinh tế là cây không thành gỗ. Có thể nói, xây dựng đất nước cho đến nay, mặc kệ là thế lực gia tộc mới phát hay là thế lực gia tộc truyền thống, nào giờ không có một người nào giống như hạ tưởng có thể đồng thời điều động năng lực cực lớn đến kinh người. Chẳng những lấy thế lực của bản thân có thể làm kinh động từ Tổng Bí Thư, Thủ tướng, cho tới thế lực gia tộc mới phát và thế lực gia tộc truyền thống cùng vô số nhân vật cấp cao hết sức quan trọng, còn có thể trong lúc nói chuyện quyết định hướng đi của hơn 100 tỷ nhân dân tệ, thực lực khủng bố như thế. Thì ngay Tổng Bí Thư và Thủ tướng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, âm thầm thán phục. Trong kế hoạch hạ tưởng, tiến trình chính trị của tỉnh Tây lạc hậu hơn tiến trình kinh tế. Cũng bình thường thôi. Trong kế hoạch 10 năm tỉnh Tây của Hạ Tưởng, chiến tích xếp hạng sau quy hoạch kinh tế. Hạ Tưởng không phải là cán bộ chiến tích, lấy tuổi và thực lực của hắn, không cần vì nhanh chóng lên chức mà vớt chiến tích, hắn muốn ở tỉnh Tây quyết tâm làm việc thật tiễn vì nước vì dân. Một công việc thực tế lớn, một việc rất tốt, là hành động sáng lập một khi thành công trong ngày hôm nay sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Ở mặt ngoài, vị trí chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng đã đứng vững vàng gót chân. Thành công áp chế Vương Hướng Tiền, cũng làm cho Lôi Trị Học nhượng bộ, trên thực tế, hắn vừa mới mở ra cục diện ở tỉnh ủy, cách việc khống chế đại cục trong kỳ vọng của hắn vẫn còn một khoảng cách rất xa. Không nói cái khác, ít nhất hắn bây giờ vẫn là quyền chủ tịch tỉnh, muốn trở thành chủ tịch tỉnh còn cần phải trải qua một cửa của Hội đồng Nhân dân. Tin tưởng không ít người đang ở sau lưng vì hắn mà gây ra cản trở, không muốn hắn trúng cử thuận lợi. Trước khi hắn chưa chính thức đắc cử chủ tịch tỉnh, thì đã động đến tập đoàn lợi ích của ngành than đá, trong mắt người bên ngoài quả thật là cử chỉ không sáng suốt. Tỉnh Tây có bao nhiêu đại biểu Hội đồng Nhân dân là quan hệ của chủ mỏ than nào? Hắn làm như vậy, chẳng khác nào đoạn tuyệt với đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ít nhất sẽ tổn thất 1/3 phiếu bầu. Trần Diễm trước mặt mọi người trực tiếp nói ra 3 kế hoạch của Giang Cương. Bước đầu tiên là tạo ra xung đột giữa địa điện tỉnh Tây và lưới điện quốc gia. Bước thứ hai, trước khi hội nghị Hội đồng Nhân dân mời dự họp, gây ra sự kiện tai nạn mỏ. Bước thứ ba, mượn sự kiện tai nạn mỏ, khiến chủ tịch tỉnh hạ trong tuyển cử Hội đồng Nhân dân, không được tuyển chọn. Hội nghị quân đoàn giới nữ hôm nay, mời dự họp khá thành công, chẳng những thành công giải quyết vấn đề tài chính nan giải, còn khiến Trần Diễm rốt cục có thể hạ quyết tâm, nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch mà Giang Cương mới lập ra, là một thắng lợi lớn. Cũng là dụng tâm đích thực mà Hạ Tưởng hôm nay cố ý mời Trần Diễm. Lẽ ra Trần Diễm không đủ tư cách tham gia hội nghị hôm nay, cô vừa không phải là người của Hạ Tưởng, cũng không phải là thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng, tuy rằng cùng Hạ Tưởng hợp tác không mấy chặt chẽ, chung quy đối với mỗi người cùng ngồi với Hạ Tưởng mà nói, vẫn là người ngoài, đấn cả quý Như Lan cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Trần Diễm. Nhưng Hạ Tưởng vẫn là kiên trì mời Trần Diễm, không để ý quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì phản đối. Tự có thâm ý của hắn. Khi Quý Như Lan đưa ra vấn đề tài chính là vấn đề quan trọng nhất gặp phải trong giai đoạn hiện nay, giây phút yên lặng qua đi, Trần Diễm mở miệng. Tôi có thể bỏ vốn 500 triệu. 500 triệu đối với 13 tỷ 900 triệu của địa điện tỉnh Tây mà nói, như một sợi lông chín châu, cũng chỉ là một trong mấy phần gia sản của Trần Diễm, nhưng Trần Diễm đồng ý bỏ vốn có ý nghĩa tượng trưng trọng đại, có nghĩa lập trường của cô đã dao động đã ngã về hướng Hạ Tưởng. Đúng là kết quả mà Hạ Tưởng muốn có. Đã tới lúc Trần Diễm kiên định lập trường, cứ mãi dao động, chẳng những có khả năng làm lẫn lộn việc lớn, cũng khả năng mất luôn cả tính mạng, Hạ Tưởng không muốn Trần Diễm trở thành Vương Hy Phượng thứ hai. Một người phụ nữ,
ngàn vạn lần không cần mưu kế tính toán quá thông minh, mặc kệ là kết cấu thân thể cùng với thể lực hay là trí tuệ, giữa phụ nữ và đàn ông, vốn có bất lợi. Trong xã hội nam giới lãnh đạo, phụ nữ như Trần Diễm nghĩ rằng có thể dựa vào một tí thông minh và một khuôn mặt xinh đẹp là có thể đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, là người si nói mộng. Trần Diễm vừa nói xong, Lý Thẩm liền mở miệng. Lý Thẩm thản nhiên cười, hỏi Nghiêm Tiểu Thì trước. Tiểu Thì, cô có bao nhiêu tài chính? Chừng khoảng 1,5 tỷ. Nghiêm Tiểu Thì khẽ gật đầu, ánh mắt cố ý vô tình nhìn Trần Diễm một cái. Lúc này Nghiêm Tiểu Thì đã có chút hiểu rõ mục đích Hạ Tưởng mời Trần Diễm đến. Trần Diễm có trong tay ít nhất không dưới 1,5 tỷ, cô chỉ đồng ý đưa ra 500 triệu, cũng là cử chỉ thăm dò tìm tòi trước khi hành động, cô liền thay Hạ Tưởng gia tăng một chút vật giá. Tuy nhiên, còn có thể bán một số cổ phiếu trong tay, có thể đưa ra 2 tỷ là vấn đề không lớn. Trần Diễm âm thầm kinh ngạc, Nghiêm Tiểu Thì bỏ ra toàn bộ của cải, là thật sự nhìn chúng triển vọng tổ chức lại địa điện tỉnh Tây hay là chỉ vì muốn làm Hạ Tưởng vui lòng. Mặc kệ là loại nào, phiêu lưu cũng là quá lớn. Không ngờ sự tình khiến Trần Diễm càng thêm giật mình còn ở phía sau, Lý Thẩm nghe xong lời nói của Nghiêm Tiểu Thì, khẽ gật đầu, lại hỏi Phó Tiên Tiên. Tiên Tiên có thể bỏ ra bao nhiêu vốn? Phó Tiên Tiên nhẹ nhàng giơ bàn tay phải lên. Tôi ít tiền, chỉ có thể bỏ ra 500 triệu, là toàn bộ gia sản của tôi, là cá nhân tôi đầu tư. Nhấn mạnh cá nhân, tất nhiên là chỉ nhà họ Phó sẽ không tham gia tổ chức lại địa điện ở tỉnh Tây. Lại một người đẹp hăng hái sôi nổi vì Hạ Tưởng mà cam tâm lấy ra 500 triệu đầu tư, Trần Diễm không thể tin nổi. Càng khó có thể tin chính là, Lý Thẩm hỏi cũng không hỏi Quý Như Lan nhà họ Quý phụ trách giải quyết vấn đề chính trị khó khăn, lấy thực lực chính trị làm cổ phần, ít nhất có thể chiếm 30% cổ phần, cô linh hoạt giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng cười. Tôi thay mặt công ty Lý Tưởng bỏ vốn 1 tỷ. Bất chợt ngừng lại, dường như là cố ý liếc nhìn Trần Diễm một cái. Ngại quá, ở nước ngoài đã quen, sau khi về nước cũng không tiện sửa đổi, tôi nói chính là đô la Mỹ. Trần Diễm suýt nữa té xỉu, giơ tay một cái liền quyết định đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ gần 7 tỷ nhân dân tệ, Lý Thẩm rốt cuộc là ai? Phải, cô biết Lý Thẩm là thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, lại không ngờ rằng Lý Thẩm có thể thoáng cái đã bỏ ra 7 tỷ nhân dân tệ. Nói đùa quốc tế gì đó, hiện nay dù được xưng là phú ông gia sản 10 tỷ. Cũng không ai có khả năng vừa động thủ liền dám quyết định bỏ 7 tỷ ra đầu tư, cũng lấy không ra nhiều vốn như vậy. Phú ông 10 tỷ, có thể trực tiếp bỏ ra ngay 1 tỷ là đỉnh lắm rồi. Nếu theo như lời Lý Thẩm là thật, có thể lập tức điều động nguồn vốn 7 tỷ, như vậy chẳng lẽ không phải chứng minh thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng có ít nhất có thực lực 9 tỷ. Trần Diễm không dám nghĩ nhiều, cô chỉ cần biết, chẳng những Hạ Tưởng có thực lực chính trị khổng lồ, còn có thực lực kinh tế sâu không lường được. Hoặc là nói, Hạ Tưởng thúc đẩy chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, có khả năng đạt được thắng lợi hoàn toàn, và khắp nơi hoa nở. Như vật cô càng không thể bỏ qua thời cơ tốt hôm nay, mới nghĩ thế, Quý Như Lan liền chủ động mở miệng. Lý Thẩm, tôi cũng bỏ vốn 300 triệu, là tiền riêng của cá nhân tôi, tuy rằng không nhiều lắm, mong muốn cống hiến một phần sức lực trong khả năng cho phép cho việc tổ chức lại địa điện tỉnh Tây. Trần Diễm dưới sự liên kết của Lý Thẩm, Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên, cảm thấy rất áp lực, có một loại cảm giác bức thiết nóng lòng muốn được thừa nhận và hòa vào vòng tròn, rốt cuộc không dè dặt được, vươn một bàn tay. Tôi lại thêm 500 triệu, tổng cộng bỏ vốn 1 tỷ. Trần Diễm vừa nói xong, liền nhìn về phía Hạ Tưởng, chờ mong Hạ Tưởng đồng ý, cô chưa từng có nguyện vọng giống như hiện tại muốn gia nhập vào trung tâm vòng tròn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vui vẻ mà mỉm cười. Hội nghị hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là hoàn toàn thu phục được Trần Diễm, khiến Trần Diễm hoàn toàn vì hắn mà sử dụng. Trần Diễm hoàn toàn đảo hướng, đã gõ lên hồi chuông cuối cùng cho Giang Cương. Hạ Tưởng có thể bố trí ngành than, tiến vào giai đoạn cuối cùng thua lưới toàn diện. Trên thực tế, nhằm vào việc tổ chức lại địa điện tỉnh Tây, cũng không cần vốn của Trần Diễm, chỉ có điều Trần Diễm nắm trong tay tin tức quan thương kết cấu của phần đông chủ mỏ than tỉnh Tây. Sau khi Trần Diễm nói ra toàn bộ kế hoạch của Giang Cương, Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi đối với cách làm của Trần Diễm, sau đó kiên định vung tay lên. Tới lúc rồi. Màn đêm buông xuống, Cục Công an thành phố lại bắt đầu lên đường, liên tiếp bắt giữ gần 100 tên vệ sĩ tư nhân của 3 gã chủ mỏ than, còn khiến vô số chủ mỏ than ai nấy đều cảm thấy bất an, không ít người chuẩn bị đến thành ủy,
tỉnh ủy thậm chí đến trung ương phản ánh tình hình, tỏ vẻ bất mãn đối với việc Cục Công an Tấn Dương chấp hành pháp luật dã man. Ngày hôm sau, sự kiện giằng co của Địa điện tỉnh Tây và Lưới điện quốc gia kéo dài liên tục mấy ngày, rốt cuộc có tiến triển mới, cuối cùng vô số công nhân viên chức của Địa điện tỉnh Tây bao vây Lưới điện tỉnh Tây toàn bộ giải tán, cảnh sát luôn duy trì trật tự trước kia cũng toàn bộ giải tán, sự kiện dần êm dịu. Nhưng Địa điện tỉnh Tây nhượng bộ cũng không có được sự thông cảm Lưới điện quốc gia, Lưới điện quốc gia được Lý không buông tha, chính thức đề xuất nghiêm trị người gây ra họa cũng như yêu cầu Địa điện tỉnh Tây chịu nhận lỗi một loạt điều kiện với Vương Hướng Tiền. Nếu trên kia còn không tính là Lưới điện quốc gia ỷ thế ăn hiếp người, thì bên Lưới điện quốc gia lần nữa đề xuất thu mua Địa điện ở tỉnh Tây với Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn uy hiếp, nếu không đáp ứng đề nghị thu mua của Lưới điện quốc gia, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hạ Tưởng nổi giận rồi. Đồng chí Hướng Tiền, xin anh vui lòng trả lời cho Lưới điện quốc gia, việc mua điện của tỉnh Tây không phải là không thể được, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa lấy giọng điệu uy hiếp để bàn luận vấn đề thu mua, không phải thái độ giải quyết vấn đề. Nếu Lưới điện quốc gia vẫn không thể hiện thái độ chính đáng, tỉnh Tây sẽ lựa chọn cách xử trí quyết đoán, đến lúc đó toàn bộ hậu quả, tùy Lưới điện quốc gia tự chịu trách nhiệm. Lời nói của Hạ Tưởng, thể hiện sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, tuy là đối với Lưới điện quốc gia, nhưng Vương Hướng Tiền nghe vào trong tai, lại như mũi nhọn ở sau lưng, giống như nói bóng gió y. Chủ tịch tỉnh, chỉ thị tinh thần của nội các chính phủ thì phải thực hiện chu đáo. Thể diện của Lưới điện quốc gia cũng phải nể, chính quyền tỉnh cũng phải nhượng bộ thỏa đáng, sự tình mới có thể thuận lợi mà giải quyết. Nếu chẳng may Lưới điện quốc gia quản chế điện lực tỉnh Tây, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế tỉnh Tây, thì mất nhiều hơn được. Vương Hướng Tiền tuy rằng trong lòng vô cùng mong muốn Hạ Tưởng tiếp tục cứng rắn đối với Lưới điện quốc gia, Hạ Tưởng càng cứng rắn, sự tình lại càng không có cách nào kết thúc được. Nhưng ở ngoài mặt, y vẫn nhất thiết phải làm ra vẻ ba phải, chứng tỏ y lấy lập trường công bằng để giải quyết vấn đề. Hướng Tiền. Hạ Tưởng bỗng nhiên ngữ khí giảm xuống rất nhiều, giống như tán gẫu chuyện thường ngày, trực tiếp ném thẳng sự kiện Lưới điện quốc gia sang một bên, hỏi việc khác. Anh đối với hành động xuất kích mạnh mẽ của công an thành phố Tấn Dương, có nhận xét gì không? Vương Hướng Tiền trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tối hôm qua công an thành phố lại xuất động, liên tiếp bắt đội ngũ vệ sĩ riêng của mấy chủ mỏ than, gần trăm vệ sĩ riêng bị bắt. Sự tình làm dư luận xôn xao. Cũng không biết công an thành phố rốt cuộc muốn như thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn trên cơ bản mà diệt trừ đất sống của vệ sĩ riêng, từ đó hoàn toàn ngăn chặn sự tái diễn của hiện tượng vệ sĩ riêng. Đúng, vệ sĩ riêng là một trong những căn nguyên của cấu kết quan thương tỉnh Tây, nhưng thật sự muốn bắt đầu từ hiện tượng vệ sĩ riêng, ngăn chặn hoàn toàn khả năng cấu kết quan thương tỉnh Tây, không thực tế cũng không có khả năng, là cách làm rất ấu trĩ. Đương nhiên, Vương Hướng Tiền cũng rõ ràng thủ đoạn dày đặc của Hạ Tưởng chí ít cũng đang trong từng bước đẩy mạnh về phía trước. Bắt đầu từ oan tình của Lý Lão Hán, trực tiếp mang đến cho công an thành phố một biến đổi lớn, quả thật là một thủ pháp vô cùng đẹp, không thể không khiến người ta khâm phục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công an thành phố là lực lượng chuyên chính của nhân dân sẽ không phản kháng, mà vệ sĩ riêng là đoàn thể nhân dân, nói không chừng sẽ có hành vi quá khích. Cẩn thận dùng sức quá mạnh, sẽ gây thành sự kiện cừu đường chịu không nổi. Xuất phát điểm thì tốt, chính là phương pháp không ổn, quá vội vàng. Vương Hướng Tiền vốn nên nói hàm xúc một chút, dù sao y thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, không trực tiếp quản lý công an thành phố, không tiện phát biểu những lời có tính khuynh hướng quá rõ ràng, nhưng câu hỏi của Hạ Tưởng y không nhịn nổi phải công kích vài câu. Hạ Tưởng im lặng một lúc lâu, im lặng là một loại vũ khí đáng sợ. Nhất là sự im lặng của lãnh đạo cấp trên. Trong tình huống bình thường, im lặng hàm ý sự không vừa lòng của lãnh đạo cấp trên. Không biết qua bao lâu, Hạ Tưởng lại mở miệng. Hướng Tiền, có một câu tôi nói rồi, anh đừng để trong lòng. Vương Hướng Tiền lại càng hoảng sợ. Chủ tịch tỉnh, mặt công tác nào của tôi làm không được tốt, mong anh phê bình. Hành động xuất kích trọng quyền của công an thành phố, ngoài mặt là đả kích thế lực vũ trang tư nhân phi pháp. Nhưng trên thực tế là điều tra triệt để việc câu kết quan thương của Tấn Dương. Hiện tượng vệ sĩ riêng tồn tại, chẳng những uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn trị an của thành phố Tấn Dương, hơn nữa còn tạo không gian và ô dù cho hiện tượng cấu kết quan thương. Theo số liệu thống kê không đầy đủ, đã có hơn 10 cán bộ cấp cục trở lên lộ nguyên hình trong hành động trọng quyền xuất kích, chứng cứ phạm tội đã được đệ trình tới hai cấp Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật đang trong quá trình điều tra.
tin rằng không bao lâu nữa, đã có thể chính thức lập án. Vương Hướng Tiền tim đập dồn dập, không biết Hạ Tưởng lộ ra kết quả của hành động trọng quyền xuất kích với y là có dụng ý gì. Chẳng lẽ, Hạ Tưởng đang ngấm ngầm hại người, muốn ám chỉ y cũng bị liên lụy trong đó. Hạ Tưởng tiếp tục nói. Cùng với việc hành động ngày càng chuyên sâu, các thông tin được đào bới ra càng ngày càng thấy ghê người. Tôi lo lắng là, nếu chẳng may liên quan tới đồng chí nào đó ở tỉnh ủy, sẽ dẫn tới sự rối loạn lớn hơn nữa. Vương Hướng Tiền tim đập thình thịch, lời nói Hạ Tưởng là ám chỉ y cái gì, hay là đang rõ ràng xác thực mà nói cho y, đã từ trong hành động trọng quyền xuất kích phát hiện ra bằng chứng gì trực tiếp hướng về phía y. Quá rối rắm, sắc mặt y gần như thay đổi hoàn toàn. May mắn thay, cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng nhịn được. Chìm nổi quan trường mấy chục năm cũng không uổng phí, y cũng không phải người dễ dàng bị người khác dọa dẫm. Về phương diện lưới điện quốc gia, anh cứ để cho bọn họ đệ trình báo cáo khả thi về sáp nhập lưới điện tỉnh Tây lên. Không đợi Vương Hướng Tiền trả lời, Hạ Tưởng lại đưa ra chủ đề, quay trở lại chủ đề ngày hôm nay nói ở phía trên. Về phần trừng trị hung thủ giết người ở tỉnh Tây, thì tùy công an thành phố trực tiếp ra mặt bắt người, hung thủ phải đền mạng, không thể tha thứ. Sau khi nói chuyện xong, Vương Hướng Tiền dầu dĩ mà quay trở về văn phòng của mình, thật sự nghĩ không ra chỉ thị của Hạ Tưởng hôm nay rốt cuộc có thâm ý gì, hoàn toàn bị Hạ Tưởng làm cho mê muội, y có phần suy nghĩ không ra, theo không kịp ý nghĩ của Hạ Tưởng. Đối với sách lược hai tuyến đồng thời tác chiến của Hạ Tưởng, y cảm giác được sự bất đắc dĩ lực bất tòng tâm. Vương Hướng Tiền nghĩ ngợi, dặn dò thư ký Kim Nặc. Đến hỏi Trần Hạo thử xem, có thể sắp xếp tối nay cùng ăn bữa cơm với bí thư Lôi một lúc hay không? Chờ Kim Nặc ra khỏi cửa, y lại cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Giang Cương. Tổng Giám đốc Giang, buổi tối cùng nhau gặp mặt được không? Giọng Giang Cương uể oải. Tối nay e là không được, Phó Chủ tịch tỉnh Vương, tôi có chút việc riêng phải xử lý. Giang Cương bị một loạt sự kiện tấn công đến tán loạn, hiện tại thân thể mắc kẹt trong bốn bề cảnh giới, dưới phẫn hận và căm giận, quyết định thúc đẩy sự kiện tai nạn mỏ. Cái gọi là việc riêng, chính là muốn thực hiện chu đáo vấn đề một chút, đồng thời, phải mời Trần Diễm tới hỗ trợ, và hạ tối hậu thư đối với Trần Diễm. Y đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn và tin tưởng đối với Trần Diễm, nếu Trần Diễm không giúp y hóa giải thế tấn công của Hạ Tưởng, thì khả năng Trần Diễm chắc chắn trở thành một phần của sự cố tai nạn mỏ sẽ lên đến 90%. Giang An hiện tại đang bị giam giữ, Giang Cương mất đi sự hỗ trợ của Giang An, giống như mất đi phụ tá đắc lực, y rất khó chịu. Vương Hướng Tiền ít nhiều đoán được Giang Cương chuẩn bị làm cái gì, cũng không nói nhiều. Được, anh hãy bảo trọng, tốt nhất là thông báo cho những người có liên quan một chút, mau chóng giải tán đội ngũ vệ sĩ riêng, tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết. Còn nữa, có gì phiền hà cần ra tay thì ra tay. Giang Cương trong lòng đã ngầm hiểu. Ngắt điện thoại. Ngắt điện thoại Giang Cương mới nhớ ra đã quên nhắc nhở Vương Hướng Tiền một việc. Theo tin tức đáng tin cậy y thu thập được, Thu Quốc Công hiện tại người đã ở Tấn Dương, sở dĩ vẫn giữ kín không nói ra, có lẽ còn đang chờ một cơ hội tốt nhất. Rốt cuộc cơ hội tốt nhất là cái gì, y cũng không thể hiểu hết. Đang định cầm lấy điện thoại gọi lại cho Vương Hướng Tiền, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là điện thoại của Trần Diễm. Trần Diễm còn dám chủ động gọi điện tới. Giang Cương vừa cầm lấy điện thoại, alo, một tiếng. Tổng Giám đốc Trần, tôi chờ tin tức tốt của cô quá lâu rồi. Quả thật là có tin tức tốt. Trần Diễm nói. Tổng Giám đốc Giang, 5% cổ phần mỏ khai thác An Đà tôi mượn từ trong tay Giang An, đã nhờ luật sư ngày mai chuyển sang tên của ông, sau đó chúng ta coi như. Thanh toán xong. Thanh toán xong, nghĩ hay nhỉ, Giang Cương tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Trần Diễm thấy tình thế không ổn định xoay người chạy, đâu có dễ dàng như vậy, y liền hung hăng nói. Tổng Giám đốc Trần, có thể đường ai nấy đi, nhưng xin cô thực hiện lời hứa của cô trước rồi nói sau. Cổ phần tôi không cần, tôi chỉ cần cô đồng ý chuyện của tôi. Không thể được Tổng Giám đốc Giang, tôi không thể làm được. Ông có chuyện gì, xin mời trực tiếp tìm gặp luật sư của tôi, hẹn gặp lại. Trần Diễm cũng rất rõ ràng, thẳng thừng ngắt điện thoại. Đúng là, đồ thối tha. Giang Cương quăng điện thoại. Định quay mông bước đi chắc. Không có cửa đâu, bố mày vẫn chưa thua. Ở Tấn Dương, bố mày còn có thế lực. Cứ chờ xem, tôi phải cho cô không có chỗ mà chôn thân. Hai ngày sau,
báo cáo khả thi của lưới điện quốc gia về việc sáp nhập điện lực tỉnh Tây được đệ trình tới trên bàn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng trả lời đối phương. Để nghiên cứu trước đã. Sau đó thì đến nhìn cũng không nhìn, ném báo cáo nghiên cứu khả thi sang một bên. Sau đó, Hạ Tưởng cầm một phần báo cáo khả thi về việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, giao cho Đường Thiên Vân, bảo Đường Thiên Vân cùng Mã Hiển và Phùng Kiện Siêu, cùng với lãnh đạo chủ chốt của điện lực tỉnh Tây tiến hành gặp gỡ thảo luận, tiến hành lần đàm phán thứ ba về việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây. Hai lần đàm phán trước, đạt được tiến triển nhất định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được nhất trí. Đường Thiên Vân gật đầu. Công tác bảo mật không dễ lắm, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng, trưởng ban thư ký Mã đều dễ nói, chủ yếu là phía điện lực tỉnh Tây, dễ để lộ ra tin tức. Việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây hiện tại ở trong trạng thái bảo mật chặt chẽ, chính là muốn đánh lưới điện quốc gia một phát trở tay không kịp. Biện pháp bảo mật trong giai đoạn hiện tại coi như đúng mức, trên cơ bản bên ngoài chỉ mơ hồ nghe được có tin đồn tổ chức lại, cụ thể tiến triển tới bước nào, thì ngay cả Vương Hướng Tiền và Lôi Trị Học cũng không thể biết được. Hạ Tưởng cười nói, do gì một chút tin đồn cũng không sao cả, có thể dùng việc khác để che đậy, đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Đường Thiên Vân hiển nhiên hiểu ý nói chuyện gì, cười hỏi. Đại kế hoạch công nghiệp năng lượng, có thể tiến vào giai đoạn cuối cùng. Có thể. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, đột nhiên rộ lên tin đồn liên quan đến việc điện lực tỉnh Tây có khả năng đang tìm kiếm nguồn tiền đầu tư mà tiến hành tổ chức lại, khiến cho lưới điện quốc gia vô cùng bất mãn. Vương Hướng Tiền và Lôi Trị Học cũng rất tức giận, đều tự ra mặt đưa ra nghi ngờ chất vấn với Hạ Tưởng. Tổ chức lại lưới điện tỉnh Tây là việc lớn, tại sao không thảo luận trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy? Đối diện với áp lực từ Lôi Trị Học và chất vấn của Vương Hướng Tiền, Hạ Tưởng trấn tĩnh tự nhiên, nói. Sự việc còn đang trong quá trình đàm phán, vẫn chưa bước vào giai đoạn thực tế, không cần phải để lộ tin tức, để tránh dẫn tới những động tác đầu cơ không tất yếu. Chờ sau khi có kết quả, khẳng định sẽ đệ trình lên hội nghị thường vụ phê chuẩn. Lôi Trị Học còn muốn nói thêm với Hạ Tưởng vài câu, không ngờ Hạ Tưởng đã nói một câu khiến cho y tim đập dồn dập. Vừa lúc tôi có một việc muốn gặp bí thư Lôi báo cáo một chút, cơ cấu cổ phần của mỏ khai thác An Đạt có biến đổi, sắp mời triệu tập đại hội cổ đông để tuyển cử ra ban giám đốc mới, là tiền lệ thành công nhà đầu tiên đưa vốn bên ngoài vào tỉnh Tây. Việc tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt, chính là mở đầu của quá trình chuyển hình kinh tế năng lượng tỉnh Tây. Lôi Trị Học trong lòng rất sốc, quân bài domino đầu tiên, thật sự đã đổ rồi sao? Sở dĩ đem việc tổ chức lại cơ cấu cổ phần của mỏ khai thác An Đạt liệt vào khúc dạo đầu của việc chuyển hình kinh tế năng lượng tỉnh Tây, mà không phải đem việc nhà họ Phó tham gia mỏ khai thác Thắng Hoa là bước đầu tiên thành công, đều không phải hoàn toàn bởi vì mỏ khai thác An Đạt là doanh nghiệp than đá thực lực bậc nhất của tỉnh Tây, mà vì ý nghĩa tượng trưng, ảnh hưởng sâu xa của nó. Giang Cương là nhân vật đại biểu cho lợi ích tập đoàn của tỉnh Tây, đứng sau lưng mỏ khai thác An Đạt, phụng dưỡng vô số tham quan. Nếu nói mỏ khai thác An Đạt là một cái bát tô, từ tỉnh ủy tỉnh Tây xuống tới thành ủy Tấn Dương, thậm chí quận huyện cơ sở, thậm chí tới đồn công an tầng thấp nhất, đều phải chia tay hướng cái bát tô mỏ khai thác An Đạt này mò thịt ăn canh. Cho nên, tổ chức lại cổ phần mỏ khai thác An Đạt, chẳng những hàm ý là bố cục công nghiệp năng lượng tỉnh Tây nắm trong tay Hạ Tưởng đã hoàn thành toàn diện, bước vào giai đoạn thu lưới. Cũng có hàm ý là sẽ mượn việc tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt. Cuộc chiến nhằm vào cấu kết quan thương tỉnh Tây, cũng sắp khai chiến. Lôi Trị Học không khiếp sợ mới là lạ. Việc tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt là một sự kiện vô cùng quan trọng, trước đó y không hề nắm bắt tình hình, thật sự xem một bí thư tỉnh ủy như y chỉ là trang trí. Lôi Trị Học rất bất mãn nói. Đồng chí Hạ Tưởng, việc tổ chức lại điện lực và tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt đều là việc lớn, phải chờ sau khi tỉnh ủy nghiên cứu, mới có thể đưa ra quyết định. Vương Hướng Tiền thấy Lôi Trị Học cứng rắn tham gia vào công việc hành chính, thể hiện quyền uy của người đứng đầu để áp chế khí thế hùng hổ dọa người của Hạ Tưởng, trong lòng mừng thầm, cũng ở một bên châm ngòi thổi gió. Tôi cũng cho rằng bất kể là tổ chức lại điện lực hay là tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt, thời cơ cũng đều không quá thích hợp, hy vọng Chủ tịch tỉnh suy nghĩ kỹ. Đối thoại ba phương giữa Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, Vương Hướng Tiền tiến hành ở trong văn phòng của hắn. Về phần Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền một trước một sau đi vào văn phòng của hắn khởi binh hỏi tội là trùng hợp, hay là cố ý, Hạ Tưởng cũng chẳng buồn phỏng đoán quá nhiều. Hắn đối mặt với sự công kích liên hợp của bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực tỉnh,
vẫn bình tĩnh như cũ mà cười cười. Đồng chí Trị Học, đồng chí Hướng Tiền, trước hết không cần phải vội, nghe tôi giải thích một chút. Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền liếc nhau, cũng biết quả thật giọng điệu có phần hơi vội vàng, nói. Được. Thân là chủ tịch tỉnh, tình cảnh gian nan nhất chính là bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực tỉnh liên kết, vừa vặn hình thành thế kìm hãm, khiến cho chủ tịch tỉnh bị kẹp ở giữa vô cùng khó làm. Nhất là nếu bí thư tỉnh ủy nhúng tay quá nhiều vào các công việc hành chính, mà phó chủ tịch thường trực tỉnh lại chuyện gì cũng hùa theo ý kiến của bí thư tỉnh, như vậy chủ tịch tỉnh sẽ nửa bước khó đi. Sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh Tây, sở dĩ vẫn dốc hết sức lực mà chèn ép Vương Hướng Tiền, chính là để tránh Vương Hướng Tiền và Lôi Trị Học liên kết đưa hắn đi tàu bay giấy. Trên thực tế hắn và Trương Duy Chiếu kết thành đồng minh, cũng là để chống lại bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực tỉnh liên kết. Chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy liên kết, vẫn không thể so sánh với bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực tỉnh liên kết. Cũng may sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh Tây, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, thành công mà áp chế Vương Hướng Tiền. Hơn nữa Lôi Trị Học đã bị sự kiện nhập cục ảnh hưởng, không rảnh bận tâm đến những sự vụ của tỉnh ủy, mới khiến hắn không lâm vào khốn cảnh bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực tỉnh liên hợp đánh từ hai mặt. Nhưng hôm nay, Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền đồng thời có mặt ở trong văn phòng của hắn, cùng kết hợp chất vấn hắn về việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây và mỏ khai thác An Đạt, rất có xu thế liên kết tạo áp lực. Hạ Tưởng chỉ biết, phải hóa giải lần liên kết hành động đầu tiên giữa Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền, nếu không, nếu lần đầu tiên liên kết giữa hai người thắng lợi, thì sẽ có khả năng tạo thành thông lệ, trong các sự việc mọi mặt về sau, bất kể là ở trong hội nghị thường vụ, hay là trong một sự kiện cụ thể, hắn sẽ bị Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền nắm bắt gắt gao. Hạ Tưởng trước hết nhìn về phía Vương Hướng Tiền. Đồng chí Hướng Tiền, vấn đề tổ chức lại điện lực tỉnh Tây và mỏ khai thác An Đạt, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân. Xu thế là phải làm, không cải tổ lớn, không thể giải quyết được tình thế khó khăn của điện lực tỉnh Tây. Về phần tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt, thuộc vấn đề tự thân của xí nghiệp, cũng là điều tiết bình thường của quy luật thị trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ phụ trách phối hợp, sẽ không can thiệp. Nếu anh có ý tưởng gì hay đối với việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, xin trực tiếp đề xuất kiến nghị với tôi. Vương Hướng Tiền nghe xong lời nói khách sáo vô vị của Hạ Tưởng, hơi chau mày, muốn phản bác lại vài câu, không ngờ Hạ Tưởng lại nói một câu. Tôi đề nghị đồng chí Hướng Tiền chú ý nhiều hơn một chút tới hành động trọng quyền xuất khích của thành phố Tấn Dương. Mặt khác, vụ án Địch Quốc Công sẽ lên chương trình lại một lần nữa, nghe nói, Địch Quốc Công dưới sự thẩm vấn của Bộ An ninh Quốc gia. Nói ra rất nhiều nhân vật phía sau màn, trong đó liên lụy tới một bộ phận lãnh đạo tỉnh ủy. Vương Hướng Tiền mí mắt giật mạnh, Hạ Tưởng là có ý tứ gì, lại uy hiếp y hay là phô trương thanh thế. Nhưng làm kẻ trộm tất nhiên chột dạ, y suy nghĩ kỹ càng, không được, Địch Quốc Công thật đúng là biết không ít chuyện của y, nếu Địch Quốc Công để lộ ra y, thật đúng là phiền toái lớn. Lại suy nghĩ thấu đáo hơn, Địch Quốc Công là bằng hữu mười mấy năm với Tiêu Lôi. Mà Tiêu Lôi là thân tín của y, Tiêu Lôi gần như biết hết những sự tình của y, chẳng lẽ không phải là nói, Địch Quốc Công có khả năng cũng biết. Không phải có khả năng, mà là rất có khả năng. Được lắm Hạ Tưởng, Chủ tịch tỉnh Hạ, không thể không nói việc Địch Quốc Công mất tích và bị Bộ An ninh Quốc gia khống chế, sau lưng chắc chắn là có thủ đoạn của Hạ Tưởng, hoặc có thể nói, hoàn toàn chính là Hạ Tưởng một tay bày ra. Sở dĩ sự kiện Địch Quốc Công vẫn ẩn mà chưa phát. Chính là đang chờ một thời cơ thỏa đáng để kích nổ, chính là muốn niêm phong cái miệng của y, khiến y đừng xen vào việc của người khác. Vương Hướng Tiền trong nháy mắt khí thế giảm đi. Chủ tịch tỉnh không nói tôi thiếu chút nữa đã quên, đồng chí Bình Thiếu nói phải thông báo một chút công việc với tôi, đã đến giờ, đồng chí Bình Thiếu hẳn là đã đến, tôi đi xem thế nào. Nhìn bóng dáng Vương Hướng Tiền biến mất ở cửa, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn khó nén được vẻ cô đơn tiêu điều. Khí thế không dễ dàng gì tích tụ đến mức độ nhất định của Lôi Trị Học bất chợt ngưng trệ, bỗng nhiên lúc đó cảm thấy Hạ Tưởng ở trước mắt như thể sâu không lường được. Cho dù y lớn hơn Hạ Tưởng hơn 10 tuổi, cho dù rõ ràng y là nhân vật số 1, lại vẫn không trấn áp được khí thế đang lên cao của Hạ Tưởng. Đúng vậy, Hạ Tưởng muốn đạt được mục đích gì ở tỉnh Tây, thi hành quan niệm chấp chính gì, y thân là bí thư tỉnh ủy, tựa hồ như không có bất kỳ quyền phát ngôn gì. Đồng chí Hạ Tưởng, việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, tôi vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng, phía Ủy ban Nhân dân có cân nhắc thêm một chút hay không? Hạ Tưởng khẽ gật đầu.
giai đoạn hiện tại quả thật có phần không quá thỏa đáng, nhưng tình thế bức bách, cũng chỉ có thể lấy việc tổ chức lại để ép lưới điện quốc gia nhượng bộ. Điện lực tỉnh Tây là điện lực của nhân dân tỉnh Tây, không thể để lưới điện quốc gia lấy trắng đi. Đồng chí chị học, nếu anh đã xem báo cáo khả thi lưới điện quốc gia về thôn tính điện lực tỉnh Tây, anh cũng sẽ tức giận. Đâu phải là thôn tính, quả thực chính là thu mua đồng nát. Lôi chị học không nói gì, y trong lòng cũng hiểu rõ như vậy. Doanh nghiệp trung ương thâu tóm doanh nghiệp nhà nước địa phương, từ trước đến nay điều kiện hà khắc cộng với thái độ ngạo mạn, nhưng thường thường đều thành công, nguyên nhân ở đâu? Đơn giản là chính quyền địa phương nhường nhịn. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề đấu tranh chính trị phía sau lưng ai chiếm thế thượng phong. Sau lưng doanh nghiệp trung ương là trung ương, sau lưng doanh nghiệp nhà nước địa phương là chính quyền địa phương, nói trắng ra là, doanh nghiệp trung ương thôn tính doanh nghiệp nhà nước địa phương vẫn là một hình thức biểu hiện khác của quốc tiến dân lui, là thể hiện cụ thể của việc quốc gia và chính quyền địa phương tranh lợi. Hạ Tưởng cũng không đợi Lôi Chỉ Học nói gì đó, tiếp tục nói. Kỳ thật việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, chính là lấy danh nghĩa cải tổ, muốn vì việc lưới điện quốc gia thôn tính điện lực tỉnh Tây mà đặt ra vấn đề nan giải. Đồng chí chị học, làm quan phụ mẫu tỉnh Tây, tâm trí chúng ta phải hướng về nhân dân tỉnh Tây, nên suy nghĩ vì điện lực tỉnh Tây. Không phải tầm nhìn đại cục của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không đủ, cũng không phải không lấy đại cục làm trọng, mà là vì sự phát triển của quốc gia. Vài chục năm tới, nhân dân tỉnh Tây chịu khổ, trả giá bằng rất nhiều sự hy sinh, vì sao quốc gia không thể ít nhiều nghiêng về phía tỉnh Tây một chút? Chẳng lẽ đoạt lấy tài nguyên than đá tỉnh Tây còn chưa đủ, còn muốn lấy đi luôn cả mạch máu điện lực của tỉnh Tây? Tỉnh Tây cũng là tỉnh Tây của quốc gia, tỉnh vùng Duyên Hải cũng là tỉnh của quốc gia, trong lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, dựa vào cái gì mà cứ bắt tỉnh Tây hy sinh không tha, chẳng lẽ tỉnh Tây chính là do mẹ kế sinh ra? Dựa vào cái gì mà khiến tỉnh Duyên Hải đã giàu có lại giàu có hơn mà không trợ giúp tỉnh đất liền lạc hậu, còn muốn đè thấp giá cả, đoạt lấy tài nguyên, còn muốn khiến nhân dân tỉnh Tây hy sinh bao nhiêu năm nữa? Chiếc bánh lớn hơn, không phân biệt là bánh gì, như vậy để cho một bộ phận người giàu có rồi đứng lên hô khẩu hiệu đại bộ phận mọi người đều giàu có, chẳng phải là một câu nói suông hay sao? Hạ Tưởng chậm rãi mà nói ra quan niệm trong lòng hắn với Lôi Chỉ Học. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ làm nhân vật chính trị, không có khả năng bị quan niệm làm rung động. Nhân vật chính trị cần chính là thăng chức cùng với ích lợi thiết thân. Nhưng sở dĩ giáp mặt hướng Lôi Chỉ Học nói ra mộng tưởng của hắn, cũng là hắn muốn hướng Lôi Chỉ Học làm sáng tỏ quan niệm chấp chính của hắn, là muốn hàm xúc mà nói cho Lôi Chỉ Học, con đường chấp chính của hắn ở tỉnh Tây, sẽ vẫn dũng cảm tiến tới, sẽ vì thực hiện kế hoạch trong suy nghĩ, cho dù trước mặt là một ngọn núi cao, cũng phải đem núi rời đi. Lôi Chỉ Học chăm chú nhìn ánh mắt Hạ Tưởng, bỗng nhiên cảm giác Hạ Tưởng ở trước mắt rất xa lạ đến ghê người. Lập trường của nhân vật chính trị, từ trước tới giờ đều là tùy thời cơ mà ứng biến, làm sao có nguyên tắc đã hình thành thì không thay đổi. Giống như y, vốn ban đầu quyết định không làm gì đối với tỉnh Tây, đột nhiên tình thế thay đổi, theo xu thế mà thay đổi, cần phải mọi lúc mọi nơi can thiệp vào việc cầm quyền trị nước của Hạ Tưởng. Nhưng, Lôi Chỉ Học hoài nghi sâu sắc. Hạ Tưởng thật sự có thể kiên trì quan niệm, đã hình thành thì không thay đổi mà đi đến cuối cùng. Hắn muốn không chỉ là cải cách kinh tế năng lượng tỉnh Tây, mà còn muốn đưa ra một hình thức thăm dò tính khả thi việc cải cách thể chế chính trị quốc gia. Nghĩ thông suốt điều này, Lôi Chỉ Học bỗng nhiên nảy sinh một loại tình cảm kính nể đối với Hạ Tưởng. Ai cũng muốn kiên trì nguyên tắc và quan niệm của chính mình, nhưng trong chính trị, rất nhiều thời điểm quan niệm cá nhân không quan trọng gì, phải lấy ích lợi đại cục làm trọng. Tuy nói như thế, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến đối với việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây. Cảm tình dâng cao trong lòng Lôi Chỉ Học chợt lóe rồi thôi, lại nhớ tới hiện thực bên trong, trực tiếp biểu lộ ý kiến phản đối với Hạ Tưởng. Người đứng đầu giữ ý kiến đối với một vấn đề nào đó là cách nói khéo léo, ngụ ý chính là kiên quyết phản đối. Hạ Tưởng gật đầu. Ủy ban nhân dân tỉnh tôn trọng ý kiến của đồng chí chị học, sẽ nghiêm túc nghiên cứu rồi sau đó sẽ ra quyết định. Hiển nhiên, Hạ Tưởng cũng không bởi vì Lôi Chỉ Học phản đối mà gác lại việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây. Hắn khẽ mỉm cười, cố ý hạ giọng nói. Bí thư Lôi, bí thư Trần Phong vừa mới đi Bắc Kinh một chuyến, ông ấy và Thủ tướng đã gặp mặt riêng, việc nhập cục đã đạt được nhận thức chung. Dưới vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Chỉ Học, ánh mắt không thể không nhìn mà chợt lóe lên. Cụ thể là tình huống gì? Y trong lòng hiểu được.
Hạ Tưởng đối mặt với áp lực lớn mạnh của y, phải vận dụng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường. Lúc Hạ Tưởng mới nhậm chức ở tỉnh Tây, giữa hắn và Lôi Trị Học từng có một thời gian hợp tác thân thiết. Hồi đầu, Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tây, Lôi Trị Học không rõ ràng lắm quan niệm chấp chính của Hạ Tưởng. Xuất phát từ sự tôn trọng đối với chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất cả nước, lại thêm cả thế lực kinh người phía sau Hạ Tưởng, y áp dụng sách lược lấy lui làm tiến. Sau đó, sau khi hiểu được sơ bộ quan niệm chấp chính của Hạ Tưởng, Lôi Trị Học xuất phát từ nhu cầu chính trị của bản thân, vốn định kiềm chế Hạ Tưởng, không cho Hạ Tưởng tiếp tục đẩy mạnh chuyển hình kinh tế năng lượng ở tỉnh Tây. Đối với y mà nói, chuyển hình kinh tế năng lượng thành công hay không, cũng không quan trọng, con đường thăng quan tiến chức của y đã được điều động nội bộ, không cần ở tỉnh Tây lấy phiêu lưu chính trị đổi lấy chiến tích. Nhưng bị Hạ Tưởng thành công mà trở tay kiềm chế, lợi dụng nguy cơ nhập cục khiến y lâm vào khốn cảnh bôn ba mệt mỏi, cộng với việc đạt được thỏa hiệp với Hạ Tưởng, y lại quên việc kìm hãm Hạ Tưởng, chuyển sang cách làm ngoài chặt trong lòng, cái y muốn chính là để đổi lấy việc Trần Phong chủ động từ bỏ việc nhập cục theo lời khuyên nhủ của Hạ Tưởng. Giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, thì tương đương với giảm bớt một nửa áp lực. Nhưng qua hơn một tháng, tin tức Trần Phong từ bỏ việc nhập cục vẫn chưa đến, ngược lại bởi vì xung đột giữa điện lực tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, mà khiến sức ép lên thân y tăng lên gấp bội. Không thể không khiến y thu hồi ánh mắt từ Bắc Kinh, quay lại ở tỉnh Tây, thực hiện ảnh hưởng tất yếu với Hạ Tưởng trong việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây. Việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, mặt ngoài là sự vụ trong nội bộ tỉnh Tây, nhưng lúc lưới điện quốc gia đề xuất thôn tính là lúc lại đột nhiên tung ra đề án, chính là có ý rõ ràng nhằm vào việc thôn tính của lưới điện quốc gia. Phía Bắc Kinh có người rất bất mãn với điều này, thông qua kênh đặc biệt truyền tin tức tới tai y là, hy vọng y có thể cản trở mấy động tác nhỏ của Hạ Tưởng, kiên quyết đem chuyện tổ chức lại điện lực tỉnh Tây bóp chết ngay trong nôi. Lôi Trị Học lại một nữa phải đứng trước sự lựa chọn quan trọng. Ai bảo cấp bậc bí thư tỉnh ủy chính là đại quan biên cương chân chính? Sai, bí thư tỉnh ủy vẫn chỉ là quan lớn địa phương, vận mệnh còn nắm ở trong tay trung ương. Thăng cấp, thì sẽ là người lãnh đạo quốc gia, dậm chân tại chỗ, thì sau đó sẽ lùi về tuyến hai. Chênh lệch cách biệt một trời một vực khiến tất cả mọi người đều không thể thản nhiên đối mặt, huống chi Lôi Trị Học còn phải đối mặt với áp lực to lớn là Cổ Thu Thật đã cưỡi ngựa cuốn bụi mà đi. Nếu khoảng cách giữa y và Cổ Thu Thật càng ngày càng xa, chờ lúc Cổ Thu Thật nhảy vọt lên vị trí ủy viên thường vụ y mới nhập cục, thì y có khả năng sẽ bị xóa bỏ thân phận lực lượng dự bị. Thời gian không đợi ai, nguy cơ Lôi Trị Học bức thiết hơn so với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết rõ giữa hắn và Lôi Trị Học hiện đang tiến hành một hồi đọ sức, vô cùng quan trọng, liên quan đến sự thành bại kế hoạch của hắn. Lôi Trị Học thân là bí thư tỉnh ủy, là người lãnh đạo danh chính ngôn thuận, nếu thật sự kiên định áp chế việc tổ chức lại điện lực tỉnh Tây, quả thật hoàn toàn có thể khiến nỗ lực của hắn phó mặc cho nước chảy. Cho dù Lôi Trị Học hiện tại không áp chế mạnh mẽ, lúc biểu quyết ở hội nghị thường vụ, cũng có thể bị y một lời bác bỏ. Như thế cũng chẳng khác nào kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Lôi Trị Học chính là trạm kiểm soát Hạ Tưởng không thể vòng qua được, phải mặt đối mặt chính diện. Bí thư Lôi, Trần Phong thực sự đã hướng Thủ tướng bày tỏ thái độ rõ ràng, y chủ động từ bỏ việc nhập cục, muốn cho nhiều cán bộ ưu tú có năng lực lên được những cương vị quan trọng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng mà tung ra một câu, lại giống như một tảng đá lớn rơi vào trong lòng Lôi Trị Học, khuấy động lên cơn sóng gió động trời. Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất Trần Phong chủ động nhượng bộ, như vậy phải chăng có thể chứng tỏ hiện tại đã hoàn toàn thuận lợi, mọi trở ngại của việc y nhập cục đã được dọn sạch. Lôi Trị Học suýt nữa muốn hớn hở ra mặt, cũng may là, đã cố gắng áp chế được nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng, không thất thố trước mặt Hạ Tưởng, mà chỉ thản nhiên hỏi han. Bí thư Trần có đức độ, là tấm gương cho thế hệ của tôi. Đối với việc Trần Phong vì sao chủ động từ bỏ cuộc chiến nhập cục, y trong lòng cũng nói không rõ lắm. Rốt cuộc Trần Phong là căn cứ vào xuất phát điểm gì, nhưng y tin tưởng vào tính cách của Hạ Tưởng, lời nói của Hạ Tưởng, 100% là thật. Hạ Tưởng chú ý thấy sự vui mừng chợt lóe trong mắt Lôi Trị Học, khẽ mỉm cười, bên trong ý cười, có nội dung đầy thâm ý. Theo tin tức đáng tin cậy, bí thư Trần có khả năng phải chuyển đi. Lôi Trị Học bất chợt sợ ngây người. Lôi Trị Học đi rồi. Hạ Tưởng mới thở phào một cái, thân là chủ tịch tỉnh, nhân vật số 2, muốn khai triển công tác mọi mặt dưới quyền uy của bí thư tỉnh ủy, quả thật một việc khó vô cùng. Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về kinh tế dưới bóng của bí thư tỉnh ủy,
Bí thư tỉnh ủy trên danh nghĩa không can thiệp vào các sự vụ hành chính. Trên thực tế, quyền uy của bí thư tỉnh ủy lại có ở khắp mọi nơi, chế độ chính trị trong nước, chính là do con người làm ra để thiết lập chướng ngại vật, do con người làm ra để tạo phiền toái. Trận chiến với Lôi Trị Học, chỉ cho phép thắng chứ không được bại, bại, thì đánh mất quyền chủ động bên trong tỉnh ủy, như vậy tất cả mọi cố gắng nỗ lực trước đây của hắn, cũng đều có thể bị Lôi Trị Học một tay phủ định. Tin tưởng là sau khi Lôi Trị Học nghe được tin tức của hắn, sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh, Hạ Tưởng trầm tư một lát, gọi điện thoại cho Cổ Thu Thật. Bí thư Cổ, có tiện nghe tôi báo cáo công tác không? Giọng điệu Hạ Tưởng xin chỉ thị rất kính cẩn. Không tiện cũng phải tiện, ai bảo cậu là Hạ Tưởng? Cổ Thu Thật gần đây tâm tình không tồi, lúc nói chuyện cũng là giọng điệu thoải mái tự nhiên. Là vì sự việc điện lực tỉnh Tây, không phải tôi nói cậu. Tôi cứ cảm thấy bước đi của cậu hơi quá lớn. Bước chân không lớn không được, lĩnh Nam lập tức sẽ trở thành tỉnh thí điểm cải cách chính trị. Trước khi Bí Thư Trần trở thành nhân vật quan trọng, tôi phải cung cấp một ít kinh nghiệm lấy cung thực tế có ý nghĩa thăm dò cho lĩnh Nam tham khảo. Hạ Tưởng cười ha ha. Không phá thì không xây được, thế cục tỉnh Tây, đã tới giới hạn rồi. Cổ Thu Thật im lặng trong chốc lát. Tôi không đồng ý việc cậu lấy ngành sản xuất điện lực để thực hiện việc mở màn. Nhưng tôi hiểu dự tính ban đầu của cậu. Hơn nữa cách thức cậu khiến nhà họ Quý tham gia rất cao minh, hiện tại tranh luận ở Bắc Kinh về điện lực tỉnh Tây cũng không ít, lão Quý luôn trấn thủ ở Bắc Kinh, thể hiện tinh thần chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Hạ Tưởng, động tính của cậu cũng ầm ĩ không nhỏ, đã nghĩ kỹ sẽ kết thúc như thế nào chưa? Nghĩ kỹ rồi. Hạ Tưởng rất trực tiếp mà trả lời. Điện lực tỉnh Tây cũng là một bộ phận của công nghiệp năng lượng tỉnh Tây, nếu tổ chức lại, có ý nghĩa tượng trưng quan trọng, xu thế là phải làm, ở tỉnh khẳng định sẽ dốc hết sức lực mà thúc đẩy. Hơn nữa, tôi cũng không định lùi lại phía sau một bước. Cổ Thu Thật rõ ràng ý kiến kiên định của Hạ Tưởng, liền hỏi. Như vậy, cậu muốn để tôi thay cậu nói chuyện ở phương diện nào? Muốn nhờ bí thư Cổ về vấn đề Trần Phong lùi về tuyến 2, nói tốt vài câu. Im lặng vài giây, Cổ Thu Thật mới nói. Kế sách vây ngụy cứu Triệu. Được, tôi đồng ý. Nhưng việc của Trần Phong, anh làm như thế nào để thông suốt vậy? Hạ Tưởng ha hả cười. Trước tiên cảm ơn bí thư Cổ. Về phần việc của bí thư Trần, kỳ thật không phải tôi làm thông suốt, là chính anh ấy tự nghĩ thông suốt. Lời nói của Hạ Tưởng, cũng không phải nói thật toàn bộ, có một số việc hắn không thể nói rõ ràng với Cổ Thu Thật được. Về hiểu biết sâu sắc đối với Trần Phong, trên thế giới chỉ e là có duy nhất một mình hắn mà thôi. Trần Phong mặc dù đã cũng rất quan tâm đến tiền đồ, cũng muốn nhập cục. Nhưng Trần Phong cũng tự hiểu, y phân tích sâu xa thời cuộc một phen, lại sau một lần nói chuyện thấu đáo với Hạ Tưởng, thấy rõ tình thế, quyết định không thể lại làm bia đỡ đạn, áp dụng sách lược lấy lui làm tiến, chủ động đề xuất rời khỏi cuộc đấu tranh nhập cục. Trần Phong không muốn bị người ta biến thành trò đùa, nhưng nếu bị người ta dựng dậy một lần, phải nhân tiện đề xuất điều kiện mới được. Trên quan trường, vốn chính là trao đổi ích lợi, y cũng không phải là một người vô tư mà cống hiến. Yêu cầu của Trần Phong cũng không cao, thu xếp đãi ngộ cấp phó quốc gia, tới mức tốt nhất là đến viện dưỡng lão của Hội đồng Nhân dân. Đương nhiên, nếu chỉ là Trần Phong chủ động từ bỏ cuộc chiến nhập cục, thì hoàn toàn theo như tâm nguyện của Lôi Trị Học, chẳng khác nào tạo ra thời cơ tốt cho Lôi Trị Học. Hạ Tưởng sẽ không tự dưng vô cớ mà may áo cho người khác, cử chỉ thoái vị nhường người tài của Trần Phong. Vừa là suy nghĩ cho tiền đồ của Trần Phong, vừa để đào một hố lớn hơn nữa cho Lôi Trị Học. Kỳ thật ngay từ đầu, việc đề cử Mai Thái Bình và Trần Phong nhập cục, sau lưng cũng không có bóng dáng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phán đoán lung tung mơ hồ bàn tay phía sau màn rốt cuộc là tạo cơ hội cho hắn, khiến Lôi Trị Học được cái này mất cái khác, hay là đang hạ một cái lưới lớn hơn nữa. Dù sao tình thế có lợi đối với hắn chính là chuyện tốt. Nhưng lúc này, hắn phải dốc sức lợi dụng việc Trần Phong và Mai Thái Bình nhập cục, gây trở ngại cho Lôi Trị Học, khiến Lôi Trị Học sứt đầu mẻ chán, không rảnh bận tâm đến đại kế hoạch chuyển hình kế tiếp của tỉnh Tây. Không thể khiến Lôi Trị Học trở thành chướng ngại vật là điểm mấu chốt của Hạ Tưởng, hắn không có khả năng phá vỡ trạng thái bình thường trong quan trường. Lấy thân phận của nhân vật số 2 để áp chế nhân vật số 1, chỉ có thể áp dụng kế sách vây ngụy cứu Triệu. Tuy nhiên Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, vây ngụy cứu Triệu càng cao minh, càng khiến cho Lôi Trị Học không biết làm thế nào. Lôi Trị Học nói một đằng làm một nẻo, từ lợi bội ước,
dù sao việc hắn đồng ý khuyên nhủ Trần Phong từ bỏ cuộc chiến nhập cục đã làm được, như vậy những biến cố sau khi Trần Phong rời khỏi, sẽ hoàn toàn không quan hệ tới hắn. Rất xin lỗi, Bí Thư Lôi, hạ tưởng không phải không có chút ác ý mà nghĩ, có đến có đi mới là trạng thái bình thường trong quan trường. Tuy rằng tôi không phải là người trừng mắt phải đáp lại ngay, nhưng quay lưng đáp lại trò vui rất thú vị anh vừa bày ra, cũng là vì một tương lai tốt đẹp hơn của tỉnh Tây. Hôm sau, hành động trọng quyền xuất kích của Tấn Dương đã gặp phải cú phản đạn mãnh liệt đầu tiên, hơn 10 người trung tầng của Cục Công an thành phố liên danh phản đối hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an thành phố, cũng lấy việc cùng từ chức để uy hiếp. Sự tình, thật sự trở nên gay gắt, cũng chứng minh một điểm, hành động trọng quyền xuất kích rốt cuộc đã động chạm đến điểm mấu chốt của một bộ phận người, đi sâu xuống thêm nữa, sẽ có khả năng khiến một vài người thân bại danh liệt, vì vậy, sẽ có người luống cuống. Chẳng những bên trong Cục Công an thành phố xuất hiện động thái bất thường, mấy vệ sĩ riêng của nhà máy than đá cũng xuất hiện tình huống khác thường, ước chừng có mấy chục tổ chức vệ sĩ tư nhân đứng lên, muốn tiến tới Bắc Kinh, đưa ra khẩu hiệu là đấu tranh cho sự sống còn, cho quyền sinh tồn. Cùng lúc đó, một bộ phận công nhân viên chức của Điện lực tỉnh Tây bao vây tấn công lưới điện quốc gia và ra tay đả thương người, cũng bị Cục Công an thành phố chóc nã quy án, cũng chiếu theo pháp luật bàn giao cho cơ quan kiểm sát, từ cơ quan kiểm sát đưa lên công tố. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như hành động trọng quyền xuất kích và sự kiện xung đột giữa Điện lực tỉnh Tây với lưới điện quốc gia, cả hai chiến tuyến đều thất bại, là con sóng lạnh mạnh nhất mà Hạ Tưởng gặp phải kể từ sau khi nhậm chức ở tỉnh Tây. Mà sau đó Lôi Trị Học lại nhấn mạnh trong hội nghị tỉnh ủy, tuyệt không cho phép lại xảy ra sự kiện xung đột bạo lực, đồng thời chỉ ra, lưới điện quốc gia đề xuất đề nghị tiến hành thôn tính đối với Điện lực tỉnh Tây. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn đang suy xét nghiêm túc, sẽ có cơ hội thích hợp để đưa ra lựa chọn chính xác. Ngụ ý chính là về phía tỉnh Tây sẽ làm ra nhượng bộ thật lớn. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, tình hình tỉnh Tây biến đổi, toàn bộ những nỗ lực của Hạ Tưởng trước kia, sắp để mặc cho dòng nước chảy. Tấn Dương cuối tháng 5, thời tiết đã vô cùng nóng bức. Không khí chính trị tỉnh ủy còn nóng hơn cả thời tiết Tấn Dương. Làn sóng của Cục Công an thành phố Tấn Dương ban đầu là do một vị phó cục trưởng họ Lưu phản ánh vấn đề với Cửu Đường. Phó cục trưởng Lưu đề xuất ra sự đả kích quá lớn, dẫn đến ngành than đá ở Tấn Dương không hề hài lòng, đem đến cho hình tượng của Tấn Dương một ảnh hưởng không tốt, không những thế có thể khiến môi trường đầu tư của Tấn Dương chịu tổn hại. Cửu Đường nhẫn nại giải thích mấy câu, nhưng phó cục trưởng Lưu không nghe theo, kiên trì hy vọng Cửu Đường xin chỉ thị của thành ủy thu hồi mệnh lệnh. Lập tức đình chỉ hành động, đả kích mạnh mẽ. Trong lời nói của Phó Cục trưởng Lưu có vài phần vô lễ, thậm chí còn kín đáo chỉ trích Cửu Đường là tiểu nhân, muốn lợi dụng cơ hội bài trừ đối thủ. Cửu Đường hiện tại không như ngày xưa, ông ta bây giờ là thường ủy thành ủy danh chính ngôn thuận, bí thư đảng ủy kiêm công an trưởng. Quyền lực trong tay lẽ nào dễ dàng xâm phạm, ngay lập tức vỗ bàn đứng dậy, mời Phó Cục trưởng Lưu ra ngoài. Phó Cục trưởng Lưu cũng nổi giận. Cũng nói lại Cửu Đường mấy câu, uy hiếp nói. Cục trưởng Cửu, đừng trách tôi không nể mặt anh không muốn người khác sống hẳn hoi thì người khác cũng sẽ không để anh thoải mái đâu. Tiếng ồn ào kinh động không ít người, lại có mấy người đến khuyên can Phó Cục trưởng Lưu, hơn nữa còn kéo Lưu Phó Cục trưởng đi. Vốn tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhiều lắm thì khiến cho tiếng tăm của Cửu Đường chịu chút ảnh hưởng, nhưng điều mà không ai ngờ tới đó là Phó Cục trưởng Lưu vừa quay đi liền đệ đơn từ chức. Lý do là Cửu Đường chuyên quyền độc đoán, quản lý Cục Công an đến mức chướng khí mù mịt, hơn nữa còn phân biệt đối xử, không có tấm lòng bao dung. Đơn từ chức của Phó Cục trưởng Lưu là một mồi lửa. Thấy Phó Cục trưởng Lưu lấy tiền đồ chính trị mà liều mạng với Cửu Đường, không ít người thuộc tầng lớp chung trong Cục Công an tức giận Cửu Đường mà không nói ra liền hợp lại với nhau, cùng nhau đứng lên, hình thành một cơn sóng, liên hợp phản đối hành động, đả kích mạnh mẽ, hơn nữa đề nghị phía thành ủy. Tỉnh ủy tuyên chuyển cương vị của Cửu Đường trong Cục Công an, nếu không Cục Công an thành phố sau này sẽ trở thành chỗ độc đoán của Cửu Đường. Nếu thành ủy, tỉnh ủy không khai trừ Cửu Đường, liên minh mười mấy người bao gồm Phó Cục trưởng Lưu, đội trưởng, các đại đội trưởng, sẽ từ chức tập thể. Có thể nói trào lưu phản đối Cửu Đường của Cục Công an là mang tính chất tập thể vô cùng ác liệt, sự kiện chính trị hình thái vô cùng nghiêm trọng, tầm 1/3 lãnh đạo của Cục Công an phản đối Cửu Đường. Hơn nữa đây còn là phương thức hết sức nghiêm trọng, vụ việc lên đến mức độ anh sống tôi chết, một là khai trừ Cửu Đường, hai là bắt giữ 1/3 nhân viên, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Nếu không,
các công tác của thành phố cũng không thể phát triển được, quyền lực của Cửu Đường cũng chẳng là cái gì cả. Đại biến của Cục Công an thành phố chấn kinh đến tỉnh ủy. Tỉnh ủy ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp nghiên cứu tình hình bỗng nhiên xảy ra ở Cục Công an thành phố. Sau khi Lôi Trị Học nói về vấn đề mạng lưới điện quốc gia, thái độ của mọi người càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại đề xuất ý kiến giải quyết xung đột trong sự kiện, tam điểm, với tỉnh ủy, thứ nhất, nghiêm trị người gây ra hỏa và hung thủ giết người, trả lại công lý cho người nhà nạn nhân, công ty điện ở tỉnh Tây phải bồi thường người nhà nạn nhân 500 vạn phí trợ cấp. Thứ hai, đình chỉ tất cả các dự án xây dựng đường điện ngầm ở tỉnh Tây. Đối với thiết bị cung cấp điện hiện hành, lập tức tiến hành kiểm tra và tu sửa toàn diện, hễ là thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc biến chất, đều phải đổi mới, nếu không, không được tiếp tục sử dụng. Thứ ba, nếu trước đó tỉnh ủy tỉnh Tây không được lưới điện quốc gia đồng ý mà cưỡng ép tiến hành tu bổ đường điện ngầm ở tỉnh Tây, như vậy những phê duyệt hành chính, mạng lưới điện quốc gia đều không được phê duyệt. Khấu khí kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn. Mạng lưới điện quốc gia khinh người quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí còn cảnh cáo ý tưởng của Hạ Tường, cộng với bàn tay khổng lồ sau lưng ủng hộ. Muốn đùa cợt khi Hạ Tường gặp phải hoàn cảnh khốn khó ở tỉnh Tây. Đông Phương Hiểu cũng tốt, Trương Duy Chiếu cũng được, thậm chí đến Trương Hồi Bình cũng mơ hồ lo lắng, tình cảnh chủ tịch tỉnh Hạ hiện nay không tốt. Chính trị, quả nhiên là con sóng kỳ dị, biến hóa khôn lường. Ai có thể ngờ trong nháy mắt ưu thế của chủ tịch tỉnh Hạ hiện nay không còn, bỗng nhiên đang ở thế thắng lợi lại biến thành thế hạ phong. Sau khi tỉnh ủy triệu tập hội nghị khẩn cấp, Lôi Trị Học vô cùng nghiêm khắc mà phê bình Cục Công an thành phố Tấn Dương để xảy ra sự việc bất thường, cũng đưa sự việc lên đến độ cao chính trị, yêu cầu thành ủy Tấn Dương nghiêm túc điều tra làm rõ sự việc, khẩn trương làm dịu đi tình hình, tránh cho sự việc tiến thêm một bước không thể khống chế được. Trong lời nói, Lôi Trị Học rõ ràng không hài lòng với Cửu Đường, khuynh hướng chính trị chuyển Cửu Đường ra khỏi Cục Công an. Lôi Trị Học vừa lên liền định ra quan điểm chủ yếu, khiến cho mọi người biết rằng hội nghị hôm nay không có chỗ trống để thảo luận, sợ rằng tiền đồ chính trị của Cửu Đường sẽ gặp nguy, tình huống cấp dưới uy hiếp cấp trên, tuyệt đối là việc không thể được, trong quan trường, tuyệt đối không cho phép tình huống cấp dưới mạo phạm cấp trên. Nói đúng ra, mặc kệ cấp dưới có lý do nguyên vẹn gì đi nữa, cũng không thể dùng thủ đoạn mạo phạm cấp trên, phàm là gặp phải những sự kiện như này, coi như là cấp dưới oan uổng sâu như biển, dù có xử lý cấp trên, tiền đồ chính trị của cấp dưới làm náo loạn cũng trở thành dấu chấm hết. Nhưng những lời phát biểu của Lôi Trị Học lại không có ý chỉ trích những hạ cấp liếp hợp lại làm loạn, ngược lại lại mơ hồ lộ ra sự bất mãn dành cho Cửu Đường, không ít người nhận định, dựa theo tình hình chính trị nóng bỏng của tỉnh Tây, ánh mắt của Lôi Trị Học lại một lần nữa trở về. Bắt đầu nhúng tay vào các việc của tỉnh Tây, có ý thu phục đất đã mất. Lôi Trị Học phát biểu xong, liền đem quyền phát biểu cho Hạ Tường. Đều tưởng rằng dưới một loạt các sự kiện đả kích liên tiếp, Hạ Tường nhất định sẽ vô cùng uể oải, cũng quả thật, trong thần thái của Hạ Tường hơi có chút mệt mỏi, anh há miệng nhưng lại không nói gì, dường như đã không còn gì để nói nữa rồi. Thần thái của Hạ Tường rơi vào trong mắt mọi người, có người vui mừng, có người mừng thầm, có người không biết làm sao. Có người lo lắng, Lôi Trị Học cũng vẫn bình thường, bày ra dáng vẻ quyền uy cao cao tại thượng, rất kiên nhẫn chờ Hạ Tường lên tiếng. Hạ Tường lại cúi người xuống, yên lặng nói với Lôi Trị Học gì đó. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Lôi Học Trị bỗng nhiên đại biến, buột miệng nói. Thật sao? Hạ Tường gật đầu. Tôi đề nghị trước tiên nên dừng hội nghị. Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ đã xảy ra cái gì. Đều cho rằng dù thế nào Hạ Tường cũng muốn giải thích vài câu, thậm chí có khả năng phái Hạ và phái Lôi lại một lần nữa dương thương múa kiếm trong cuộc họp thường ủy. Hơn nữa vẻ mặt ban nãy của Hạ Tường cũng quá thật rồi, đều cho rằng Hạ Tường sẽ được ăn cả ngã về không, ai mà biết được, sau lưng Hạ Tường lại có thể sử dụng thủ đoạn. Ánh mặt mọi người đều dừng trên mặt Lôi Trị Học, chờ mong Lôi Trị Học gõ nhịp. Nếu như dưới tình thế tốt trước mắt, Lôi Học Trị nghe theo lời đề nghị của Hạ Tường đột ngột bỏ dở hội nghị. Như thế đã nói lên một điểm, lúc trước Lôi Trị Học vất vả lắm mới lấy được quyền chủ động, lại bị Hạ Tường khéo léo đẩy ra giữa, hướng có lợi lại về bên Hạ Tường. Biểu cảm trên khuôn mặt Lôi Trị Học rất phong phú, ông ta không muốn bỏ dở cuộc họp chính là ông ta tự mình phủ quyết mình, nhưng ông ta lại không thể không dừng cuộc họp lại, nếu Hạ Tường muốn nói những lời vừa nói ra trước mặt mọi người, mặt ông ta sẽ không còn chút ánh sáng. Ông ta rốt cuộc nên cảm tạ Hạ Tường giữ lại mặt mũi cho ông ta,
hay là căm hận Hạ Tường có hậu chiêu. Nhưng mặc kệ là loại nào, ông ta chỉ có một sự lựa chọn, Lôi Chỉ Học khó khăn giơ tay phải lên. Trước tiên tan họp, bao giờ tổ chức họp lại, chờ thông báo sau. Âm, một tiếng, cuộc họp vang lên âm thanh bàn luận. Ở giữa tiếng thảo luận, Lôi Chỉ Học và Hạ Tường không để ý đến sự hiểu kỳ và khó hiểu của những người trong cuộc họp, người trước người sau ra khỏi cửa phòng họp, chỉ để lại cho mọi người trong cuộc họp một bóng lưng đầy thâm ý. Nếu như nói sự việc đột nhiên xảy ra ra của Cục Công an thành phố, cùng với công tác làm đường điện ngầm của tỉnh Tây tạm thời bị Lôi Chỉ Học áp chế, đánh dấu sự tổn hại lớn của Hạ Tường. Trong khi giới chính trị gió nổi mây phun thì cuộc họp của công ty khai thác mỏ An Đạt lại là đại sự trong giới thương nghiệp Tấn Dương, thậm chí là cả tỉnh Tây. Mang ý nghĩa sự chuyển hình của ngành năng lượng tỉnh Tây chính thức khai mạc. Và công ty khai thác mỏ Thắng Hoa trở thành thí điểm cũng tự nguyện nhận tài chính từ bên ngoài. Điểm bất đồng chính là, công ty khai thác mỏ An Đạt bị bí bách, tương đương với Dĩ Giang vừa mới cầm đầu phản đối nguồn năng lượng của Tấn Dương, áp dụng hình thái kinh tế bảo thủ vườn không nhà trống, cuối cùng thất bại. Phải thừa nhận một sự thực đó là, công ty khai thác mỏ Thắng Hoa đang tiếp nhận sự đầu tư của nhà họ Phó, sau khi đang trở thành xí nghiệp thí điểm của quốc gia, thế phát triển rất mạnh, hơn nữa trên phương diện vận chuyển tiện lợi. Lượng than đá khai thác của công ty khai thác mỏ Thắng Hoa hiện tại đã vượt lên vị trí đầu của Tấn Dương rồi, mà công ty khai thác mỏ An Đạt tiếp nhận đả kích liên tiếp, cổ phiếu bấp bênh vẫn thấp, tiếp cận đến ranh giới đóng cửa. So sánh hai bên, sao không khiến cho các ông chủ mỏ than của Tấn Dương cảm thấy lạnh giá? Hơn nữa hiện tại Giang Cương không chịu nổi một ngày, khiến cho những phần tử ngoan cố trong vấn đề chuyển hình kinh tế dao động, đều cân nhắc có nên xem xét thời thế, thay đổi chính sách. Cũng có mấy người đang âm thầm tiếp nhận điều kiện của nhà họ Phó, may mắn đi đúng một bước, nếu không cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống Giang Cương, chẳng phải sẽ hối không kịp. Mà công ty khai thác mỏ An Đạt lại mời dự họp, vẫn ôm hy vọng đánh đòn cảnh cáo với vài tên chủ mỏ than. Đại hội cổ đông của công ty khai thác mỏ An Đạt, trong thời gian Hạ Tường và Lôi Chỉ Học nói chuyện bí mật, tổng bộ công ty khai thác mỏ An Đạt đang long trọng mời dự họp, Trần Giai xinh đẹp xuất hiện. Lý Thấm cũng xuất hiện ở hội trường, nhân viên tham dự hội nghị còn có Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ, Hồ Cá Tính, Phó Tiên Tiên, có thể nói là tụ hợp đủ các con người xuất sắc. Đại hội trải qua tuyển cử cổ đông, Giang Cương mất đi cổ phần khống chế quyền lực, mất quyền chủ tịch hội đồng quản trị, Nga Ni Trần được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị, do đó trở thành người phụ trách cao nhân của công ty khai thác mỏ. Công ty khai thác mỏ An Đạt hợp pháp thay đổi, Giang Cương vẫn không tham dự hội nghị. Chỉ ủy thác người đại diện, nhưng công ty khai thác mỏ Giang Cương vất vả sáng lập cuối cùng đã rời vào tay người ngoài, khiến không ít người ở đây nảy sinh cảm giác thỏ chết cáo thương. Sau khi Nga Ni Trần được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị, mệnh lệnh tuyên bố đầu tiên chính là chấn hưng công ty khai thác mỏ An Đạt, xin trở thành nhóm thứ hai làm xí nghiệp thí điểm, cũng nghiêm khắc dựa vào quốc tế hóa, chuẩn hóa quy trình tiến hành khai thác than, đồng thời, sẽ cải thiện môi trường làm việc của công nhân, nâng cao trình độ của công nhân. Lời phát biểu của Nga Ni Trần, chiếm được sự nhất trí của cổ đông tham dự hội nghị. Từ việc tổ chức lại cổ quyền công ty khai thác mỏ An Đạt, gia nhập vào giai đoạn mạng lưới đại chiến nguồn năng lượng của Tấn Dương, vào lúc Nga Ni Trần hăng hái ngồi trên đài chỉ huy, Hạ Tường và Lôi Chỉ Học so chiêu ở tỉnh ủy cũng tới hồi khẩn cấp. Lôi Chỉ Học cảm xúc dâng trào. Trước khi chuyện xảy ra tại văn phòng công an thành phố, Hạ Tường tiết lộ một thông tin kinh người, Trần Phong chẳng những từ bỏ cuộc chiến mà còn chịu lùi một bước. Khi đó nghe xong, không thể tả nổi cảm xúc lúc ấy, thật kinh ngạc. Vì ông ta hiểu rất rõ, với cấp bậc hiện tại của Trần Phong không tiến tức là lùi, nếu không vào được bộ chính trị thì chắc chắn phải lui về tuyến sau. Nhưng vấn đề là Trần Phong vẫn còn hơn một năm nhiệm kỳ nữa, sao anh ta lại chịu lui ra vào lúc này? Trần Phong đúng là cán bộ có đạo đức nghề nghiệp tốt như thế sao? Ở chức vụ cao như thế mà có thể chủ động nhường ghế đó cho người đến sau ư? Thời xưa có lẽ còn có chứ bây giờ thật không thể có chuyện đó được, đây đâu phải thời kỳ của Lôi Phong nữa. Nhìn qua cửa sổ kính trong phòng làm việc thênh thang, ánh nắng mặt trời chan hòa, xóa đi khoảng cách giữa trời và đất. Toàn thành phố Tấn Dương tràn ngập trong ánh nắng mặt trời, dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời qua tấm kính ấy, mọi thứ dường như mờ ảo đến mê hồn. Dưới ánh nắng, vạn vật như cũng rực rỡ hẳn. Không hiểu sao Lôi Chỉ Học lại đột nhiên nhớ ra một câu thơ cổ, tất nhiên, thơ cổ cũng có chút khác biệt vì ông ta tự thay đổi đôi chút để phù hợp với cảnh vật bấy giờ ngay trước mắt.
Đối với các thành phố phía Bắc mà nói thì mùa hè là mùa đẹp nhất, nhìn xa xa màu xanh dịu mát của cây cỏ thật khiến người ta thoải mái. Không còn là bầu trời xám xịt, âm u, ảm đạm nữa, mùa hè của Tấn Dương là thời khắc đẹp nhất của thành phố này. Sau những ngày mưa nhiều, thành phố than Tấn Dương lại thêm những ngày trời xanh mây trắng. Của thật, tình trạng ô nhiễm ở Tấn Dương đã trở lên nghiêm trọng rất nhiều. Lô Trị Học cũng rất trông mong chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi năng lượng. Nếu có thể cải thiện được tình trạng ô nhiễm ở Tấn Dương, để những người dân ở đây có thể tự do, thoải mái đi lại dưới ánh nắng mặt trời là hình ảnh mà khiến nhiều người phải suy nghĩ. Nhân quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh, ông ta thân là quan phụ mẫu của tỉnh Tây, nếu trong thời gian làm quan ở đây mà để lại tiếng thơm thì cũng không uổng chút nào. Chỉ có điều, cái suy nghĩ tốt đẹp ấy của Lô Trị Học đã vội tan biến mà trở lại với hiện tại. Nhưng xét cho cùng đây chưa phải thời cơ tốt cho hình ảnh của ông ta trong lúc này. Nếu không tối nay ông ta không thể theo kịp Cổ Thu Thật. Giữa người với người điều sợ nhất đó là so sánh. So sánh khiến người ta không tự thoát ra được cái hố sâu của sự khập khiễng. Lô Trị Học cũng ý thức được rằng mình có thể sẽ bị rơi vào hố sâu đó, nhưng chỉ có một câu có thể nói. Thành cũng vào, bại cũng phải vào. Lô Trị Học trầm ngâm, ngoảnh đầu nhìn cái vị trí mà ông và Hạ Tưởng đã tranh giành, do dự một chút, nhưng vẫn trở về với suy nghĩ ban đầu, một câu hỏi lớn đặt ra. Bí thư Trần nghĩ tới đại chúng. Hạ Tưởng lúc ấy đang trong cuộc họp, tiết lộ với Lô Trị Học tin có liên quan đến động thái mới nhất của Trần Phong. Trần Phong không những chủ động từ bỏ trận chiến mà còn trở lên lợi hại hơn, bước đầu ý đồ hướng đến toàn dân. Lô Trị Học lúc đó rất sợ hãi, nếu Trần Phong chỉ đơn giản là từ bỏ vị trí đó thì chẳng sao, nhưng đến chức bí thư tỉnh ủy anh ta cũng không cần nữa. Đằng sau nhất định có âm mưu chính trị gì đó hoặc phía sau chuyện này chắc chắn có ẩn khúc gì. Trong chớp mắt Lô Trị Học nghĩ ra thật nhiều khả năng, lúc đó chẳng còn tâm trí nào để triệu tập cuộc họp hội đồng bàn về vấn đề công cộng của thành phố. Chủ yếu là chuyện Hạ Tưởng lại bổ sung một số vấn đề liên quan đến tình hình trong Cục Công an thành phố. Chính vì vậy mà Lô Trị Học mới rất rõ, không thể tiếp tục thảo luận về tình huống đột phá trong cuộc họp được, nếu làm không tốt, Hạ Tưởng sẽ ngầm có trong tay nhiều chứng cứ hơn. Như vậy nếu ông ta mà nói ra trước kế hoạch đột phá đó thì khó mà thu hồi lại được. Hạ Tưởng tốt nhất là cứ giữ chắc cái quyền uy đang nắm trong tay thì hơn. Lô Trị Học cũng không biết phải cảm ơn Hạ Tưởng hay oán trách vì những việc làm mà không báo trước nữa. Thảo nào ủy ban nhất định bảo dừng lại kế hoạch đó gấp gáp, thì ra là cố ý. Sự trở lại có ý nghĩa của, thậm chí sẽ mang lại lực sát thương nhiều hơn, nếu không có ảnh hưởng từ chuyện của Trần Phong thì Lô Trị Học chắc chắn sẽ cân nhắc cẩn thận nguyên nhân và hậu quả cũng như khả năng gây thiệt hại. Nhưng hiện tại, mọi sự chú ý của ông ta đều dồn vào Trần Phong, có những động thái bất ngờ của Trần Phong, làm ông ta tưởng chừng như nắm trong tay rồi lại một lần nữa hất đổ. Điều mà Lô Trị Học lo lắng nhất vẫn xảy ra, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười gật đầu, nói hớ ra một câu. Sức khỏe của bí thư Trần không được tốt lắm, vì vậy muốn được về nghỉ hưu. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Bí thư Trần đề nghị Mai Thăng Bình sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Lô Trị Học luôn lo lắng Trần Phong sẽ dùng kế rút lui, quả nhiên không sai, Trần Phong vừa rút thì Mai Thăng Bình lên thay. Ông ta vốn nghĩ mọi sự sẽ thành công tốt đẹp nhưng đột nhiên tình thế bị lật ngược lại hoàn toàn khiến những gì ông ta vừa tính toán chắc chắn giờ trở lên thật bấp bênh. Trực tiếp đối đầu với Trần Phong, xét cho cùng Trần Phong cũng có kinh nghiệm, lại là bí thư tỉnh ủy, nên ông ta mới khuyên Hạ Tưởng bảo Trần Phong từ bỏ cuộc tranh giành chức vụ đó. Mai Thăng Bình mặc dù thân là người trong giới quý tộc giàu có, nhưng chỉ mới làm đến chức chủ tịch tỉnh. Từ ghế chủ tịch tỉnh mà muốn ngồi lên ghế ủy viên Bộ Chính trị thì vô cùng gian nan, sau này cũng chưa nói được gì, khả năng thành công lại còn khó hơn. Đúng, Hạ Tưởng đã cam kết, sẽ làm cho Trần Phong nhường chức, nhưng lùi một bước để tiến hai bước, để đào một cái hố to hơn, Mai Thăng Bình không ngờ mình chỉ là một công cụ. Rõ ràng việc Trần Phong nhường chức là một việc tốt. Là sự phối hợp rất ăn ý trong một vở kịch rất hay này. Chắc rằng Trần Phong đã đạt được những thứ mà anh ta muốn. Vì vậy mới chịu nhường ghế cho Mai Thăng Bình lên thay. Mà về phần Mai Thăng Bình, sau khi ngồi vào chức vị đó, cộng thêm việc có thế lực của gia tộc, thậm chí, còn có khả năng Tổng Bí Thư quay sang ủng hộ Mai Thăng Bình nữa, như vậy thì lực cạnh tranh của Mai Thăng Bình cũng sẽ ngày càng tăng lên. Tỷ lệ thắng của anh ta coi như rất thấp. Chỉ sau khi Hạ Tưởng rời đi khá lâu, Lô Trị Học mới trấn tĩnh lại được bản thân,
Hạ Tưởng để lộ một thông tin kinh ngạc này, khiến người khác khó mà chấp nhận được. Ông ta cứ ngây người ra ngồi trên cái ghế đó, không ngừng suy nghĩ. Nếu Hạ Tưởng là người khác, ông ta sẽ không quá tin tất cả những gì Hạ Tưởng nói là sự thật, mặc dù ông ta mới là bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh biết mọi chuyện, bí thư tỉnh ủy lại không biết gì, điều này cho thấy vị bí thư tỉnh ủy này không có khả năng. Cho dù là những rắc rối nào, của quốc gia hay của tỉnh Tây thì ông ta mới đáng là người biết đầu tiên mới đúng. Nhưng xét thấy mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và các thế lực gia tộc rất gần gũi, hơn nữa hắn còn có một mạng lưới khổng lồ hậu thuẫn, Lôi Trị Học hoàn toàn tin vào những gì Hạ Tưởng nói là sự thật, không hề khoác lác. Nhưng một lát sau, Lôi Trị Học bất ngờ đứng lên, châm một điếu, lấy lại tinh thần. Nhấc điện thoại lên, gọi về Bắc Kinh, vẫn không chắc chắn lắm, ông ta muốn chính tai mình nghe được mới chấp nhận. Điện vừa tới, nghe xong tin tức của Lôi Trị Học, đầu dây bên kia thể hiện rõ sự bất ngờ. Sao có thế thế được, tôi có thấy tin tức gì đâu. Rồi tắt máy. Vài phút sau, có cuộc gọi trở lại. Đúng là có chuyện này, chị Học, phiền anh lập tức đến Bắc Kinh một chuyến. Tâm trí của Lôi Trị Học lại trở về trạng thái nặng nề. Ngay cả người ủng hộ ông ta cũng nhận được tin tức như vậy. Nhưng nhìn lại những việc này có thể thấy, kế hoạch được bày ra khá chặt chẽ, có thể nói, đối phương muốn tình huống này phải được giải quyết triệt để. Hạ Tưởng cố ý để lộ cho ông ta biết trước, kỳ thực muốn khẳng định không phải như ông ta nghĩ, mà là dùng kế, điệu hổ ly sơn. Nhưng rõ ràng, Lôi Trị Học cũng đang hoang mang, làm gì còn lòng dạ mà lo lắng cho tỉnh Tây với Tấn Dương nữa. Ngay lúc đó chị Học đã mua vé máy bay đến Bắc Kinh. Ở sân bay, đúng lúc chuẩn bị làm thủ tục, Lôi Trị Học lại nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Sở dĩ nói là bí ẩn là vì cuộc điện thoại ấy không gọi vào điện thoại của Trần Hạo thư ký mà lại gọi vào điện thoại riêng của chị Học. Người có thể biết được số điện thoại riêng của anh ta chỉ vẻn vẹn vài người, nhưng mấu chốt là, cuộc gọi đến không hiển thị số. Nếu là bình thường thì chị Học đã không nghe máy, nhưng hôm nay anh ta thực sự rất hoang mang, không nghĩ gì nhiều liền nhấn nút nghe. Trong điện thoại vang lên một giọng nói vừa lạ lại vừa thần bí. Bí thư Lôi, trộm ngoài dễ đánh, cướp nhà khó phòng, cẩn thận người gần mình. Một câu nói không đầu không đuôi, một câu ám chỉ mập mờ rồi tắt máy. Lôi Trị Học đang như rắn mất đầu, giờ lại thêm cuộc điện thoại thần bí này nữa, làm cho ông ta không biết phải làm sao. Ông ta tắt điện thoại nhìn sang Trần Hạo rồi chợt nhớ ra Âu Khắc Nhân nói gần đây Trần Hạo có vẻ rất thân với Vương Hướng Tiền, trong lòng như có gai. Trần Hạo theo chị Học đã nhiều năm nay, vừa nhìn thấy nét mặt khác thường của chị Học là trong lòng đã không yên rồi. Lôi Trị Học đã bỏ dở cuộc họp khẩn cấp mà đáp máy bay về Bắc Kinh. Sau đó xảy ra chuyện gì thì không ai hay, nhưng điều mà người ta nhớ rõ nhất là Lôi Trị Học đã đi, đại cục của tỉnh Tây lại thay đổi, một lần nữa rơi vào tay Hạ Tưởng. Bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, đều cho ra một kết thúc giống nhau, Lôi Trị Học không đấu lại được với Hạ Tưởng. Lôi Trị Học vừa có ý định sẽ phát triển ở tỉnh Tây này thì đã bị tê liệt bởi chuyện khác. Nói dễ nghe thì là lấy đại cục làm trọng, nói khó nghe thì là bị Hạ Tưởng làm cho chóng mặt. Như vậy không thể nói, chủ tịch Hạ lại có thể mượn cơ hội thoát khỏi khó khăn, và tiếp tục dựa theo con đường của hắn mà đẩy mạnh chính trị và kinh tế của tỉnh Tây được. Đoán ra điều này, chị Học vừa mới bước chân trước ra, chân sau còn đó, mà cục công an thành phố đã xảy ra biến cố lớn. Thái độ khẩn cấp của chị Học được thể hiện rõ khi tham gia buổi họp. Rõ ràng là liên minh với cục phó Lưu, nhưng sau khi Lôi chị Học đi thì tình trạng đột ngột thay đổi đã chứng minh tỉnh Tây đã hoàn toàn bị Hạ Tưởng thâu tóm. Thành ủy Tấn Dương, sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố triệu tập một cuộc họp bí mật, quyết định ra tay hành động, cục phó Lưu trực tiếp dẫn đầu 4-5 người, sau đó công an tỉnh và thành ủy liên kết lại, đồng ý cho mấy chục người từ chức. Sắc bén, mạnh mẽ, không nể tình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, từ các cấp ở trên, rất ít người nhìn thấy khí thế ra quân mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa là chủ động không cho đối thủ có lối thoát, chính là rõ ràng thông báo cho những kẻ chống đối Hạ Tưởng biết, hoặc là nhượng bộ, hoặc là bị hất đổ. Theo đó, chính quyền tỉnh không hề quan tâm tới sự phản đối quyết liệt của mạng điện quốc gia. Triệu tập ngay cuộc họp cấp cao đầu tiên ở tỉnh Tây. Tình hình ở tỉnh Tây đã dương cung bạt kiếm. Chắc chắn thành ủy và cục công an thành phố sẽ ra tay, tia hy vọng cuối cùng của Giang Cương cũng bị sụp đổ. Hành động của cục công an vẫn tiếp tục, bắt giam vài người và đồng ý cho mười mấy người từ chức,
đó mới chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, hành động, đả kích mạnh mẽ, đã đi vào giai đoạn thứ hai. Nếu ở giai đoạn thứ nhất, phương hướng chính là đả kích các công ty tư nhân thì phương hướng trong giai đoạn thứ hai cũng thay đổi theo chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng trong cuộc họp thường vụ, từ việc chỉ điều tra những công ty cụ thể, nay mở rộng ra thành điều tra tất cả những nhân viên công chức tham ô, ăn hối lộ của các công ty tư nhân. Về phương diện tiến công, được mở rộng hơn, tiến công mạnh hơn, tình thế phát triển thêm. Hay nói đúng hơn, hành động, đả kích mạnh mẽ, hoàn toàn bỏ qua tinh thần chỉ thị của Lôi Trị Học, hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của Hạ Tưởng, tiếp tục mở rộng mặt trận, hơn nữa đã đụng chạm đến điểm mấu chốt trong sự cấu kết giữa giới kinh doanh và quan chức. Nguyên văn những gì Hạ Tưởng phát biểu tại hội nghị thường vụ tỉnh là: hình thức chuyển đổi kinh tế dựa trên nguồn năng lượng của tỉnh Tây đã thực hiện được hơn một năm, vì sao hiệu quả đạt được lại rất ít? Hay là do sự thúc đẩy của tỉnh ủy chưa đủ mạnh, chưa áp dụng đúng các chính sách của Quốc hội? Tôi nhận thấy cả hai yếu tố đó đều có cả. Tôi muốn nói là, nguyên nhân chủ yếu chính là sự cấu kết giữa doanh nghiệp và quan chức của tỉnh Tây quá nghiêm trọng, không loại bỏ được mạng lưới cấu kết này, thì tình hình của tỉnh Tây mãi mãi vẫn mờ mịt, tương lai của tỉnh Tây sẽ vĩnh viễn không sáng lạn được. Cũng là lần đầu tiên Hạ Tưởng phát biểu ý kiến một cách kịch liệt về hiện tượng quan thương cấu kết quan chức và giới kinh doanh móc ngoặc với nhau của tỉnh Tây. Ai cũng biết, nhưng không ai nói ra, vì ai cũng rất hiểu, sự cấu kết giữa quan chức và doanh nghiệp tỉnh Tây như mối ung nhọt ở khắp mọi xó xỉnh trong tỉnh Tây. Nếu nói tỉnh Tây như một người bệnh, thì hiện trạng đó chính là triệu chứng không có thuốc cứu. Mà Hạ Tưởng đương nhiên muốn phẫu thuật, dùng một loại thuốc cực mạnh, mà nếu dùng loại thuốc mạnh mẽ như vậy, rất dễ bị cấp hỏa công tâm, sốc thuốc trực tiếp khiến người bệnh mất mạng. Hạ Tưởng còn ngại làm ầm ĩ ở Tấn Dương chưa đủ, còn muốn làm náo loạn cả tỉnh Tây. Hắn không sợ không khống chế được tình hình, không sợ đến cuối cùng sẽ không giữ được chức chủ tịch tỉnh sao? Vương Hướng Tiền chỉ nhận xét hai từ với Hạ Tưởng. Lang băm. Có đúng Hạ Tưởng là lang băm hay không? Vương Hướng Tiền nói chẳng sao, Lôi Trị Học nói cũng chẳng sao, quan trọng là lịch sử nói gì. Lịch sử chưa chắc đã là công bằng, nhưng chí ít lịch sử là kẻ nhìn rõ mọi chuyện nhất, lịch sử chứng minh một điểm then chốt trong thời loạn đó chính là đầu tiên phải có đại loạn thì mới có đại trị. Cải cách, không phải như làm cơm đãi khách, cải cách chính là dùng đao thật súng thật để chiến đấu. Từ sự việc từ chức của mười mấy cán bộ trong Cục Công an, Hạ Tưởng tỉnh táo nhận ra một điều, muốn trị tận gốc căn bệnh nan y của tỉnh Tây, phải dùng một thủ đoạn phi thường. Nếu căn bệnh của tỉnh Tây đã đến mức này, chỉ bằng đẩy mạnh một cú, không suy nghĩ thấu đáo, không ra tay một cách triệt để, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lật lại. Mới chỉ đánh động một bộ phận gián điệp ở Cục Công an, mà đã dẫn đến màn hài kịch từ chức, Hạ Tưởng sợ bọn họ ư. Nực cười, năm đó Hạ Tưởng với sự lãnh đạo hà khắc ở Tần Đường và thành phố Lang, sợ thời gian đã trôi qua lâu rồi nên nhiều người không nhớ nữa. Sau khi Hạ Tưởng phát biểu trong hội nghị thường vụ tỉnh không lâu, Cục Công an đã tiến hành điều chỉnh nội bộ, nhanh chóng bổ nhiệm lại những chức vụ còn trống. Điều chỉnh, được sự ủng hộ của Công an tỉnh và Thành ủy. Mà những người bị Thành ủy bắt giữ là mấy người có chức quyền, cầm đầu là Phó Cục trưởng Lưu, phạm tội và tham ô, đồng thời, còn bao che các công ty khai thác mỏ tư nhân thêm cả thông đồng phạm pháp, hơn nữa theo như bằng chứng của một vài người còn chứng minh rằng họ có ăn hối lộ. Việc quan thương câu kết lần đầu tiên được phơi bày ra. Sau khi Cửu Đường bảo toàn được chức vị, mặc dù tổng thể có thể xem như là đã nắm Cục Công an trong tay, nhưng thật ra sau lưng vẫn còn rất nhiều người bất mãn với ông ta, cho rằng ông ta không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó, cũng chính là thế lực còn sót lại của Vương Hướng Tiền ở Cục Công an còn rất lớn, sau đợt sóng thanh trừ qua đi, vẫn còn không ít những thế lực ẩn hình trong Cục Công an. Kỳ thực nếu để Vương Hướng Tiền biết, thông qua quá trình điều tra cả bí mật lẫn công khai, Hạ Tưởng có thể tìm ra được hết những thế lực ngầm của anh ta trong Cục Công an, anh ta nhất định sẽ rất đau lòng, hơn nữa còn vô cùng sợ hãi. Lúc trước khi đến tỉnh Tây, Hạ Tưởng đã học được cách ẩn giấu lực lượng của mình từ Lộ Uyên Nguyên, hơn nữa sau khi hắn đến tỉnh Tây còn gặp được Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ và sự hỗ trợ của quân đội, tìm ra được những thế lực ngầm của Vương Hướng Tiền chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng chưa muốn loại bỏ, chính là đợi đến thời điểm cần thiết sẽ cho nổ một thể. Châm ngòi nổ, nếu không nắm chắc thời cơ, sức nổ sẽ kém đi nhiều. Thêm nữa nếu Vương Hướng Tiền biết được Lôi Trị Học vì ra đi quá vội vàng mà đã quên nói với anh ta một bí mật Thu Quốc Công rất có thể sẽ khai ra anh ta nhất định sẽ tức hộc máu ra mất,
anh ta chính là người đi theo Lôi Trị Học, thế mà chuyện quan trọng như thế, Lôi Trị Học vì tương lai của mình, không ngờ là đã quên nhắc anh ta một tiếng, đơn giản hơn chính là không quan tâm con đường sau này của anh ta nữa. Cũng chính vì vậy, Vương Hướng Thiền nghe được tin những việc ở Cục Công an vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa sau khi Phó Cục trưởng Lưu ra đi đã khai ra rất nhiều người, sau đó còn có lời đồn đại, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nhanh chóng có những động thái. Thứ nhất, sau khi bắt giam Phó Chủ tịch tỉnh Tấn Dương, anh ta cuối cùng cũng ý thức được những hành động của Cục Công an như Hạng Trang Vũ Kiếm, ý tại Bái Công. Hạng Trang là một võ tướng em của Hạng Vũ, còn Bái Công là Lưu Bang. Ý của câu thành ngữ này chỉ trong bữa tiệc hồng môn, Hạng Trang mượn tiếng ra múa kiếm trợ hứng, và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác. Anh ta chính là Bái Công. Mặc dù tự xưng mình là Bái Công chính là đã quá đề cao chính bản thân mình, nhưng Vương Hướng Thiền bây giờ cũng chẳng quan tâm xem so sánh như thế có tương đương nhau hay không nữa. Đầu tiên anh ta gọi điện đi Bắc Kinh, biết được tình hình anh ta vẫn được yên ổn mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Người làm quan, không sợ kinh tế tăng lên, không sợ sự việc bất thành, chỉ sợ địa phương gặp phải chuyện gì, gây hại cho mình, làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Chỉ cần con đường phía trước không sao, thì chẳng còn phải lo gì cả. Sau đó, Vương Hướng Thiền lại gọi điện cho Giang Cương. Giang Cương, tình hình hiện nay rất phức tạp, anh nên chuẩn bị thật kỹ, công ty khai thác mỏ An Đạt mất đi cũng đừng có lo, vốn liếng của anh vẫn còn đó. Nhưng nếu ngay cả vốn liếng cũng bị người khác lấy đi hết, thì tỉnh Tây sẽ không còn chốn nương thân cho anh nữa rồi. Vương Hướng Thiền cũng không hài lòng với Giang Cương, gây sức ép cũng lâu rồi. Sao bây giờ Hạ Tưởng vẫn không sao, thật là bất lực, đường đường là người giàu nhất ở tỉnh Tây, ở Tấn Dương thậm chí tỉnh Tây đều có rất nhiều người ủng hộ, kêu gọi giới thương nhân ở tỉnh Tây chống lại sự chuyển đổi hình thức kinh tế của Hạ Tưởng, sao vẫn chưa có kết quả gì cả. Hơn nữa đến ngay cả công ty khai thác mỏ An Đạt cũng bị mất, thật là một thất bại thảm hại, cổ phiếu của công ty khai thác mỏ An Đạt có ảnh hưởng rất lớn. Điều đó có nghĩa là việc dùng sức mạnh kinh tế của Giang Cương để chống lại sự chuyển đổi hình thức kinh tế của Hạ Tưởng đã thất bại và phải chấm dứt. Hơn nữa còn có nghĩa là nguồn năng lượng của tỉnh Tây đã bị Hạ Tưởng chiếm giữ. Từ nay về sau, vốn nước ngoài đổ về, không thể ngăn được, trong tương lai không xa, ngành công nghiệp khai thác mỏ ở tỉnh Tây sẽ bước vào thời kỳ không thể phong tỏa. Bảo vệ thị trường khu vực được. Nói xa hơn nữa, hội nghị tổ chức lại cổ phần của công ty khai thác mỏ An Đạt, cho thấy sự chuyển đổi hình thức kinh tế năng lượng chủ đạo của Hạ Tưởng đã bước đầu thành công, tảng băng cứng ở tỉnh Tây đã bị đánh tan. Hay cho một chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng, đúng là từng bước tiến lên, không còn xa nữa sẽ thành công, mặc dù Vương Hướng Thiền không đồng quan điểm với Hạ Tưởng, cách thức của hai người cũng không giống nhau, nhưng anh ta không thể không khâm phục cách làm của Hạ Tưởng, hơn nữa anh ta nghĩ mãi không ra, Hạ Tưởng làm thế nào mà từng bước đã thâu tóm được công ty khai thác An Đạt. Ngoài lực lượng chính trị chính diện của hắn ra, phía sau còn có thành viên tổ chức kinh tế lớn nào hiến kế cho hắn ư? Vương Hướng Thiền cũng hiểu Hạ Tưởng, chỉ trong con đường quan trường, đừng có nhìn thấy Hạ Tưởng đi lại thân thiết với các đại gia tộc thì cho rằng ai cũng biết, kỳ thực biết được nội tình chẳng có đến vài người. Rất nhiều người một là không cùng đẳng cấp, hai là không có cách nào tiếp cận được với người biết chuyện. Hơn nữa những người nắm rõ sự tình cũng sẽ không đi nói lung tung ra bên ngoài. Cũng chính nhờ sự bảo mật thông tin như thế, mới có thể che giấu được thực lực của Hạ Tưởng. Tình hình trước mắt của Hạ Tưởng là không thể ngăn cản lại được, muốn chính diện đánh Hạ Tưởng là điều không thể. Lời của Vương Hướng Thiền, chính là ám chỉ rằng, vì chính bản thân mình, chính vì không để hành động, đả kích mạnh mẽ, làm hại chính bản thân mình, anh ta bằng giá nào cũng phải kéo Hạ Tưởng vào vũng bùn lầy. Hành động, đả kích mạnh mẽ, đã làm tổn hại đến anh, làm tổn thương đến tôi. Hơn nữa tôi còn nghe nói rằng, Phó Cục trưởng Lưu vừa ra đi đã cắn bừa người khác, không những cắn anh còn cắn cả tôi nữa. Giang Cương à, hành động, đả kích mạnh mẽ, không phải nhằm vào các công ty tư nhân, cũng không phải chỉ là hành động bảo vệ trật tự thông thường mà chính là một động thái chính trị. Vương Hướng Thiền tiếp tục dẫn dắt Giang Cương, anh ta biết Giang Cương đang cố tình muốn hại Hạ Tưởng, nhưng anh ta sợ rằng vì chuyện mất đi lợi nhuận của công ty khai thác mỏ An Đạt mà Giang Cương có ý rút lui. Tôi biết. Nhân vật số 2 của tỉnh muốn thay đổi tỉnh Tây, chẳng những muốn tỉnh ủy họ Hạ, hơn nữa còn muốn năng lượng của tỉnh Tây cũng mang họ Hạ nốt, muốn cái gì của tỉnh Tây cũng mang họ Hạ, hắn ta muốn độc quyền, đúng là quá tham lam. Giang Cương tức giận bình luận một câu.
đã cướp đi công ty khai thác mỏ An Đạt rồi, không sao, công ty khai thác mỏ An Đạt là một miếng mồi béo bở, nhưng ăn thì dễ mà tiêu hóa thì lại khó, cứ chờ đó mà xem. Vương Hướng Tiễn yên tâm rồi, biết Giang Cương vẫn muốn chiến đấu tới cùng với Hạ Tưởng, trong lòng anh ta cảm thấy rất yên tâm, bỗng nhiên lại nghĩ đến một người, liền gật đầu nói. Trần Diễm, anh tốt nhất là không nên tranh luận gì nhiều với cô ta cả, cô ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Giang Cương biết Vương Hướng Tiễn luôn nghĩ cho Trần Diễm, hơn nữa anh ta là một người rất thương hoa tiếc ngọc, nhưng Giang Cương cũng không thể tiếc thương Trần Diễm như thế được, liền nói một câu bâng quơ. Đều là đồng hương cả mà, trước sau gì cũng phải gặp nhau, có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi. Vương Hướng Tiễn cho rằng Giang Cương nói là sự thực, liền nói. Chút nữa tôi làm chủ, anh hãy gặp Trần Diễm đi, nói rõ mọi chuyện, bắt tay giảng hòa. Giang Cương cười lạnh lùng, đồng ý rồi ngắt điện thoại, cười lạnh lùng. Đợi Trần Diễm lên đường rồi, tôi sẽ đốt 5 nén vàng cho cô ta, mong cô ta sẽ làm tỷ phú dưới suối vàng. Ủy ban kỷ luật thành phố bắt giữ phó cục trưởng Lưu, ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam một phó chủ tịch tỉnh quản lý ngành sản xuất than đá ở Tấn Dương, như thế rõ ràng làm cho ai cũng thấy Hạ Tưởng dùng một đòn vô cùng mạnh mẽ để đả động đến vấn đề quan thương cấu kết ở tỉnh Tây. Nhưng vào lúc này đây, cục diện chính trị trong nước cũng đã thổi đến một luồng gió lạnh, từ những xung đột của tỉnh Tây và nhà nước dẫn đến một làn sóng đấu tranh chính trị, đã lên đến tầm quốc gia. Tỉnh Tề chính là nơi đầu tiên lộ rõ quan niệm chấp chính của Hạ Tưởng, cũng là nhiệm kỳ đầu tiên hắn vì dân phục vụ mà dĩ hạ phạm thượng. Đúng là nhiệm kỳ ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng đặt ra một tia chói sáng trong tình cảm bình dân của hắn. Ở tỉnh Tề vì vấn đề muối ăn, giữa hắn và thế lực bình dân đã diễn ra một cuộc đọ sức đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng, Hạ Tưởng kiên quyết với quan niệm, không nhường một bước. Vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề lớn, không thể thỏa hiệp. Chỉ cần trong quyền hạn của hắn, đã là thực phẩm có hại tới sức khỏe và tinh thần của nhân dân, tuyệt đối không thể nằm ngoài phạm vi của hắn. Huống hồ đây là muối ăn hàng ngày đều phải ăn vào miệng. Cũng ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng va chạm mãnh liệt với thế lực địa phương của tỉnh Tề. Cuối cùng làm tan rã thế lực địa phương lâu năm của tỉnh Tề. Để Trung ương tăng cường khống chế với tỉnh Tề, mở ra cục diện. Khi Hạ Tưởng nhậm chức ở lĩnh Nam, thế lực địa phương ở tỉnh Tề đã dục dịch hành động. Muốn ngóc đầu lên, Hạ Tưởng điều khiển từ xa những thế lực tay chân ở tỉnh Tề của hắn, cuối cùng lại một lần nữa giết chết ý tưởng của một số người không biết an phận. Tỉnh Tề lại trở về với quỹ đạo bình thường, dưới sự thống trị của Khâu Nhân Lễ, chính trị yên ổn, kinh tế ổn định. Nhưng đột nhiên giữa lúc đó, sự kiện tin tức của tỉnh Tề nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Hơn nữa nơi mũi kiếm sắc bén chỉ vào, rõ ràng chính là phiên bản của sự mâu thuẫn giữa lưới điện quốc gia và địa điện ở tỉnh Tề. Vốn tưởng rằng xung đột giữa điện lưới quốc gia với điện ở tỉnh Tây chỉ là một ví dụ. Không ngờ rằng tỉnh Tề đột nhiên bộc phát ra sự kiện tranh chấp điện lực, không khỏi khiến người ta liên tưởng, mang sự kiện tranh chấp điện lực ở tỉnh Tề so sánh với sự kiện xung đột điện lực lâm vào cục diện bế tắc ở tỉnh Tây. Tranh chấp điện lực của tỉnh Tề, nguyên do là một nhà máy điện tư nhân cung cấp giá điện thấp ra bên ngoài. Do đó, dẫn đến việc điện lưới quốc gia không hài lòng. Chỉ trích việc nhà máy điện tư nhân cung cấp ra bên ngoài là vi phạm quy định pháp luật. Ngày nay giá điện trong điện lưới quốc gia dần dần lên cao, hơn nữa hàng năm được đánh giá thua lỗ lớn. Một tập đoàn công ty xây dựng tư nhân ở tỉnh Tề đã xây dựng một nhà máy nhiệt điện, lấy giá thấp hơn 1/3 giá điện lưới quốc gia cung cấp điện cho tập đoàn xí nghiệp bên trong. Đồng thời dưới tình hình giàu có của điện lực, còn cung cấp điện cho các xí nghiệp xung quanh. Tin tức vừa lên báo, thì đã bùng nổ dư luận. Tiêu điểm của dư luận tập trung ở việc nhà máy nhiệt điện tự xây dựng cung cấp giá điện chỉ bằng 1/3 giá điện lưới quốc gia, còn có lợi nhuận. Như vậy giá điện cung cấp cho nhân dân cả nước của điện lưới quốc gia cao hơn gấp 3 lần, vì sao mấy năm liền đều thua lỗ lớn như vậy? Hơn nữa lấy việc thua lỗ làm lý do, biến thành lý do làm tăng giá điện, ngụy trang là vì nước vì dân, thật sự là gia tăng vật giá. Xí nghiệp nhà máy điện tự xây dựng là tập đoàn tạo công giàu nhất tỉnh Tề. Tập đoàn tạo công tự xây dựng nhà máy điện chất lượng cao cung cấp điện giá rẻ, một khi công bố ra truyền thông, thì sẽ bùng nổ dư luận. Đồng thời nhận được tán dương của dư luận, còn vô tình hay cố ý bị biến thành anh hùng cứu thế cùng với vai diễn đấu sĩ đối đầu với thực trạng điện lực hiện tại. Cũng đúng là hành động đầu cơ của giới truyền thông, hơn nữa hành động tăng giá đang trong sóng chiều của điện lưới quốc gia.
dẫn đến nhà máy điện tư nhân của tập đoàn tạo công trong một đêm bị đẩy tới mức đầu sóng ngọn gió. Sau khi bị vô số giới truyền thông tạo thành võ sĩ của chế độ điện lực hiện tại, nhà máy điện tư nhân tập đoàn tạo công cuối cùng cũng trở thành cái gai trong mắt của điện lưới quốc gia, đã bị điện lưới quốc gia kẹp cổ. Cách làm đơn giản mà thô bạo của mạng điện lưới quốc gia là, trực tiếp truyền chỉ thị cho tập đoàn tạo công, yêu cầu tập đoàn tạo công hoặc là tăng giá điện lên, hoặc là ngừng cung cấp điện. Nếu không thì tự gánh lấy tất cả hậu quả. Khi Bưu chính Trung Quốc đối mặt với tốc độ phát triển nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường của công ty chuyển phát nhanh, không có cách đối phó, liền trực tiếp đưa ra văn kiện bảo đảm lợi ích của Bưu chính, hạn chế sự phát triển nhanh chóng của công ty chuyển phát nhanh, lại không đi nỗ lực ở các dịch vụ và chuyển giao của bản thân. Lấy thủ đoạn hành chính can thiệp thị trường, chỉ có thể bảo đảm lợi ích nhất thời, nhìn ở phía lâu dài, là tự chui đầu vào giỏ. Kết quả, thái độ ngạo mạn của mạng điện quốc gia đã chọc giận tập đoàn tạo công, hai bên đã xảy ra xung đột. Tuy rằng mức độ xung đột không lớn bằng mức độ xung đột giữa mạng điện quốc gia và điện thế tỉnh Tây, nhưng cũng đã diễn đủ màn múa may. Khác với ngành điện tỉnh Tây đánh nhân viên của mạng điện quốc gia tới mức mất cả răng chính là, sức lực nhà máy điện lực tư nhân của tập đoàn tạo công quá thấp, bị công ty thành viên trong mạng điện quốc gia ở tỉnh Tề sát hại. Thậm chí một lãnh đạo của nhà máy điện tư nhân còn bị ném vào cống thoát nước. Cuối cùng công nhân viên của nhà máy điện tư nhân cũng lập tức nổi giận, đánh thương mấy người của mạng điện quốc gia. Sự việc thì lên tới mức chính trị cao độ, đã truyền tới tỉnh ủy. Thái độ của tỉnh ủy rất nghiêm túc, tuy rằng tỉnh Tề và tỉnh Tây là hai tỉnh, nhưng lập trường của tỉnh Tề trong việc xung đột giữa nhà máy điện tư nhân và mạng điện lưới quốc gia, có thể dẫn tới việc ủng hộ chính thức cho tỉnh Tề, hay là có tác dụng phản diện then chốt trong việc cổ vũ sự kiêu ngạo của mạng điện lưới quốc gia. Sự kiện của tỉnh Tề, sự việc phát sinh ngẫu nhiên, cũng là lẽ tất yếu. Sau khi Hạ Tưởng nghe thấy, khẽ mỉm cười, nói với Đường Thiên Vân. Đây cũng là một cơ hội tốt. Đường Thiên Vân đối với thực trạng của tỉnh Tề không phải là vô cùng hiểu rõ. Càng không biết rõ mức độ ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề. Không dám nói chắc chắn. Chưa chắc tỉnh Tề sẽ cứng rắn mạnh mẽ với mạng điện quốc gia. Hạ Tưởng gật đầu. Cứng rắn, mạnh mẽ hay là thỏa hiệp, cũng không phải là nhân tố quyết định. Mấu chốt là, sự việc cuối cùng sẽ có kết quả kết thúc thế nào? Đường Thiên Văn hỏi. Có cần sắp xếp một lần gặp mặt với Trần Diễm không? Trần Diễm đã gọi mấy cuộc điện thoại, nói là cô có đề nghị có thể giải quyết xung đột giữa điện thế ở tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia. Muốn chính thức báo cáo tới chủ tịch tỉnh. Tạm thời không cần. Hạ Tưởng nhẹ nhàng khoát tay. Hắn biết tâm tư của Trần Diễm. Cái mà Trần Diễm cần không phải là đưa ra đề nghị trước mắt y, mà là mượn việc cô và Hạ Tưởng gặp mặt loan báo tin tức với bên ngoài. Chứng tỏ cô dựa vào bóng lớn của chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng có thể âm thầm mượn ưu thế nắm rất nhiều sự việc của tỉnh Tây trong tay của Trần Diễm, lôi kéo cô gia nhập thành viên tổ chức liên minh kinh tế. Nhưng không thể thành bia đỡ đạn để cô sử dụng. Trần Diễm luôn thích tự cho rằng mình thông minh, thỉnh thoảng luôn khiến Hạ Tưởng giảm bớt thiện cảm với cô. Tuy nhiên, xét theo tình cảnh gần đây của Trần Diễm, hắn vẫn có lòng nhắc nhở một câu. Anh chuyển lời tới Trần Diễm, bảo cô ấy gần đây nên yên ổn hơn một chút. Sóng gió của Tấn Dương có thể sẽ chuyển động một thời gian nữa. Giang Cương cũng có khả năng có hành động. Đường Thiên Vân gật đầu, lại báo cáo mấy chuyện. Một là Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ sau khi tổ chức lại mỏ khai thác An Đạt, kế hoạch nắm trong tay sản nghiệp năng lượng tỉnh Tây tiến triển vô cùng thuận lợi. Đồng thời, số lượng xí nghiệp than đá xin trở thành xí nghiệp thí điểm thứ hai của nội các chính phủ tăng vọt. Hơn nữa không ít xí nghiệp than đá chủ động tiếp xúc với Nga Ni Trần, khởi động quy trình khai thác than tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, hiệp đàm hợp tác hữu nghị. Trong số chủ mỏ than không thiếu người thông minh, Hạ Tưởng mỉm cười. Quan sát tình hình đã qua, liền lập tức vội vàng không chần chừ tiến sát hơn nữa còn lựa chọn Nga Ni Trần, chứng tỏ đều biết Nga Ni Trần chính là người phát ngôn. Ánh mắt rất chuẩn xác, ra tay rất ổn, được, tiếp tục bám sát, không sai, thế cục Tấn Dương một mảnh tốt đẹp, tiếp theo, sẽ mang hình thức của Tấn Dương đẩy hướng toàn quốc. Hai là nhà họ Phó khắp nơi hoa nở, ở Tấn Dương bàn xong việc hợp tác với 7-8 xí nghiệp than. Hiện tại đã nhúng tay vào mấy thành phố than đá lớn bên ngoài tỉnh Tây, hơn nữa tiến triển coi như thuận lợi. Nguyên nhân thuận lợi, thứ nhất là hoàn cảnh tác động lớn, hành động trọng quyền xuất kích của Tấn Dương đánh cho không ít người phải sợ, hai là nhà họ Phó mượn sự giúp đỡ của từ thế lực Phó Thủ tướng Chính phủ,
cho tới quyền lực của chủ tịch tỉnh Hạ Tường, hơn nữa thủ đoạn của nhà họ Phó tuy rằng vô lại một chút, nhưng trong đầu tư, vẫn là chịu bỏ tiền ra. Cho nên các hạng mục đầu tư mới có thể tiến triển nhanh hơn nhiều so với mong muốn. Ba là hành động trọng quyền xuất kích của Tấn Dương chạm tới nỗi đau của một số người, có khả năng sẽ dẫn tới một phát bắn ngược. Hơn nữa Lôi Trị Học cũng có khả năng ra tay ngăn cản lúc then chốt, khiến thành quả lúc trước bị hủy hoại trong chốc lát. Bốn là Giang Cương gần đây vẫn vô cùng khiêm tốn, hầu như không bước ra cửa. Cảnh tượng giàu nhất tỉnh Tây lúc xưa, hiện tại gần như đã biến đổi thành một con người khác, mỏ khai thác An Đạt lọt vào tay người khác, con trai cưỡng chế cai nghiện ở trại cai nghiện, hào quang không còn, túng quẫn khó khăn. Tất nhiên, biểu hiện lúc này của Giang Cương có lẽ chỉ là cố ý bày tỏ sự suy nhược của mình trước người khác. Năng lực thật sự của y không phải ở mỏ khai thác An Đạt, mà ở trong ngành sản xuất khác. Mỏ khai thác An Đạt thay chủ, y mất đi chỉ là sĩ diện, không có động tới xương cốt. Thậm chí có thể nói, thực lực hiện tại của Giang Cương, vẫn có thể ngồi yên trên ngai vàng nhà giàu nhất tỉnh Tây. Hạ Tưởng vỗ nhẹ một bàn tay xuống bàn. Công tác chuẩn bị cho đại hội đầu tiên của việc tổ chức lại điện thế tỉnh Tây, tiến triển thế nào rồi? Khi Lôi Trị Học vừa mới rời tỉnh Tây, tin đồn có liên quan tới việc mời dự họp đại hội lần thứ nhất của việc tổ chức lại điện thế tỉnh Tề đã lan truyền ra ngoài. Nhưng kéo dài 2 ngày mới tổ chức họp, không phải là cố ý thị uy với mạng điện lưới quốc gia, mà là có vài phần chuẩn bị vẫn chưa làm tới nơi tới chốn. Đại hội lần thứ nhất về việc tổ chức lại, nhất định phải vô cùng thành công. Không thể có sai sót, nếu không thì sẽ trao cơ hội cho mạng điện lưới quốc gia. Cho nên, cẩn thận một chút là việc tốt. Đã quyết định khâu cuối cùng, ngày mai chính thức tổ chức họp. Đường Thiên Vân không phải là nói không chút lo lắng. Nhưng thời cơ không hợp thời, đúng lúc xảy ra sự việc xung đột điện lực ở tỉnh Tề. Hiện tại tỉnh ủy tỉnh Tề vẫn chưa chính thức bày tỏ thái độ. Ngộ nhỡ tỉnh Tề nhượng bộ lớn, thì sẽ cổ vũ khí thế của mạng lưới điện quốc gia rồi. Hạ Tưởng lắc đầu cười, không trực tiếp trả lời câu của Đường Thiên Vân, mà nói. Thiên Vân, buổi tối anh lại cùng Kiện Siêu, Mã Dục gặp mặt nhau, lần nữa sắp xếp lại chương trình hội nghị của Đại hội tổ chức lại điện thế tỉnh Tây ngày mai. Ngoài ra, sắp xếp một nơi yên tĩnh, tôi và Quý Như Lan, Lý Thấm, Phó Tiên Tiên gặp mặt. Đường Thiên Vân đứng dậy đi sắp xếp, trong lòng có điều vẫn không giải thích được. Chủ tịch tỉnh Hạ thật sự có lòng tin như vậy với tỉnh Tề ư? Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn bên ngoài, chủ tịch tỉnh Hạ mỗi lần tới nhậm chức, đều có thể lưu lại tại nơi đó mức độ ảnh hưởng sâu sắc sao? Sợ là ngay cả Trần Hạo Thiên rời lĩnh Nam, thì mức độ ảnh hưởng tới tỉnh Tề cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Khi ở tỉnh Tề chủ tịch tỉnh Hạ mới chỉ là phó bí thư tỉnh ủy. Khi hết giờ làm, Hạ Tưởng gọi điện thông báo. Tối nay có cuộc họp, sẽ không về nhà ăn cơm. Tào Thù Lê đã đoán ra điều gì, cười nói. Tối nay dự họp gì? Sợ là cuộc họp với gái đẹp, có đúng không? Đoán cái là chúng ngay, ở trước mặt em, anh cũng không gì đáng nói. Tốt xấu gì cũng là chủ tịch tỉnh, luôn cần có một không gian cá nhân mới được. Anh được con gái đẹp vây quanh, em phòng đơn gối chiếc, nói với anh vài câu cũng không được phải không? Có còn nhân quyền hay không? Tào Thù Lê chế nhạo Hạ Tưởng mấy câu, nói đến là dừng. Lại chuyển chủ đề. Bố gọi điện tới. Hỏi về bí thư Trần, em không tiện nói gì, anh nhớ gọi điện lại cho bố nhé. Được rồi. Hạ Tưởng trả lời rồi tắt điện thoại, nghĩ thầm rằng Trần Phong đã tới Hội đồng Nhân dân toàn quốc rồi. Có thể cùng bố vợ chơi cờ uống trà, cũng coi như thú vui lúc tuổi già. Tuy nhiên, vẫn cần kết nối với cha vợ một chút. Đỡ bị bố vợ hiểu nhầm đúng là hắn đứng sau thúc đẩy Trần Phong lùi về tuyến 2. Ngồi trên ô tô đi thẳng tới cuộc họp. Điện thoại của Hạ Tưởng đúng lúc reo lên. Sau khi nhận điện thoại, bên trong điện thoại liền truyền đến giọng của Trần Hạo Thiên. Chủ tịch tỉnh Hạ, tin tốt. Chào bí thư Trần. Hạ Tưởng nghe được giọng của Trần Hạo Thiên, rất vui mừng. Hắn biết cuộc gọi đến của Trần Hạo Thiên nhất định đề cập tới việc thực thi một hạng mục quan trọng của chính sách quốc gia. Bí thư Trần nói có tin tức tốt lành, nhất định là tin tức tốt. Ha ha! Trần Hạo Thiên cười một mạch. Lại không vội vào chủ đề chính. Nghe nói anh ở tỉnh Tây thúc đẩy việc chuyển hình nền kinh tế nguồn năng lượng, tiến triển rất thuận lợi phải không? Không dám nói là rất thuận lợi, chỉ có thể nói là coi như thuận lợi. Hạ Tưởng nói rất thành thực. Chỉ mong với sự cố gắng của tôi, có thể làm những việc thật sự có ích cho nhân dân tỉnh Tây.
có lẽ có một ngày tôi sẽ già, khi về lại tỉnh Tây, nhìn lên trời xanh mây trắng, nhìn ánh hào quang trên mặt trẻ con, tôi có thể cười vui vẻ. Trần Hạo Thiên im lặng, qua một lúc lâu, y mới rất xúc động nói. Có bao nhiêu cán bộ thật sự đem hạnh phúc của nhân dân đặt trong lòng? Nếu mỗi người cán bộ đảng viên đều có khả năng có tấm lòng lương thiện, thì tương lai của quốc gia và dân tộc mới có hy vọng. Trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ Tưởng, con đường khai sáng của anh, lịch sử sẽ khắc ghi. Hy vọng có một ngày, phương tiện truyền thông cũng tốt, cán bộ đảng viên cũng tốt, đều nhận ra được rằng cuộc sống hạnh phúc bây giờ không phải là sự ban ơn của đảng và quốc gia, mà là dựa vào bàn tay của chính mình đoạt được. Trung Quốc sẽ có được cơ sở thực hiện quyền dân chủ, trở thành một trong những nhân vật chính trị đứng đầu trong nước. Trần Hạo Thiên có thể nói ra một loạt lời thật lòng, hơn nữa liên hệ cả việc thực hiện dân chủ, khiến cho Hạ Tưởng càng có thêm nhận thức với Trần Hạo Thiên. Cũng càng mong Trần Hạo Thiên trong nửa năm nhiệm kỳ cuối cùng, có thể dẫn dắt lĩnh Nam làm trở thành tỉnh thí điểm đầu tiên cải cách thể chế chính trị trong nước, có được thành công lớn hơn. Trung ương Đảng, nội các chính phủ đã chính thức phê chuẩn lĩnh Nam thành tỉnh thí điểm đầu tiên cải cách thể chế chính trị trong nước. Cuối cùng Trần Hạo Thiên đã nói ra sự việc Hạ Tưởng mong đợi nhất. Mấy ngày nữa sẽ tuyên bố với bên ngoài. Cuối cùng đã được xác định rồi. Lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị trong nước, so với thí điểm cải cách kinh tế hình thái năng lượng tỉnh Tây càng có ý nghĩa. Cải cách kinh tế hình thái năng lượng của tỉnh Tây chỉ là hình thức chuyển đổi kinh tế, không đề cập đến thể chế chính trị. Mà cải cách thể chế chính trị ở lĩnh Nam là chuyện lớn trong đời sống chính trị quốc gia. Nhất là trước khi mở ra đại hội lần thứ 18 đã tung ra tin lĩnh Nam thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị, thực sự ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa cũng vì cục diện sau đại hội đại biểu lần thứ 18 xác định quan điểm chính. Nhưng điều phải nói chính là, sở dĩ quốc gia đưa ra quyết định phải tiến hành cải cách thể chế chính trị ở lĩnh Nam, cũng là căn cứ vào việc có thể thúc đẩy hiệu quả chuyển hình kinh tế năng lượng của tỉnh Tây. Nói cách khác, đúng là kết quả sự cố gắng của Hạ Tưởng mới thành công thúc đẩy lĩnh Nam lên chương trình là tỉnh đầu tiên thí điểm cải cách thể chế chính trị. Nói chung, tới cấp bậc của Trần Hạo Thiên nhiều lời nói đều không thể nói rõ. Nhất là tính cách của Trần Hạo Thiên không thích trực tiếp bày tỏ thái độ gần như mọi người biết, nhưng lúc ông ở trước mặt Hạ Tưởng thì lại thích nói chuyện thẳng thắn, có lẽ mỗi người đều có hai mặt. Sở dĩ Thủ tướng và Tổng Bí thư quyết định nhúng tay, ở thời kỳ mẫn cảm trước đại hội lần thứ 18 để cho lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị, anh công tác tại tỉnh Tây cũng thúc đẩy phát triển nhiều mặt, Hạ Tưởng. Hy vọng anh ở tỉnh Tây có thành tích lớn hơn nữa. Màn đêm ở cửa kính xe vừa rực rỡ mà nhiều vẻ. Hạ Tưởng lại không có tâm trí thưởng thức, nghĩ lại lời nói đầy ẩn ý của Trần Hạo Thiên trong lòng lo lắng không yên. Từ một người dân thường năm đó, thậm chí ngay cả tiền đồ bản thân đều do người khác nắm giữ trong tay. Cửa chính trong quan trường không thể với tới, không thể đi cửa chính mà vào. Vậy mà cho tới hôm nay, hắn leo tới vị trí cao không những có thể mang hạnh phúc cho nhân dân, còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách quốc gia. Để thực hiện kế hoạch 10 năm trong lòng, kiên định không rời mà vững vàng tiến về phía trước. Thời gian mười mấy năm thoáng chốc đã qua đi, bản thân hắn, địa vị và quyền thế này đã khác xưa, nhưng điều luôn không thay đổi đó là tấm lòng bình dân vì nước. Trong lòng Hạ Tưởng yên bình nhưng luôn lo xa, nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước kia, có lẽ đợi hắn già rồi. Thật sự từ đầu tới cuối hắn đã đi nhiều quan sát nhiều đảm nhiệm nhiều chức vụ. Đem kinh nghiệm bản thân và lịch trình đã đi trong lòng viết thành một quyển hồi ký có thể lưu lại cho đời sau nhận xét. Khi tới sơn trang cửu cảnh của cuộc hội họp, điện thoại reo lên, Đường Thiên Vân nói. Lãnh đạo có cần tôi nhận máy không? Hạ Tưởng biết Đường Thiên Vân muốn thay hắn từ chối khéo. Hắn phất tay rồi tự nhận điện thoại. Tổng Giám đốc Trần, có chuyện gì vậy? Là cuộc gọi tới của Trần Diễm. Cuộc tụ họp hôm nay, không thông báo cho Trần Diễm. Cô đã kiên định lập trường, không còn dao động. Sức ảnh hưởng của cô ở trong việc tổ chức lại điện thế tỉnh Tây cũng không quan trọng. Cũng là Hạ Tưởng không có tín nhiệm đối với cô. Trần Diễm vẫn là chưa nói đã cười, điệu cười rất gian xảo. Chủ tịch tỉnh Hạ tự mình nhận điện thoại của tôi, đúng là vinh hạnh. Hạ Tưởng chau mày. Tôi không có nhiều thời gian. Trần Diễm nghe giọng bực mình của Hạ Tưởng, vội không dám lỗ máng, nói nghiêm túc. Giang An bị Giang Cương đưa tới trại cai nghiện ở Bắc Kinh, hơn nữa còn có khả năng sắp xếp cho ra nước ngoài. Giang Cương yêu cầu tôi ngay lập tức gặp mặt y, nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả.
Hạ Tưởng trầm ngâm một lúc, biết việc sắp xếp vợ và con cái ra nước ngoài là tham quan hay phú hào đang chuẩn bị đường rút lui. Vợ của Giang Cương vẫn ở nước ngoài, bây giờ muốn đưa con trai ra nước ngoài. Điều đó chứng tỏ Giang Cương đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không rồi. Muốn thản nhiên lên tiếng đáp trả, nói một câu cuối trực tiếp loại bỏ Trần Diễm. Đối với mâu thuẫn giữa Trần Diễm và Giang Cương giải quyết như thế nào, hắn sẽ không phát biểu ý kiến có tính khuynh hướng, cũng tin tưởng Trần Diễm có thể ứng phó được với Giang Cương. Vương Hướng Tiền cũng gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi và y gặp mặt, nói chỉ cần tôi đáp ứng yêu cầu của y là được. Trần Diễm cắn răng cắn lợi, cố ý dùng giọng điệu lôi cuốn, muốn đánh động Hạ Tưởng, để thăm dò Hạ Tưởng có ý tưởng gì với bản thân cô hay không. Hạ Tưởng đã trải qua trăm trận chiến, sao có thể bị mánh khóe nhỏ nhặt của Trần Diễm dụ dỗ thành công. Hắn cười to. Tổng Giám Đốc Trần, tôi sắp họp rồi, liên lạc sau nhé. Điện thoại nắm trong tay đã tắt, Trần Diễm mặc một áo ngủ mỏng màu hồng, sắc mặt đỏ ửng lên. Chứng tỏ cô vừa ngại vừa tức, người con gái xinh đẹp mặc dù tự kiêu về vẻ đẹp trời sinh của mình, nhưng với người đàn ông không chút động lòng cũng không đủ tự tin. Nhất là đối mặt với người đàn ông tài giỏi, trước mặt Hạ Tưởng sức hấp dẫn của cô luôn không có lực sát thương. Cô cũng không tránh khỏi tức giận. Trần Diễm không nhận ra rằng, trong lúc cô hết sức oán hận. Ở tầng thượng đối diện, có người cầm kính viễn vọng đang quan sát nhất cử nhất động của cô, cũng là Trần Diễm quá mức tự kỷ, tối không kéo rèm của phòng khách, có lẽ trong tiềm thức đang khao khát bị người khác nhìn trộm. Nguy hiểm cứ thế theo thế cục tỉnh Tây ngày càng căng thẳng, từng bước ép sát Trần Diễm. Nguy hiểm cũng không ảnh hưởng tới Hạ Tưởng. Sau khi rút ra bài học ở Lĩnh Nam, lão cổ cũng không dám để Hạ Tưởng lấy thân thử hiểm. Đặc biệt điều Tống Nghĩa và Lư Lập tới bên cạnh Hạ Tưởng không nói, lại còn dặn dò Tống Nghĩa và Lư Lập phải như hình với bóng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là cha của con cổ Ngọc, cho dù là có thể vĩnh viễn không phải là cha công khai, nhưng lòng yêu thương của lão cổ đối với Hạ Tưởng, vì cái thai của cổ Ngọc, đã tăng lên mức độ cao hơn. Hơn nữa Hạ Tưởng dù sao cũng là quan lớn cấp bộ trưởng, lực lượng cảnh vệ lại tăng cường, lại có Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần tới Tấn Dương mở đường trước. Bởi vậy nhiệm kỳ ở tỉnh Tây, mặc dù Hạ Tưởng khuấy động thế lực của tập đoàn lợi ích khổng lồ hơn, lại có rất nhiều vệ sĩ tư nhân võ trang phi pháp làm hậu thuẫn. Nhưng Giang Cương cũng tốt, chủ mỏ than hận Hạ Tưởng tới tận xương tủy cũng tốt, đều không dám làm loạn. Cũng chính là ở giai đoạn đầu, có một đội quân thần bí từ trên trời giáng xuống bắt giữ vệ sĩ tư nhân tiến tới giúp Tang Thiên Lương đang chạy trốn. Sau khi tin tức truyền đi, một số người có ý âm thầm xuống tay với Hạ Tưởng. Liền lập tức gạt bỏ ý niệm trong đầu, không dám lại lấy trứng chọi đá. Nhưng hôm nay Hạ Tưởng và đám người của Quý Như Lan gặp mặt. Phía sau vẫn có một cái đuôi. Hắn vừa xuống xe, Tống Nghĩa tiến tới gần nói nhỏ. Lãnh đạo, có cái đuôi, có muốn xử lý ngay không? Hạ Tưởng lắc đầu. Tùy cơ ứng biến, chỉ cần bọn họ không hành động, thì không cần để ý. Nếu có động tĩnh, không nương tay. Vâng. Tống Nghĩa thích nhất là khí thế hơn người của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cùng đi vào với Đường Thiên Vân, đi tới gian quanh co lòng vòng. Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, Lý Thấm và Phó Tiên Tiên đợi sẵn rồi. Thực ra trước đây, phía trên công việc của các hạng mục tổ chức lại điện thế ở tỉnh Tây, Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, Lý Thấm và Phó Tiên Tiên đã cùng nhất trí, lấy tỷ lệ bỏ vốn, phân bố quyền cổ phần và lợi nhuận sau khi tổ chức lại, ký kết hiệp ước. Có thể nói, giữa bốn người phụ nữ đã không có tranh luận. Vấn đề khó nhất của việc tổ chức lại điện thế tỉnh Tây là ở lực cản của nội bộ điện thế tỉnh Tây, và sự ngăn trở của mạng điện quốc gia. Thái độ dè dặt chào đón của điện thế tỉnh Tây đối với việc tổ chức lại, trong mấy vị lãnh đạo chủ chốt, có một nửa ủng hộ, một phần ba kiên quyết phản đối, ngoài ra có một bộ phận mong ngóng. Kiên quyết phản đối và người mong ngóng, đều là thế lực của Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền ảnh hưởng tới mọi mặt tỉnh Tây, ở khắp mọi nơi. Thực sự là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tiến về phía trước của tỉnh Tây. Thậm chí thủ đoạn còn độc hơn Lôi Trị Học, dù sao Lôi Trị Học có thể bị hắn dùng kế điệu hổ ly sơn chuyển rời. Nguồn gốc Lôi Trị Học không ở tỉnh Tây, tâm địa cũng không ở tỉnh Tây, nhưng nguồn gốc và tâm Vương Hướng Tiền đều ở tỉnh Tây. Vừa gặp mặt, Quý Như Lan liền nói chuyện trước hình như Quý Như Lan vừa vào, liền có ý tứ sau vượt cái trước. Mơ hồ có thế lực lớn trong mấy người cô báo cáo tin tức tốt đẹp. Bên Bắc Kinh truyền tin tức nói, đã thu được tiến triển bước đầu. Đối với đại hội ngày mai, là tin tức tốt,
Tuy nhiên điều tôi lo lắng chính là, lời phản đối bên trong nội bộ Điện Thế tỉnh Tây, có thể đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều không? Ngày mai sẽ biết kết quả. Hạ Tưởng không trả lời trực tiếp, cười ha ha. Hôm nay triệu tập mọi người cùng ngồi ở đây, chỉ nói tới một việc, tôi chỉ hỏi một câu, tiền, mọi người chuẩn bị xong rồi chứ? Bốn cô gái cười ầm lên, Phó Tiên Tiên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Lần đầu tiên thấy anh có tài ăn nói như vậy, sớm chuẩn bị xong rồi, chuyện của anh, ai dám không hăng hái chứ? Quý Như Lan mỉm cười, hai mắt tạo thành hình lưỡi liềm. Số tiền mặt chuyển khoản vẫn là chi phiếu tiền mặt, tùy theo yêu cầu của anh. Lý Thấm gật đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra 1 tỷ đô. Giọng của Nghiêm Tiểu thì là yếu ớt nhất, cũng nhẹ nhàng nhất. Chuẩn bị tốt rồi, bất cứ khi nào anh có việc cần tiền thì không phải lo lắng. Hạ Tưởng cười to, khả năng chiến đấu của bốn nữ tướng từ trước tới giờ rất dũng mãnh, hắn đập tay xuống bàn. Được, sau đây sẽ bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi họp ngày hôm nay. Ăn cơm. Cùng lúc với tiếng cười nói vui vẻ của Hạ Tưởng và bốn nữ tướng, Vương Hướng Tiền và Giang Cương cũng lén lút gặp mặt nhau, nhất trí một sự kiện lớn làm chấn động tỉnh Tây. Địa điểm mà Vương Hướng Tiền hẹn gặp Giang Cương là ở trong nhà Giang Cương. Theo lý thuyết, với tình thế hiện tại, Giang Cương đang bị cô lập từ bốn phía, tuy rằng không sự kiện nào liên lụy tới cá nhân ông ta. Nhưng không ai biết hiện tại Giang Cương đã từ nhà giàu nhất ở tỉnh Tây lưu lạc làm đối tượng đả kích trọng điểm của chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng. Người chủ tịch tỉnh không cần, sẽ có trái cây ngon để ăn sao? Trên cơ bản, phần lớn mọi người đều kính trọng mà giữ khoảng cách đối với Giang Cương. Nhất là khi truyền hình kinh tế nguồn năng lượng đã phá cục, rõ ràng bắt đầu từ Tấn Dương lan tràn ra toàn bộ tỉnh. Việc này cũng chứng minh, ngày chủ tịch tỉnh Hạ giành được toàn thắng đã không còn xa, hay nói cách khác. Ngày Giang Cương suy vong, sắp tới. Dưới tình hình như thế, phần lớn những người ở tỉnh ủy, thành ủy muốn tránh bị tình nghi, cũng không dám trực tiếp lui tới với Giang Cương, nhưng có âm thầm liên hệ hay không lại là một chuyện khác. Ít nhất ở ngoài mặt cũng phải duy trì khoảng cách nhất định với Giang Cương. Dù sao chủ tịch tỉnh Hạ là nhân vật số 2 ở tỉnh. Người mà nhân vật số 2 không thích, thì còn ai dám tiếp tục lộ diện mà lui tới nữa, chẳng phải là làm mất mặt nhân vật số 2 sao? Vương Hướng Tiền cố tình đi thẳng tới nhà Giang Cương, có lẽ là vì muốn thể hiện rõ mối quan hệ thân mật khăng khít giữa anh ta và Giang Cương, lại có lẽ muốn cho mọi người thấy anh ta không phải là người qua cầu rút ván. Mặc kệ động cơ của anh ta là gì, dù sao anh ta cũng không hề lo lắng, trước mặt rất nhiều người, vẫn ngẩng đầu đi vào biệt thự Giang Cương. Sau này, rất nhiều người mới được biết Vương Hướng Tiền cố ý lộ diện, để mọi người nhìn thấy anh ta qua lại với Giang Cương, là muốn làm sáng tỏ chính mình. Đương nhiên, Vương Hướng Tiền và Giang Cương cuối cùng đã có mưu đồ bí mật gì, lại đạt được bí mật gì, sẽ không ai được biết. Người ngoài chỉ biết được là, Vương Hướng Tiền và Giang Cương gặp nhau khoảng gần 2 giờ. Chờ đến khi Vương Hướng Tiền từ trong nhà họ Giang đi ra, đã là hơn 9 giờ tối. Sau khi Vương Hướng Tiền rời đi chưa đến nửa giờ, tin tức anh ta và Giang Cương gặp nhau, đã được người có nhiệt tâm kể tới tai Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân đã biết, tất nhiên Hạ Tưởng cũng sẽ biết. Hạ Tưởng nghe xong, chỉ im lặng cười, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Sáng sớm hôm sau, Đại hội tái thiết cải tổ lại xí nghiệp Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây được mời họp theo đúng kỳ hạn. Không giống với dự đoán của mọi người, chủ trì hội nghị không phải là Hạ Tưởng, không ngờ lại chính là Vương Hướng Tiền. Càng có ý nghĩa sâu xa hơn chính là, Vương Hướng Tiền lại chủ trì Đại hội tái thiết. Thành viên tham dự hội nghị còn có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu cùng với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Mã Dục. Nếu nói người phụ trách ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh Tây tới tham dự hội nghị là phù hợp với quy định thường lệ, vậy việc Phùng Kiện Siêu và Mã Dục tham dự lại chẳng ra sao cả. Nói như vậy, trừ trường hợp diễn ra hội nghị quan trọng, bằng không bình thường hai vị Phó Chủ tịch tỉnh sẽ không cùng xuất hiện tham gia vào một hội nghị. Cũng sẽ không xuất hiện chuyện kỳ lạ là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh lại xuất hiện bên cạnh Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Có Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh thì tương ứng có Phó trưởng ban thư ký Ủy ban, nhưng Phó trưởng ban thư ký không tham dự, lại có trưởng ban thư ký tham dự, lại có cả Phùng Kiện Siêu cũng bất ngờ ở trong nhóm, ai còn không rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Phùng Kiện Siêu và Mã Dục là phụ tá đắc lực của Hạ Tưởng trong bộ máy chính quyền. Rõ ràng. Phùng Kiện Siêu và Mã Dục cùng hiện thân, đúng lúc đánh từ hai phía, hình thành sức kìm hãm lớn đối với Vương Hướng Tiền.
hội nghị vừa bắt đầu liền chìm vào trong tiếng bàn luận sôi nổi. Ban đầu, nội bộ Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây không đồng ý với ý kiến tổ chức lại. Phùng Kiện Siêu và Mã Dục thật vất vả mới làm cho mọi người thông qua công tác mời dự họp đại hội tái thiết lần thứ nhất, ý định ban đầu cũng là muốn mọi người cùng bỏ chút thành ý mà cố gắng nói chuyện. Nhưng ai cũng không ngờ được, trước khi đại hội tái thiết được diễn ra, tỉnh Tề lại đột nhiên xảy ra sự kiện xung đột giữa nhà máy điện tỉnh Tề xây dựng và mạng lưới điện của quốc gia. Hơn nữa mạng lưới điện quốc gia còn chiếm ưu thế. Hiện tại, tỉnh ủy tỉnh Tề và ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa thực sự tỏ thái độ ra ngoài. Khí thế công ty thành viên của mạng lưới điện quốc gia tại tỉnh Tề hùng hổ dọa người, khiến cho khí thế công ty thành viên của mạng lưới điện quốc gia tỉnh Tây càng bành trướng lớn, cũng khiến những tiếng phản đối bên trong Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây lại tăng vọt. Hôm nay hội nghị được tổ chức, thời cơ không thích hợp lắm, điểm nóng của buổi thảo luận là vốn đầu tư từ bên ngoài chiếm tỷ lệ bao nhiêu, mà tập trung ở vấn đề tổ chức lại của Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây còn có thể được mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn hay không thì cũng chưa biết. Nếu chẳng may phương án tổ chức lại được Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây thông qua, cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, lại bị mạng lưới điện quốc gia khước từ, chẳng phải đã biến hội nghị ngày hôm nay trở thành một hội nghị thật sự không có ý nghĩa. Tranh luận trong hội nghị hôm nay rất kịch liệt, trọng điểm rơi vào hội nghị hôm nay rất có khả năng sẽ trở thành một hội nghị không có ý nghĩa. Mặc kệ là phương án tổ chức lại có phải sẽ được thảo luận thông qua hay không, cuối cùng có khả năng sẽ bị mạng lưới điện quốc gia một tay phủ quyết. Tuy rằng, mạng lưới điện quốc gia không có quyền lãnh đạo trực tiếp đối với Điện Địa Nhiệt của tỉnh Tây, mà quyền phê duyệt thuộc về cơ quan hành chính. Mạng lưới điện quốc gia cũng phái người tới tham dự hội nghị, tuy nhiên không ngồi ở trước đài chủ tịch, mà là ngồi ở vị trí khách tới dự thính, tỏ thái độ bàng quan, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt. Đối với việc hội nghị lâm vào hỗn loạn và tranh cãi, lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý và đắc ý. Có lẽ, năng lực của Vương Hướng Tiền là có hạn, được cái này mất cái khác. Tóm lại, anh ta không thể hoàn toàn khống chế được tiết tấu của hội nghị, cuối cùng đã khiến hội nghị lâm vào tình trạng không khống chế được. Hội nghị thất bại thảm hại, không có đạt thành bất kỳ nhận thức chung nào. Khi hội nghị không khống chế được nữa, Phùng Kiện Siêu và Mã Dục lại không có áp dụng bất kỳ hành động gì để ngăn cản, chỉ bàng quan không nói được lời nào. Đại hội tái thiết thất bại, khiến Hạ Tưởng mượn gió đông mở ra cục diện tốt cho ngành than. Nhân cơ hội vạch kế hoạch gây khó dễ cho Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây, cũng vì tăng cải cách ở tỉnh Tây, xâm nhập thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng bịt kín một tầng bóng ma. Sau khi truyền ra kết quả thất bại của hội nghị, vẻ mặt Hạ Tưởng âm trầm, rất không vui. Tuy rằng hắn cũng đã đoán trước có lẽ đại hội tái thiết lần thứ nhất sẽ không có kết quả gì, nhưng lại không ngờ sẽ thảm bại như vậy, lại càng không ngờ được Vương Hướng Tiền vô sỉ đến mức không khống chế cục diện. Từ lúc nhậm chức tỉnh ở Tây tới nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận ngút trời như vậy. Ban đầu hắn định phê bình Vương Hướng Tiền vài câu, lại nghĩ Vương Hướng Tiền với tư cách phó chủ tịch tỉnh, cũng là người có thâm niên trong bộ máy chính phủ, hắn dù sao cũng còn trẻ tuổi, trách mắng ông ta ngay trước mặt thì thực sự không tình cảm, vẫn nên nhịn. Nhưng không phê bình Vương Hướng Tiền không có nghĩa là hắn không thể trừng trị Vương Hướng Tiền. Hạ Tưởng liền lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ chính quyền. Lại trịnh trọng nhấn mạnh về chuyện tổ chức lại Điện Địa Nhiệt của tỉnh Tây. Tổ chức lại Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây là việc phải làm, bất cứ động tác nhỏ nào với ý đồ ngăn cản Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây được tổ chức lại đều là phí công. Tôi đã báo cáo qua với quyền phó thủ tướng về công việc liên quan đến tổ chức lại tổ Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây. Quyền phó thủ tướng không phản đối, trên nguyên tắc tôn trọng quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tây. Đồng chí chị học đang ở Bắc Kinh. Vô cùng chú ý tới việc tổ chức lại Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây, còn đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi về việc này, chỉ ra tổ chức lại Điện Địa Nhiệt là dấu hiệu mở rộng toàn diện chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, có ý nghĩa vượt thời đại. Khi Hạ Tưởng nói chuyện, không rõ là cố ý hay vô ý mà nhìn Vương Hướng Tiền vài lần, khiến Vương Hướng Tiền cảm thấy như có mũi nhọn ở sau lưng, cảm thấy rất không được tự nhiên. Mà Phùng Kiện Siêu và Mã Dục cũng phối hợp với bài phát biểu của Hạ Tưởng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trên người Vương Hướng Tiền, khiến cho trong lòng mấy vị phó chủ tịch tỉnh đang ngồi đều hiểu được, chủ tịch tỉnh Hạ đối với Vương Hướng Tiền, có ý kiến lớn. Lúc này, tôi muốn đề xuất nghiêm khắc phê bình đồng chí cá biệt đã có thái độ không tích cực đối với công tác tổ chức lại, ứng đối tiêu cực, đối mặt với khó khăn không nhận khó mà lên, lâm trận lùi bước. Đại hội tái thiết thất bại, không phải do tiếng phản đối mãnh liệt ở bên trong Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây,
mà là ở Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động mời họp hội nghị tái thiết đã không thực sự chứng thực được tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một câu này đã chỉ hướng vô cùng rõ ràng, sắc mặt Vương Hướng Tiền thoáng xấu hổ, không nhịn được, ngượng ngùng nói. Chủ tịch tỉnh, tôi không nắm tốt tiết tấu hội nghị trong tay, phụ sự tín nhiệm của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với tôi muốn tự mình phê bình. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Tự mình phê bình cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Tưởng phất tay đánh gãy biểu diễn của Vương Hướng Tiền. Tôi đề nghị, hội nghị tái thiết điện địa nhiệt tỉnh Tây lần thứ hai sẽ do đồng chí Kiện Siêu chủ trì cuộc họp. Đồng chí Hướng Tiền, anh có ý tưởng gì không? Có, ý tưởng nhiều chứ, hành động này của Hạ Tưởng chẳng khác nào là làm cho ông ta hoàn toàn mất mặt, trực tiếp đá ông ta sang một bên. Hơn nữa, còn tuyên bố trước mặt mọi người, Vương Hướng Tiền cảm giác giống như vừa bị đánh một bạt tay vậy, trên mặt cũng nóng lên. Hạ Tưởng xuống tay thật kiên quyết, ban đầu còn tưởng rằng nhiều lắm là phê bình vài câu cho xong, không ngờ trực tiếp dọn sạch. Trong quan trường, rất ít khi thấy hành động không để lại lối thoát như vậy. Vương Hướng Tiền liền đứng lên. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi muốn tiếp tục công tác chủ trì tổ chức lại, hy vọng anh lại cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ tiếp thụ giáo huấn kinh nghiệm, giao lại một phần kết quả khiến tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh hài lòng. Tôi cho rằng đồng chí Hướng Tiền không thích hợp tiếp tục công tác chủ trì tổ chức lại. Thật bất ngờ, Phó Chủ tịch tỉnh Đỗ Vĩnh Phi, người luôn luôn có quan hệ tâm đầu ý hợp với Vương Hướng Tiền lại là người đầu tiên đứng ra phản đối Vương Hướng Tiền. Tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây là chuyện đại sự, không thể lại có nửa điểm sơ suất. Hơn nữa trên thời gian cũng bồi đắp không dậy nổi. Khi đồng chí Hướng Tiền xử lý sự kiện tổ chức lại, có lẽ cũng có suy nghĩ băn khoăn khác, cho nên, vì đại cục mà suy xét. Tôi đề nghị do đồng chí Kiện Siêu đứng ra làm công tác tổ chức lại. Miệng Vương Hướng Tiền hơi há ra, không khép lại. Trong những việc khác, Đỗ Vĩnh Phi luôn luôn cùng nhất trí, không ngờ bây giờ lại ngang nhiên dẫn đầu phản đối ông ta. Tình thế thật sự muốn có thay đổi lớn, ông ta gần như muốn vỗ bàn đứng lên. Nhưng đúng là vẫn phải nuốt nghẹn, không có biện pháp. Tuy ông ta là phó chủ tịch thường trực tỉnh, dù sao cũng là chức phó, ở trước mặt Hạ Tưởng. Ông ta không thể làm tới mức đập bàn được. Đỗ Vĩnh Phi đi đầu khiêu chiến quyền uy của Vương Hướng Tiền, chứng minh địa vị nhiều năm của Vương Hướng Tiền trong bộ máy chính quyền đang từ từ đánh mất, không khỏi khiến người ta hít một hơi khí lạnh, âm thầm khâm phục thủ đoạn dựa thế đánh lực của Hạ Tưởng, mới hiểu được hành động để Vương Hướng Tiền chủ trì trong cuộc họp tái thiết điện địa nhiệt tỉnh Tây. Nếu thành công, chính là hợp ý Hạ Tưởng, nếu thất bại, có thể mượn cơ hội chèn ép uy vọng của Vương Hướng Tiền. Nói tóm lại, bất luận là thành hay bại, Vương Hướng Tiền đều phải thua. Dưới đề xuất của Đỗ Vĩnh Phi, trải qua thảo luận sôi nổi, nhất trí đồng ý do Phùng Kiện Siêu tiếp nhận việc tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây. Uy vọng của Vương Hướng Tiền ở bộ máy chính quyền qua một chuyện này, đã giảm tới mức thấp nhất. Một tuần sau, Lôi Trị Học từ Bắc Kinh trở về. Sau khi trở về, trầm mặc ít lời, cảm hứng không cao. Không lâu sau, Trung ương chính thức tuyên bố, Lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm làm cải cách thể chế chính trị trong nước. Tin tức vừa ra, truyền thông trong nước và nước ngoài, đều xôn xao, bàn luận sôi nổi không ngừng. Lại thêm một tuần, tỉnh Sở nổi lên biến cố. Bí thư tỉnh ủy Trần Phong điều tới Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường của Quốc gia, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, phủ chính ngay tại chỗ. Những người bên ngoài đoán phía sau hành động thay đổi nhân sự của tỉnh Sở chắc phải có huyền cơ gì. Một lời đồn không căn cứ dựng lên, là trong bộ chính trị trong nước, có xu thế tăng thêm một người. Mai Thái Bình có hy vọng sẽ vào bộ ở nhiệm kỳ mới. Từ tình hình chuyển biến lặng lẽ hướng đi của chính trị trong nước, thế cục tỉnh Tây, cũng phát sinh sự biến hóa tinh tế. Biến hóa, xảy ra từ một vụ tai nạn mỏ. Sau khi Phùng Kiện Siêu thay thế Vương Hướng Tiền, tiếp nhận công việc tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây, cũng không nhìn thấy hiệu quả dựng xào thấy bóng. Điều này cũng là bình thường, điện địa nhiệt tỉnh Tây to như vậy, muốn tổ chức lại, khó khăn rất lớn, không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm xong, cần kiên nhẫn và nghị lực. Thu hoạch lớn nhất là Vương Hướng Tiền ở bộ máy chính quyền một nhân vật thực quyền dưới một người mà trên vạn người, lại có kết cục như thế, trách ai được. Không thuận theo cơn sóng lịch sử, không thấy rõ phương hướng phát triển, tất nhiên cũng bị cơn sóng lịch sử xô dập vào bờ. Nếu chẳng may cơn sóng lớn hơn một chút, gió lại mạnh hơn một chút,
bị xô dập chết ở trên bờ, cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, trước khi bị xô ngã hay dập chết, bất cứ ai cũng không chủ động nhận thua, hơn nữa còn nắm bắt lấy toàn bộ cơ hội, muốn trở mình. Cuộc đời chính là một canh bạc, mỗi người đều là dân cờ bạc, dù sao người thức thời cũng chỉ là số ít. Giải quyết một cách quyết đoán nói ra thì dễ dàng, người bình thường làm không được, cho nên Diệp Thiên Nam có thể ở bên trong bão tố, lành lặn rút lui, hơn nữa vẫn chưa lùi đến bước đường cùng, không lâu lại Đông Sơn tái khởi. Cũng nhờ ông ta quyết định nhanh, người bình thường không có khả năng sánh bằng. Cũng bởi vì điều này, từ trước đến nay, Hạ Tưởng luôn tôn kính Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng gặp được không ít đối thủ, người thua mà biết thua như Diệp Thiên Nam thật không có mấy người. Rất nhiều người biết thua mà không chịu nhận thua, vẫn phải dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Kết cục cuối cùng thường chính là thất bại thảm hại. Theo sự chuyển biến lặng lẽ về hướng đi của tình hình chính trị trong nước, môi trường chính trị và tình thế kinh tế ở tỉnh Tây cũng đã xảy ra biến hóa không nhận thức được. Biến hóa đầu tiên cũng là rõ ràng nhất chính là dân chúng Tấn Dương đột nhiên phát hiện, bụi than đá ở trên người ít đi, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, trong không trung dường như xanh hơn trước kia một chút. Không phải dường như, mà quả thật xanh hơn một chút. Từ khi mỏ khai thác An Đạt bị Hạ Tưởng nắm trong tay, biểu thị cho truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đang tiến nhanh về phía trước một bước lớn. Sau đó, nhà họ Phó tiếp tục thúc đẩy kế hoạch thâm nhập. Cùng lúc đó, Lý Thấm cũng tiếp tục bắt tay vào thu mua hoặc thôn tính xí nghiệp than đá ở Tấn Dương. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, dưới sự tiến hành đồng bộ, 10 xí nghiệp than đá đứng đầu Tấn Dương có 8 nhà đã rơi vào tay họ. Tuy rằng còn lại 2 nhà đang kiên trì, nhưng lập trường đang yếu đi, bắt đầu tích cực hưởng ứng chính sách chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, áp dụng quy trình tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa. Dưới bàn tay khổng lồ thúc đẩy của Hạ Tưởng, dưới sự thúc đẩy của 2 tầng lực lượng chính trị và thực lực kinh tế, toàn bộ tình hình ngành than Tấn Dương đã hoàn toàn đổi mới. Chẳng những cường độ lao động của công nhân giảm xuống, thu nhập tăng cao. Hơn nữa, thay đổi càng rõ rệt hơn chính là bởi vì sau khi áp dụng quy trình khai thác than theo tiêu chuẩn và khoa học, không chỉ giảm mạnh tỷ lệ phát sinh sự cố, hơn nữa số lượng than đá khai thác được còn tăng cao, giảm bớt số lượng rơi vãi, giảm thiểu sự ô nhiễm. Đương nhiên, đãi ngộ công nhân cũng tăng cao cùng với trời xanh mây trắng, chi phí phải trả rất lớn, vì cải tiến quy trình khai thác than, giảm ô nhiễm, mỗi một chủ mỏ than cần chi từ mấy trăm triệu đến hơn mấy tỷ vốn đầu tư. So với vốn đầu tư mà bọn họ bỏ ra với hơn 10.000 dân chúng Tấn Dương được hít thở trong một không khí khỏe mạnh, hưởng thụ bầu trời xanh đẹp hơn, Hạ Tưởng nhận định, rất đáng giá. Nhóm chủ mỏ than thu vào ít hơn vài trăm triệu cũng không sao, cùng lắm thì nhận ít đi vài con gái nuôi, bớt kính dâng quá nhiều tinh lực trên người con gái nuôi, không bằng tập trung nhiệt tình và tinh lực vào những việc có ích cho sự nghiệp đi. Nếu nhóm chủ mỏ than vung tiền như rác sống cuộc sống xa hoa, cùng với nhà cấp cao, xe hạng sang của con gái nuôi của bọn họ, tất cả đều được kiến lập bởi mồ hôi, máu và sinh mạng của vô số công nhân mỏ than, trả giá bởi trời xanh mây trắng ở trên đầu dân chúng Tấn Dương, Hạ Tưởng càng sẽ giơ đại đao chém mạnh xuống khiến nhóm chủ mỏ than làm điều ác phải hộc thêm ít máu bớt tạo nghiệp chướng. Hạ Tưởng muốn dùng thời gian 10 năm, làm sống lại một tỉnh Tây, làm tỉnh Tây khôi phục lại sức sống bừng bừng. Hiện tại, hắn có thể vui mừng mà mỉm cười. Đã bước nửa bước đầu tiên đầy vững vàng, việc thực hiện giấc mộng của hắn không phải không thể thành mà là không còn xa. Hắn đã thấy được hy vọng. Muốn làm cho nhóm chủ mỏ than ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cũng không có khả năng, cho nên Hạ Tưởng mới áp dụng thẩm thấu vốn và thủ pháp tiêu diệt từng bộ phận, dùng lực lượng chính trị ép xuống dùng lực lượng kinh tế tấn công, cuối cùng xem như phá giải được vấn đề khó khăn ở Tấn Dương, vấn đề mà mấy chục năm nay không ai phá giải được. Cũng chỉ có Hạ Tưởng mới có thủ đoạn như vậy. Nếu đổi là người khác, cho dù có thế lực chính trị khổng lồ giống Hạ Tưởng, cũng không có khả năng có thực lực kinh tế hùng hậu giống như Hạ Tưởng. Muốn phải phá giải vấn đề khó khăn ở Tấn Dương thậm chí tỉnh Tây, nhất thiết phải tiến hành đồng bộ cả hai lực lượng chính trị và lực lượng kinh tế, thiếu một thứ cũng không được. Thế cục Tấn Dương đã bị phá. Bước tiếp theo chính là đẩy mạnh nhà máy trong phạm vi toàn bộ tỉnh. Hạ Tưởng đẩy cửa sổ thư phòng ra. Không khí hơi lạnh mới mẻ từ bên ngoài ùa vào, lập tức cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Tấn Dương vào ban đêm vẫn thế, ngọn đèn phía xa xa mơ hồ không rõ, bên trong không khí tràn ngập bụi than đá mà mắt thường không thể nhận ra. Không trách được có người nói, ở Tấn Dương thêm một năm, chẳng khác nào phải sống ít đi 3 năm.
truyền hình nguồn năng lượng là bước đầu thấy được hiệu quả. Ban ngày, rõ ràng cảm giác được bụi than đá bớt đi một ít, nhưng buổi tối còn không thực sự rõ ràng. Ít nhất cũng phải 3 năm sau mới có thể thực sự cảm nhận được không khí tươi mát, mùi hoa tràn ngập vào ban đêm. Hạ Tưởng ở một mình trong thư phòng trầm tư hồi lâu, nghe được từ phòng khách truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Tào Thù Lê. Buổi tối không nên uống quá nhiều trà. Hạ Tưởng cười lên tiếng, cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Tào Thù Lê, tâm tình cũng bình thản hơn rất nhiều. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại gọi cho Tào Vĩnh Quốc. Từ sớm đã muốn gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc, nhưng vẫn không gọi, không chỉ là vội, mà là nghĩ chờ sau khi được xác định mới gọi, tin rằng sẽ bớt đi rất nhiều điều không cần thiết giải thích. Quả nhiên, sau khi điện thoại được kết nối, Tào Vĩnh Quốc vừa cầm điện thoại lên đã thở dài một tiếng nói. Đám người ở tỉnh Yến gần như đã lui xuống gần hết rồi. Ngược lại cũng không thể nói gần như lui xuống gần hết. Tống Chiêu Độ còn ở đó, Lý Đinh Sơn còn ở đó, Cao Hải còn ở đó. Cao Hải có hy vọng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, phó chủ tịch tỉnh, cũng coi như bước vào hàng ngũ thứ trưởng, thực tại không dễ. Tuy nhiên nếu tính cả Diệp Thạch Sinh hồi đó, Hình Đoan Đài về sau, là quan lớn ở tỉnh Yến từng ở trong tầm mắt Hạ Tưởng, quả thực một bộ phận đã hoàn toàn rời khỏi sân khấu lịch sử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lịch sử chính là một thế hệ người mới đổi người cũ, đây là một thiết luật mà dù bất cứ người nào cũng không thể chi phối được. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong còn chưa tính là đã hoàn toàn rời khỏi sân khấu chính trị, cũng ở cảnh tượng gần như người trước từ biệt người sau. Hạ Tưởng nghe một câu vô cùng khẳng khái của Tào Vĩnh Quốc, trong lòng cũng thấy hơi thương cảm, không hiểu sao lại nhớ tới lão sử đã qua đời cùng với Lý Đinh Sơn đang ở tỉnh Tề xa xôi. Quan trường có thể là sân khấu lớn, nhân tâm lại là một bài văn nhỏ. Nhớ tới từng chuyện năm đó ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng luôn luôn nhớ và giữ mãi tình cảm ấy ở trong lòng. Tào Vĩnh Quốc đã từ miệng Trần Phong biết được nguyên nhân chính khiến Trần Phong lui ra, cũng không phải là oán giận Hạ Tưởng điều gì. Mặc dù ngay từ đầu ông ta cũng không tin Hạ Tưởng sẽ ở sau lưng mà thao túng chuyện Trần Phong buông tha chuyện tranh giành vào bộ, nhưng xét thấy lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng đối với Trần Phong cùng với bầu không khí chính trị trước mặt, ông ta vẫn không khỏi có ít nhiều suy nghĩ. Về sau lại chính tay nghe Trần Phong giải thích nguyên nhân, Tào Vĩnh Quốc mới thầm hổ thẹn. Một là không nên vô duyên vô cớ hoài nghi nhân phẩm của Hạ Tưởng, hai là cả đời làm quan, nói về tầm nhìn và trí tuệ chính trị, vẫn kém hơn một Hạ Tưởng còn nhỏ hơn ông ta một thế hệ. Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng nói vài câu về tình hình gần đây của Trần Phong. Trái lại, ông ta rất vui vẻ khi biết tin Trần Phong cũng đến Bắc Kinh ngồi không. Nguyên nhân là năm đó ông ta là người dẫn đường, ông ta có tình cảm sâu đậm với Trần Phong. Nếu năm đó không phải Trần Phong tinh mắt biết nhìn người, có lẽ ông ta vẫn còn ở vị trí phòng ban của tỉnh mà sống hết quãng đời còn lại. Sao còn có thể nở mày nở mặt đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy như hiện tại? Nói đi còn có nói lại, tỉnh Yến cũng may mắn có một Hạ Tưởng. Nếu không có Hạ Tưởng, vốn không có ông ta hôm nay, cũng không có Trần Phong hôm nay. Khi nói chuyện phiếm với Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc mới biết được, Trần Phong đã mấy lần gặp phải tình cảnh nguy hiểm trong quan trường, ít nhiều cũng nhờ Hạ Tưởng nhắc nhở mới biến nguy thành an. Lúc đó, nếu không có Hạ Tưởng đúng lúc cảnh tỉnh, sợ là năm đó, Trần Phong đã sớm ngã quỵ. Tào Vĩnh Quốc nghe xong, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ông ta và Hạ Tưởng quen biết nhiều năm, chưa bao giờ nghe Hạ Tưởng đề cập qua việc này. Có thể giữ gìn uy vọng cho Trần Phong mà mười mấy năm cũng không để lộ ra một câu, Hạ Tưởng thật sự là một kỳ tài đủ tiềm chất quan trường. Hạ Tưởng là con rể của Tào Vĩnh Quốc, với ông ta chính là người một nhà. Nhưng trong lòng Tào Vĩnh Quốc nảy sinh sự quý trọng Hạ Tưởng từ đáy lòng. Hơn nữa còn là rất mãnh liệt. Trò chuyện hơn mười mấy phút, buông điện thoại, Hạ Tưởng cảm thấy an lòng. Trần Phong thản nhiên đối mặt cuộc sống như vậy, bên trong hẳn đã có một sự điều chỉnh rất lớn. Ông ta rất nhanh thích ứng với cuộc sống Bắc Kinh, đây là một chuyện tốt. Nếu những người này cũng có thể giống như Trần Phong, biết lui khi cần lui, và thích ứng trong mọi tình cảnh, thì đến bây giờ toàn bộ thế cục tỉnh Tây cũng liền được giải khai. Nhưng có vài người lại khăng khăng không cam chịu thất bại. Không muốn rời khỏi sân khấu lịch sử, còn muốn gây sức ép, còn muốn trở mình, hơn nữa còn đặt toàn bộ tiền cược. Được, mặc kệ là đánh cuộc lớn hay đánh cuộc nhỏ hay là ai là người đánh cuộc đi nữa, cũng đã đến lúc bắt đầu phiên giao dịch rồi. Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại. Tiêu Ngũ, anh và Nga Ni Trần có thể bắt đầu. Được,
Tiêu Ngũ vui vẻ đáp một tiếng. Nhưng thời gian chờ quá lâu. Hạ Tưởng lặng lẽ cười, đi vào phòng khách, lại thấy bộ dạng mệt dã rời đáng yêu của Tào Thù Lê. Người ngồi trên sofa, đầu gà gật, lại không ngã, rõ ràng đã chịu không được nữa, còn mạnh mẽ chống lại, thật ra là vì muốn chờ hắn. Hạ Tưởng duỗi tay ra ôm lấy ngang eo Tào Thù Lê bế lên, cười ha hả tiến về phía phòng ngủ. Tào Thù Lê chợt bừng tỉnh, hô to cứu mạng, lại bị Hạ Tưởng bịt miệng. Ban đêm, Lôi Chỉ Học cùng ngồi với Vương Hướng Tiền, bên cạnh cũng không người đi cùng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Vương Hướng Tiền cẩn thận rót một ly trà cho Lôi Chỉ Học, nói. Bí thư Lôi, anh không thể buông tay mặc kệ thế cục tỉnh Tây nha. Lôi Chỉ Học không uống trà, khoát tay. Quản thì thế nào, mặc kệ thì có thể như thế nào. Cục diện tỉnh Tây đã mở ra, chẳng lẽ còn muốn lui về. Hạ Tưởng có thể thúc đẩy truyền hình kinh tế là bản lĩnh của cậu ta, tôi có thể vào bộ hay không, còn phải xem bản lĩnh của tôi. Trong lòng Vương Hướng Tiền khẽ than một tiếng, từ sau khi Mai Thái Bình đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, khuôn mặt Lôi Chỉ Học liền gần như không còn tươi cười nữa, cũng mặc kệ không hỏi tới chuyện tỉnh Tây, hoàn toàn để mặc Hạ Tưởng một tay che trời. Nhưng cũng phải thừa nhận, Hạ Tưởng thực sự cao minh, mây mưa thất thường, đùa nghịch Lôi Chỉ Học đến đầu óc choáng váng, gần như hoàn toàn mất đi phương hướng, cái gì cũng không để ý, trong mắt chỉ có một việc vào bộ. Vì sao bí thư Lôi lại không thay đổi suy nghĩ một chút, nắm lấy Hạ Tưởng, hoàn toàn có thể mượn cơ hội ra giá với thế lực gia tộc, thậm chí có thể bức bách Mai Thái Bình phải bỏ ý định tranh giành vào bộ. Bí thư Lôi, nếu Hạ Tưởng ở tỉnh Tây phạm phải sai lầm lớn, anh Cao Thượng Kiên Trinh ra sức bảo vệ Hạ Tưởng, có thể gián tiếp gây ảnh hưởng nhất định đối với chuyện vào bộ của Mai Thái Bình hay không? Vương Hướng Tiền mượn động tác uống trà để che giấu sự căng thẳng trong lòng, làm bộ dường như anh ta không hề có chuẩn bị tỉ mỉ trước khi nói ra. Phía sau việc chuẩn bị tỉ mỉ, là một việc lớn đã được anh ta mưu tính từ lâu. Hiện tại, Vương Hướng Tiền phải khuất phục dưới quyền uy của Hạ Tưởng, giận mà không dám nói gì. Quyền lực của anh ta trên phương diện chính trị đã bị Hạ Tưởng làm suy yếu đến mức thấp nhất. Lực ảnh hưởng trên phương diện kinh tế, cũng từ từ bị suy nhược. Tạm thời làm chậm lại việc tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây dường như là thắng một ván thắng nhỏ, lại bị Hạ Tưởng mượn cơ hội chèn ép, khiến uy vọng của anh ta ở trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh rơi xuống mức thấp nhất. Nói cách khác, hiện tại, nếu anh ta trực tiếp ra tay, đã hoàn toàn không thể đủ sức đánh một trận với Hạ Tưởng. Nhưng Vương Hướng Tiền sợ là không ra tay cũng không được. Sự kiện địch quốc công đã bị khơi ra, lại lặng yên đè xuống, không đề cập tới. Không đề cập tới ngược lại càng làm cho người khác phải vô cùng lo sợ. Vương Hướng Tiền chỉ biết, Hạ Tưởng khẳng định từ trên người địch quốc công nắm giữ được chính xác vấn đề của anh ta, dương cung mà không bắn, là muốn chờ đợi một cơ hội tốt nhất để ra tay. Đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là một đòn chí mạng. Nói đúng hơn là, khi toàn bộ vụ án địch quốc công trồi lên mặt nước, chính là ngày anh ta thân bại danh liệt. Hơn nữa Hạ Tưởng giấu vụ án quốc công kỹ như vậy, ngay cả Lôi Chỉ Học cũng không nhúng tay vào nổi, thì là vì cái gì? Khẳng định là muốn mượn vụ án địch quốc công, thoáng một cái liền đưa anh ta vào chỗ chết. Người trong quan trường, không cùng ý kiến chính trị, không cùng lập trường, sẽ coi nhau như kẻ thù thậm chí đối địch cũng là chuyện thường tình. Bất cứ việc gì cũng phải dựa trên nguyên tắc cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để xem xét, cần gì phải trừng trị anh ta tới chết. Quá, thật quá đáng rồi. Đương nhiên Vương Hướng Tiền không ý thức được anh ta cũng giống Giang Cương, là hai đại biểu lớn nhất quan thương cấu kết ở tỉnh Tây. Anh ta là quan, Giang Cương là thương nhân. Anh ta và Giang Cương không ngã, sẽ mang ý nghĩa vấn đề quan thương tỉnh Tây cấu kết không thể chỉ tới tận gốc. Giang Cương phải ngã, Vương Hướng Tiền cũng phải ngã. Chỉ có hai người cùng ngã, mới ý nghĩa truyền hình kinh tế nguồn năng lượng được thành công một cách toàn diện. Cải cách không động chạm tới lợi ích căn bản của nhân vật mấu chốt. Sẽ không gọi là thành công. Cải cách không đến nơi đến chốn, chứng tỏ thủ đoạn và nhận thức của Hạ Tưởng thua kém nên mới không thay đổi được. Cải cách không hoàn toàn, không nói tới việc hao tài tốn của, ngược lại càng thêm cắm xào sâu khó nhổ. Mỗi người ở bên trong lịch sử đều có vị trí riêng của chính mình. Thuận theo lịch sử, có lẽ sẽ được lịch sử coi trọng. Cản trở trào lưu lịch sử cũng có khả năng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đường đều là do chính mình đi. Mặc kệ là kết cục thế nào, cũng đừng trách người khác. Nếu Hạ Tưởng muốn dồn anh ta vào chỗ chết, khẳng định anh ta sẽ không ngồi chờ chết, liều chết cũng phải vật lộn một lần.
con thỏ nóng này còn cắn người. Hạ Tường cũng đừng tưởng anh ta dễ bắt nạt, anh ta không phải không có đòn sát thủ. Tuy nhiên, Vương Hướng Tiền biết rất rõ, anh ta muốn tạo sự kiện tai nạn mỏ ở Tấn Dương, gây ra sự kiện ảnh hưởng tới việc tuyển cử của Hội đồng Nhân dân, nếu không có Lôi Trị Học phối hợp và gật đầu, rất khó gây vết thương nặng cho Hạ Tường. Cho nên, phải kéo Lôi Trị Học xuống nước. Lôi Trị Học không xuống nước, thì vũng nước tỉnh Tây này, sẽ rất khó lại thêm một lần quấy đục. Vương Hướng Tiền muốn đục nước béo cò cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Tâm tư Lôi Trị Học hoàn toàn chìm đắm trong việc vào bộ, không kịp suy nghĩ sâu xa về ý định phía sau của đề nghị mà Vương Hướng Tiền vừa nói. Đột nhiên nghe được có thể bắt tay từ bên cạnh hóa giải vấn đề vào bộ khó khăn, tinh thần lập tức rung lên. Hướng Tiền, anh nói vậy là có ý gì? Không sợ Lôi Trị Học nghi ngờ, chỉ sợ Lôi Trị Học không có hứng thú. Thấy tâm tư Lôi Trị Học đã có chấn động lớn, cuối cùng quả tim đang bị buộc chặt của Vương Hướng Tiền cũng rơi xuống đúng chỗ, nén thấp giọng nói. Rất rõ ràng là mỏ khai thác An Đạt là bị người của Chủ tịch tỉnh Hạ lấy đi. Chủ tịch tỉnh Hạ đánh khẩu hiệu vì nước vì dân, lấy thi hành chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng làm cớ, thật ra vẫn là tìm lợi ích cho chính mình. Lôi Trị Học khẽ cau mày, cũng không nói gì. Vương Hướng Tiền liền hiểu được, trong lòng Lôi Trị Học không mấy hứng thú với quá trình Hạ Tưởng thực hiện chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng. Ông ta chỉ hứng thú với việc làm thế nào có thể lợi dụng Hạ Tưởng để hoàn thành con đường vào bộ của mình. Vương Hướng Tiền liền trực tiếp đi vào vấn đề chính, không dám tiếp tục vòng vo nữa. Nếu chẳng may, tôi là nói nếu chẳng may, trong quá trình Chủ tịch tỉnh Hạ chỉ đạo thực hiện chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, sau bước đầu thành công, đột nhiên xảy ra sự cố tai nạn mỏ, đặc biệt nếu mỏ khai thác An Đạt mà Chủ tịch tỉnh Hạ đang nắm trong tay phát sinh sự cố nghiêm trọng về mặt an toàn, có thể tạo thành tổn thương lớn đối với chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, đồng thời cũng bịt kín con đường phía trước của Chủ tịch tỉnh Hạ. Lôi Trị Học vẫn không nói gì, tuy nhiên trên mặt vẻ mặt rõ ràng tỏ ra ý chờ mong. Hơn nữa trong ánh mắt thoáng hiện hào quang. Vương Hướng Tiền biết Lôi Trị Học động tâm, tiếp tục cổ động. Tất nhiên, sau khi sự cố phát sinh phải có người có liên quan gánh vác trách nhiệm. Ngẫm lại, năm đó tỉnh Yến đặc biệt hồi phục lại sau toàn bộ tai nạn là do Tôn Tập Dân tự nhận lỗi từ chức. Lôi Trị Học dương lông mày lên, muốn nói cái gì, nhưng sắp nói ra miệng lại nuốt ngược lại, vẫn không tỏ thái độ. Trầm mặc là thủ pháp mà kẻ bề trên thường dùng. Trầm mặc là có ý cam chịu hoặc là bất mãn, tóm lại là loại nào, thì phải xem anh có quan sát cẩn thận hay không. Trong lòng Vương Hướng Tiền mừng thầm, Lôi Trị Học đã mắc câu, anh ta lại tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Chủ tịch tỉnh Hạ có hậu trường rất cứng rắn, khả năng đổ trách nhiệm liên quan lên trên người anh ta, buộc anh ta phải tự nhận lỗi mà từ chức, thì thật sự là rất thấp. Nhưng một khi sự tình phát sinh, chắc chắn sẽ là tai họa ngầm của Chủ tịch tỉnh Hạ đối với lần tuyển cử của Hội đồng Nhân dân vào năm tới. Bí thư Lôi có thể rộng lượng lấy danh nghĩa tỉnh ủy khiến ảnh hưởng của sự cố này xuống mức thấp nhất, sau đó tùy tiện tìm một phó chủ tịch tỉnh trong bộ máy chính quyền để gánh trách nhiệm. Mặc kệ là tự nhận lỗi từ chức cũng được, hay là ngầm xử phạt cũng được, dù sao lúc này cũng là thời điểm tốt nhất để biểu hiện quyền uy nhân vật số một của bí thư Lôi. Lôi Trị Học giật mình, hơi ngả người về phía sau một chút. Để tư thế ngồi thoải mái hơn một chút. Ngôn ngữ thân thể cũng là một phần mà người kết giao phải cẩn thận quan sát, thường thường sẽ lộ ra ý nghĩ chân thực nhất của một người. Vương Hướng Tiền lập tức nhận ra hành động của Lôi Trị Học ám chỉ sự an lòng. Kể từ đó, những thành quả mà Chủ tịch tỉnh Hạ cố gắng đạt được lúc trước, ngay sau khi tai nạn mỏ xảy ra, chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Sau đó, Bí thư Lôi liền đúng lúc đứng ra, lấy ánh mắt và quyết đoán mà xem xét toàn cục. Phát biểu một loạt tinh thần chỉ thị đối với chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, lập lại trật tự, dẫn dắt chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng đi từ đường cong trở lại hướng đi đúng đắn, toàn bộ thành quả của chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, chỉ có thể dưới sự lãnh đạo chính xác của Bí thư Lôi mới có thể giành được thành công. Lôi Trị Học giơ tay xoa đỉnh đầu, tóc trên đầu của ông ta mọc rất tốt, không có dấu hiệu của hói đầu. Vương Hướng Tiền có được cổ vũ, tìm ra manh mối hành động của Lôi Trị Học là ám chỉ đồng ý. Lá gan của anh ta liền lớn hơn nữa. Bí thư Lôi giúp Hạ Tưởng vượt qua cửa ải khó khăn, biện hộ thay cho Hạ Tưởng trước Trung ương. Hạ Tưởng phải nhớ kỹ ân tình của Bí thư Lôi. Hơn nữa, sau lưng Hạ Tưởng là sự cố tai nạn mỏ. Trong lần tuyển cử Hội đồng Nhân dân vào năm tới, khẳng định sẽ bị không ít đại biểu Hội đồng Nhân dân hoài nghi. Đến lúc đó, Bí thư Lôi lại ra lực sắp xếp nghị luận nhiều người,
vì Hạ Tưởng mà giảng hòa và làm công tác tư tưởng với đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hạ Tưởng chắc sẽ không chỉ cảm tạ Bí thư Lôi đã thực sự ra tay tương trợ. Hơn nữa việc ủng hộ Mai Thái Bình vào bộ, nói thế nào cũng giữ vững lập trường, ít nhất cũng sẽ giữ lập trường trung lập. Nếu Mai Thái Bình mất đi sự ủng hộ của Hạ Tưởng, tương đương với mất đi sự ủng hộ của nhà họ Ngô. Tuy rằng, bốn thế lực gia tộc lớn có thế lực khổng lồ, nhưng chiến đấu với từng người, cũng rất dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng một khi đã liên hợp, uy lực mới vô cùng kinh người. Lời nói của Vương Hướng Tiền lập tức khiến Lôi Trị Học cảm thấy kinh hoàng. Tuy rằng Vương Hướng Tiền thiết kế bố cục rất rườm rà, cũng rất mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một diệu kế. Nếu hành động thích đáng, chẳng những ông ta có thể có được chiến tích trong tay, còn có thể nắm lấy điểm yếu của Hạ Tưởng. Cớ sao lại không làm? Vấn đề là, thực thi khó khăn rất lớn. Bị Vương Hướng Tiền kéo xuống nước, ngược lại dù ướt ống quần cũng không sao, nhưng bị anh ta kéo vào vùng lầy thì sẽ không tốt lắm. Lôi Trị Học chỉ suy nghĩ một lát, liền thản nhiên, ồ, một tiếng, không chút để ý nói một câu. Có đôi khi sự cố là một con dao hai lưỡi, cẩn thận không gây nổi thương tổn cho người khác, nói không chừng còn có thể làm mình bị thương trước. Vương Hướng Tiền ha hả cười. Trước kia, không phải là tỉnh Tây chưa từng phát sinh chuyện gây ra sự cố tai nạn mỏ, lợi dụng người chết thành sự cố ngộ sát để lừa gạt tiền bồi thường. Có vài điều không cần phải nói quá rõ, một chút liền hiểu được. Lôi Trị Học liền hiểu rõ Vương Hướng Tiền đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả. Ông ta hơi trầm mặc một lát, nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác. Nếu làm không tốt, sẽ liên lụy tới tiền đồ của anh. Tất nhiên, sự cố tai nạn mỏ phải do phía chính quyền nhận chịu trách nhiệm. Nếu Hạ Tưởng làm chủ tịch tỉnh mà không gánh vác, nhất định phải có phó chủ tịch tỉnh với cấp bậc tương ứng gánh vác. Hơn nữa ít nhất cũng phải là ủy viên thường vụ mới được. Phó chủ tịch thường trực tỉnh đứng mũi chịu sào là tốt nhất. Trong toàn bộ sự kiện, Vương Hướng Tiền không dám nói đã chuẩn bị kế hoạch kít mít không chút kẽ hở, nhưng ít nhất anh ta cũng đã nghĩ tới mọi chuyện, đã sớm nghĩ nên để ai tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đồng chí Kiện Siêu và chủ tịch tỉnh Hạ có quan hệ đi lại rất gần. Anh ta chia sẻ gánh nặng với chủ tịch tỉnh Hạ, cũng là cấp dưới, theo lý thường phải chịu trách nhiệm. Lôi Trị Học có chút không thể xem xét mà gật đầu, trong lòng hiểu rõ chỗ hiểm độc trong toàn bộ kế hoạch của Vương Hướng Tiền. Chẳng những khiến hai chân Hạ Tưởng ngập bùn, cũng chặt đứt một cánh tay phụ tá đắc lực trong bộ máy chính quyền của Hạ Tưởng. Đồng thời, lại chế tạo một cơ hội vô cùng tốt cho ông ta. Hơn nữa, Vương Hướng Tiền đã lên kế hoạch cầm quyền tốt cho tương lai, một lần nữa nắm lại bộ máy chính quyền. Một mũi tên bắn trúng hai con chim. Không, hẳn là một lần hành động được vài con mới đúng. Lôi Trị Học không khỏi nhìn Vương Hướng Tiền thêm vài lần, không ngờ Vương Hướng Tiền cũng túc trí đa mưu như thế. Trước kia sao ông ta lại không phát hiện ra anh ta có bản lĩnh như vậy? Lôi Trị Học bưng một ly trà lên, khóe miệng hơi nhếch. Mặc dù không quá nóng nhưng đầy thâm ý. Này, Hướng Tiền, thử một chén này đi. Trong lòng Vương Hướng Tiền liền hiểu, biết Lôi Trị Học ngầm đồng ý, vội vàng cung kính nhẹ nhàng chạm vào lý trà của Lôi Trị Học. Chúc Bí thư Lôi vào bộ thành công. Đang lúc Vương Hướng Tiền ra sức đào một hố sâu không lường được cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng dường như chẳng những không hề phòng bị, hơn nữa còn rời khỏi Tấn Dương, đến Bắc Kinh. Vương Hướng Tiền ở sau lưng đang ở bố trí cạm bẫy gì, Đường Thiên Vân chỉ biết một mà không biết hai, nhưng ở lúc mấu chốt này, chủ tịch tỉnh Hạ lại đột nhiên đến Bắc Kinh. Anh ta sẽ không khỏi âm thầm lo lắng thay cho chủ tịch tỉnh Hạ. Chủ tịch tỉnh Hạ trong bất cứ việc gì cũng phòng ngừa chu đáo. Sau lúc tới đảm nhiệm tỉnh Tây, nhịp điệu lại chậm đi rất nhiều. Chẳng lẽ tiết tấu tỉnh Tây chậm như vậy cũng ảnh hưởng tới quyết sách của chủ tịch tỉnh Hạ? Sau khi truyền ra tin tức Hạ Tưởng rời khỏi Tấn Dương tới họp ở Bắc Kinh, thế cục Tấn Dương vốn đã tạm thời tiến vào thời kỳ yên bình, đột nhiên đúng lúc đó náo nhiệt lên không ít. Đầu tiên là tin tức Trần Diễm mất tích, bắt đầu lặng yên lan truyền ở tỉnh ủy và thành ủy. Bình tâm mà nói, Hạ Tưởng có ý lợi dụng với Trần Diễm. Nhất là sau khi hắn tiến thêm một bước hiểu tính tình Trần Diễm, cùng lúc vừa lôi kéo lại đề phòng với Trần Diễm, còn có ý mượn thế lực của Trần Diễm để phá vỡ nội tình trùng trùng điệp điệp của Tấn Dương thậm chí cả tỉnh Tây. Cũng phải thừa nhận, sách lược của Hạ Tưởng có hiệu quả, thúc đẩy rất thành công. Hơn nữa sau khi hắn dần dần xác lập ưu thế đồng thời nắm chủ động trong tay, lại nho nhỏ mà lợi dụng sự kiện tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây, thành công khiến Trần Diễm không tiếp tục dao động mà xác định lập trường rồi. Hạ Tưởng kỳ thật muốn bảo hộ Trần Diễm,
hắn tuy không tín nhiệm với Trần Diễm, cũng không để cô ta gia nhập hệ thống nòng cốt của mình, nhưng ít nhất Trần Diễm cũng giúp hắn không ít, hắn phải cảm kích, là không muốn để Trần Diễm đi trên con đường sai càng ngày càng xa. Nếu như Trần Diễm ở gần Giang Cương, đồng thời giúp Giang Cương chống lại chuyển hình kinh tế, cô ta sớm muộn cũng bị bánh xe lớn của lịch sử nghiền thịt nát xương tan. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng tưởng tượng đến sau khi Trần Diễm về phe hắn, cũng có khả năng từng bị Giang Cương hạ độc thủ, vốn dĩ nghĩ muốn nhắc nhở hoặc là sắp xếp lối thoát của Trần Diễm, nhưng Trần Diễm luôn có ý vô tình thể hiện phong độ tư thái trước mặt hắn, thường muốn lấy nữ sắc mà dẫn dụ hắn, đã khiến hắn phản cảm với hành vi không tự trọng của Trần Diễm. Lại thêm hắn đột nhiên đến Bắc Kinh, đối với sự việc của Trần Diễm cũng đã để sang một bên. Không ngờ Hạ Tưởng chân trước vừa bước lên, chân sau liền truyền ra tin tức Trần Diễm mất tích. Trần Diễm và Giang Cương dẫu rằng có oán thù cũ sâu đậm, dựa vào mối quan hệ rất phức tạp giữa cô ta và Vương Hướng Thiền, Hạ Tưởng cũng không rõ, cũng vô tình muốn làm cho rõ, hắn chỉ có hứng thú với mối quan hệ của Trần Diễm, qua lại với con người Trần Diễm, thật sự thiếu sự hứng thú. Hạ Tưởng đến Bắc Kinh rồi, lại tham gia một hội nghị quan trọng, nhưng việc Tấn Dương sau khi hắn đi, vẫn đang trong kích động, hơn nữa còn đang ủ men để thành một cơn lốc với thế cuồn cuộn. Nếu phóng tầm mắt ra thế cục chỉnh thể toàn quốc, bên trong sự vững vàng trước mắt, cũng ủ men mạch nước ngầm. Sau hai hội nghị xuất hiện một biến cố kinh người, một vị ủy viên Bộ Chính trị ầm ầm ngã ngựa. Từ đó dẫn phát một bất ngờ đáng suy ngẫm nhất trước Đại hội 18. Nhưng sau đó, bất luận truyền thông phía chính phủ hay là, đều từ từ làm nhạt dần ảnh hưởng của việc này, dường như sự việc đã nằm xa tầm nhìn của công chúng. Cũng cách xa điểm dừng chân của quốc gia. Cũng đúng, so sánh với đại kế phát triển hiện nay và sau này của quốc gia, một vị ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa quả thật không còn quan trọng gì. Bây giờ là như thế, thời gian có thể làm nhạt đi tất cả, bao nhiêu nhân vật vĩ đại hoặc không vĩ đại, đều bụi bặm hóa trước mặt thời gian. Một trận gió kinh hoàng thổi qua, các loại vinh quang hoặc là đê hèn, đều bị biến mất. Vận mệnh cuối cùng của vị ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa như thế nào, Hạ Tưởng ít nhiều cũng đoán được một hai phần. Cho dù hắn không quan tâm kết cục của hắn, cũng không nói qua cuộc đời liên quan tới hắn với Cổ Thu Thật hoặc bất kỳ ai, nhưng Hạ Tưởng biết rõ, vận mệnh cuối cùng của người khác có thể tham khảo kết cục của bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang, thậm chí càng thảm hơn một chút. Cùng với Lĩnh Nam chính thức thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị đầu tiên trong nước, truyền thông trong ngoài nước bắt đầu dậy lên một vòng tin tức giật gân mới, là ý nghĩa sâu xa về hướng đi trong tương lai của Trung Quốc cùng với Lĩnh Nam dẫn đầu thí điểm thi hành cải cách thể chế chính trị, tiến hành đàm luận nóng về khen hoặc chê. Tiêu điểm của đàm luận nóng chủ yếu tập trung ở độ mạnh yếu của cải cách thể chế chính trị ở Lĩnh Nam, có thực sự biểu rõ cấp cao Trung ương quyết tâm thúc đẩy cải cách thể chế chính trị trong toàn quốc hay không? Làm một nước xã hội chủ nghĩa không nhiều trên thế giới, có dũng khí đối mặt trực diện với khó khăn trong quá trình tiến hành cải cách và có quyết tâm cải cách, thật là hiếm có. Một người có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình là rất khó, tương tự, một chính đảng cũng như thế. Chỉ có dũng cảm mặt đối mặt với khuyết điểm bản thân, đồng thời thừa nhận bản thân không đủ, mới có khả năng tiến bộ được, nếu không, sẽ bị lịch sử đào thải. Ngoài đàm luận nóng trực diện ở Lĩnh Nam, truyền thông ngoài nước lại nhạy cảm chú ý đến tỉnh Tây, đem truyền hình kinh tế tỉnh Tây và cải cách chính trị ở Lĩnh Nam đánh đồng với nhau, ngang hàng với hai sự kiện lớn liên quan đến hướng đi từ nay về sau của Bộ Chính trị Trung Quốc trước Đại hội 18 của Trung Quốc. Lĩnh Nam vẫn luôn là tuyến đầu của Trung Quốc cũng là tỉnh giàu có nhất, bí thư tỉnh ủy đều do ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm. Có thể thấy Lĩnh Nam là tỉnh có phân lượng nặng của Trung Quốc, những tỉnh khác không có khả năng so sánh. Mà tỉnh Tây là tỉnh bần cùng lạc hậu, thí điểm truyền hình kinh tế nguồn năng lượng lại đảm đương sứ mệnh lịch sử quan trọng ngang hàng của thí điểm cải cách thể chế chính trị Lĩnh Nam. Không phải tỉnh Tây trong mắt Trung ương phân lượng rất nặng, mà là chủ tịch tỉnh Tây Hạ Tưởng có trọng lượng trong con mắt của Trung ương. Hạ Tưởng mới là chủ tịch tỉnh có thể được Trung ương phó thác trọng trách, nếu như nói Hạ Tưởng không có tiền đồ rộng rãi, Tổng thống Mỹ cũng không tin. Người Mỹ phàm việc thích nhìn về tương lai, ý thức khó khăn cực mạnh. Đối với lực lượng hậu bị Đại Tân Sinh Trung Quốc, sớm đã thành lập hồ sơ. Ngày trước, hồ sơ của Hạ Tưởng ở nước Mỹ là trang cuối cùng của văn kiện tuyệt mật, mà bây giờ, rõ ràng xếp hàng thứ nhất, thậm chí còn xếp hàng trước cả đám người Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật, Lôi Chỉ Học. Hồ sơ của Hạ Tưởng, bây giờ là một trong những tư liệu của nhân vật có trọng lượng ở Mỹ, cố vấn nước Mỹ biết rõ, nếu như Hạ Tưởng có thể thuận lợi lên chức,
hắn đương chức, chính là thời kỳ hướng ngoại của Trung Quốc phát triển mạnh nhất, cũng là 10 năm mấu chốt oai hùng Trung Quốc trấn hưng Hán Đường, đến lúc đó, đối ngoại Trung Quốc tất có một trận chiến, thậm chí là đại chiến. Nam Hải, Đông Hải cùng vô số quốc gia có lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc, đều đang ở thời kỳ Hạ Tưởng thống trị. Cố vấn nước Mỹ cố ý nhấn mạnh thời kỳ thống trị của Hạ Tưởng mà không phải là thời kỳ lãnh đạo, có thể thấy ý kiêng dè sâu đậm với Hạ Tưởng tất cả có thể giải quyết. Hơn nữa từ hiện nay đưa ra kết luận phân tích, tính cách hay thay đổi của Hạ Tưởng, thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, nhìn chung kinh nghiệm trưởng thành của hắn, từ trước đến giờ chưa từng có thỏa hiệp và nhượng bộ, khiến cố vấn nước Mỹ vài ba lần đệ trình báo cáo với nội các chính phủ Mỹ. Chỉ ra Hạ Tưởng nếu như thuận lợi lên chức, sau 20 năm, Trung Quốc sẽ thay thế địa vị đứng đầu thế giới của Mỹ. Ngày trước, vốn dĩ quốc nội Mỹ liên quan đến phong trào rầm rộ của Hạ Tưởng tạm thời lắng xuống, nhưng sau khi lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị, đồng thời đàm luận nóng của lĩnh Nam, Hạ Tưởng rất vô tội bị liên quan trong đó, chủ yếu là vừa hay chuyển hình kinh tế của tỉnh Tây đã thu được bước đầu thành công, sau khi cố vấn nước Mỹ quan sát các điểm nóng toàn cầu, khi lại đem ánh mắt nhìn đến Trung Quốc, thì kinh ngạc phát hiện, chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây không ngờ thành công rồi. Ban đầu sau khi Hạ Tưởng nhậm chức chủ tịch tỉnh, cố vấn nước Mỹ cũng không xem trọng triển vọng của chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cho rằng dựa vào chế độ chính trị lỗi thời của Trung Quốc, quan thương cấu kết cùng với tác phong tương quan người nhiều hơn việc, Hạ Tưởng dù là lực lượng hậu bị, cũng chỉ là một vị chủ tịch tỉnh, sao có thể thay đổi hiện trạng tỉnh Tây được. Hiện trạng tỉnh Tây là ảnh thu nhỏ của kết cấu chế độ chính trị Trung Quốc, cũng là đặc tính của các tỉnh Trung Quốc cùng có, chỉ có điều tỉnh Tây càng thể hiện rõ ràng thì càng vượt trội mà thôi. Dựa vào phân tích của cố vấn Mỹ, chế độ chính trị của Trung Quốc là sự lạc hậu của chế độ lỗi thời, chỉ có hoàn toàn đánh đổ mới có hy vọng, mà Hạ Tưởng đẩy mạnh chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây, chẳng qua là thuốc đau đầu để chữa bệnh đau chân, là tự lừa dối mình trị ngọn nhưng không trị gốc. Thể chế chính trị không thay đổi, là không trừ tận gốc, quan thương câu kết là không thể diệt tận gốc, Hạ Tưởng lại nỗ lực thúc đẩy, cũng chỉ là uổng công. Không ngờ, hoàn toàn không ngờ, chờ cố vấn Mỹ vì sự kiện cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam lại một lần nữa ánh mắt chú ý hướng về Trung Quốc, sau đó khi dừng tại tỉnh Tây, lại bất ngờ phát hiện, chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đã thành công rồi. Vừa mới nghĩ đã giật mình. Hay là đã coi thường phân lượng của Hạ Tưởng trong con mắt Trung ương chính là bởi vì chuyển hình kinh tế tỉnh Tây thành công, mới có bố cục trước đó trong cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam. Tên của Hạ Tưởng, lại một lần nữa khiến tập thể cố vấn Mỹ kinh ngạc. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ tiến trình thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cố vấn Mỹ đột nhiên phát giác, bởi vì bọn họ xem nhẹ Hạ Tưởng, bởi vì bọn họ đem ánh mắt từ tỉnh Tây di chuyển, bọn họ đã bỏ sót thưởng thức bản lĩnh của Hạ Tưởng ở trận đầu tiên. Nhưng sau khi xem xét lại tất cả sự kiện, cố vấn Mỹ càng vô cùng kinh ngạc, thủ pháp của Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, khi thúc đẩy chuyển hình kinh tế, không những phát huy trọn vẹn ưu thế lớn nhất của lực lượng chính trị, còn mượn thực lực kinh tế hùng hậu, đang áp dụng củ cà rốt cùng Mỹ ở các nơi trên thế giới thúc đẩy trực quan phổ biến thế giới, gia tăng cây gậy chính sách lớn không có sai biệt. Nếu như Hạ Tưởng sau khi cai trị Trung Quốc, cũng như Mỹ, khi toàn cầu thúc đẩy giá trị phổ quát của Trung Quốc, cũng lấy ra loại thủ pháp thúc đẩy chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, liệu có thể một đường công thành chiếm đất, khiến thế lực của Mỹ ở các nơi trên thời giới dần dần thối lui. Cố vấn Mỹ đang đệ trình một phần báo cáo lên nội các chính phủ Mỹ, hệ thống hai việc thí điểm chuyển hình kinh tế tỉnh Tây và cải cách chính trị lĩnh Nam, cảnh tỉnh chính phủ Mỹ, cảnh giác thế kỷ của Trung Quốc sẽ đến sớm, nhất là cảnh giác Hạ Tưởng nổi dậy với tốc độ chóng mặt. Nếu như Hạ Tưởng trước thời hạn 10 năm, không... Cho dù là vấn đề trước thời hạn 5 năm, nước Mỹ có khả năng không thể ung dung đối mặt với thế nổi lên của Trung Quốc, chính phủ Mỹ cần phải làm trước chính sách đối phó, phòng ngừa thời đại của Hạ Tưởng đến sớm, cho dù khả năng lớn nhất tình thế Hạ Tưởng lên trước bóp nghẹt. Hạ Tưởng cũng không biết hắn một lần nữa trở thành nhân vật thảo luận nóng của hội nghị cơ mật nội bộ chính phủ Mỹ, hắn vừa đến Bắc Kinh, vừa mở máy thì nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Lãnh đạo, Trần Diễm mất tích rồi. Hạ Tưởng trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước tiên phát động toàn bộ lực lượng tìm vị trí của Trần Diễm, trọng điểm ở đâu, anh hiểu rõ. Nga Ni Trần đương nhiên biết rõ trọng điểm rơi trên người Giang Cương, liền hỏi. Có cần dùng đến thủ đoạn không bình thường không? Hạ Tưởng nghĩ. Ổn thỏa sẽ xem, theo quy tắc bình thường trước, nếu xác định Trần Diễm mất tích đồng thời có thể nguy hiểm tính mạng,
mới áp dụng thủ đoạn không bình thường. Đối với sự mất tích của Trần Diễm, Hạ Tưởng không nghĩ nhiều, cho dù hắn cũng biết khả năng có liên quan tới Giang Cương, nhưng có hoài nghi khả năng Trần Diễm tự biên tự diễn một màn khôi hài. Nếu không nói cơ mưu cũng xem là quá thông minh, đã hiểu lầm ngược lại mạng sống của mình, Trần Diễm khi nhỏ nhất định chưa xem qua hoạt hình, sói đến rồi. Hạ Tưởng xoay người đem chuyện Trần Diễm mất tích vứt sang một bên, hắn đến Bắc Kinh, là có chuyện, lại còn là chuyện lớn liên quan cục diện chính trị sau Đại hội 18, so sánh như thế, đừng nói Trần Diễm mất tích, cho dù Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây bán sức đào hầm, cũng tạm thời để sang một bên. Hướng đi tương lai của cục diện chính trị trong nước, cùng với Hạ Tưởng cho dù nặng bao nhiêu trong con mắt của Trung ương, thậm chí từ nay về sau Hạ Tưởng nổi cộm lên nhanh như thế nào, tất cả đều trong cuộc họp hôm nay. Trần Diễm xác thật đúng là mất tích rồi, không phải cô ta tự biên tự diễn trò khôi hài, mà là cô ta không tự chủ được, bị người khác cậy thế bắt buộc phải theo mình. Người cậy thế bắt buộc cô theo mình không phải là Giang Cương đang lên kế sách tỉ mỉ cho vở kịch cùng Vương Hướng Tiền, không có thời gian quan tâm đến Trần Diễm. Cũng không phải Giang An đã làm xong thủ tục ra nước ngoài, vài ngày nữa là ra nước ngoài, cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa. Đang một lòng hướng ra biển trời Tây đẹp đẽ, trái tim khao khát đối với biển trời Tây. Người giúp đỡ cô ta là Lôi Tiểu Minh. Không sai, chính là Lôi Tiểu Minh yếu nhược bị lôi kéo dễ nhất trong mắt cô ta. Trầm Diễm vẫn luôn tự khoe khoang thông minh, luôn xem thường Lôi Tiểu Minh không hiểu sự đời đặt, cho rằng Lôi Tiểu Minh chẳng qua là một tên tiểu tử, bị cô ta bỡn cợt trong tay, do cô ta sắp đặt, tùy cô ta trêu đùa. Lại không nghĩ đến, con lừa đá người chết. Nhìn qua Lôi Tiểu Minh trung thực bỗng chốc phát tác, dựa vào danh nghĩa cùng đi uống trà bàn đại sự mới Trần Diễm cũng không nghĩ nhiều, trang điểm một chút rồi vui vẻ đi hẹn. Nếu là ngày xưa, Trần Diễm cũng sẽ kiêu ngạo một phen, hoặc là dứt khoát không đáp ứng lời mời của Lôi Tiểu Minh, lại hoặc là vì an toàn, do cô ta sắp xếp thời điểm gặp mặt. Nhưng hôm nay Trần Diễm không nghĩ nhiều, hoặc là cô ta nóng lòng kéo gần mối quan hệ với Lôi Tiểu Minh. Dùng Lôi Tiểu Minh làm lá chắn ngăn cản sự tiến công của Giang Cương, hóa giải thế công của Vương Hướng Tiền, hoặc là cô ta từ trước đến giờ không nghĩ Lôi Tiểu Minh cũng sẽ tính toán cô ta, không có một chút tâm lý đề phòng với Lôi Tiểu Minh. Lôi Tiểu Minh không giống như trước, vừa nhìn thấy Trần Diễm chỉ hơi kích động, thậm chí đỏ mặt, vẻ mặt sụt rè, lấy lòng với vẻ kém thông minh, đều khiến Trần Diễm nhận định Lôi Tiểu Minh là một con chim non không thể non hơn được nữa. Lôi Tiểu Minh đứng bên tiệm trà. Mời Trần Diễm vào ngồi. Chị Trần, Giang An vừa đi, tôi cảm thấy cô đơn, hy vọng về sau có thể đi cùng nhiều lần với chị Trần. Lôi Tiểu Minh vẻ mặt tươi cười, chủ động rót trà cho Trần Diễm. Trần Diễm rất hưởng thụ kiểu thẽ thọt khúm núm của Lôi Tiểu Minh, giống như nâng cao vị thế của cô ta. Dẫu rằng Lôi Tiểu Minh đường đường là công tử của bí thư tỉnh ủy, Trần Diễm khi lần đầu gặp mặt Lôi Tiểu Minh công tử của bí thư tỉnh ủy không có dáng vẻ kiêu ngạo lại còn rất non trẻ. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cô ta trước kia cũng không quen các công tử bí thư tỉnh ủy khác. Đi đi lại lại nhiều đương nhiên là tốt rồi, có điều tôi chỉ là một thường dân, không có tư cách qua lại với công tử bí thư tỉnh ủy, cũng không biết bí thư Lôi có phải phản đối cậu qua lại với tôi. Trần Diễm thử Lôi Tiểu Minh, cũng biết cô ta trong mắt Lôi chỉ học không có phân lượng gì. Bố tôi gần đây tâm tư không ở tỉnh Tây, đang ở Bắc Kinh. Lôi Tiểu Minh gần như không muốn đề cập đến Lôi chỉ học. Hơn nữa, bố tôi là bố tôi là tôi, ông ta không quản được tôi. Thật là một tên ngốc, trong lòng Trần Diễm khinh miệt Lôi Tiểu Minh không hiểu chuyện người với người, cô ta hỏi là cảm tưởng của Lôi chỉ học về cô ta, không phải là quản giáo của Lôi chỉ học với Lôi Tiểu Minh. Lôi chỉ học cũng là người thông minh, sao lại sinh một tên Lôi Tiểu Minh ngu dốt như vậy? Nhưng lời nói lại có thể nói quá rõ ràng. Trần Diễm đành phải miễn cưỡng ngồi cùng Lôi Tiểu Minh. Lôi Tiểu Minh dường như không quan tâm chút gì đến chính trị, nói chuyện trên trời dưới bể, chính là không đề cập đến vấn đề Trần Diễm quan tâm, khiến Trần Diễm càng thêm cảm giác ở cùng Lôi Tiểu Minh một ngày dài như một năm, lại không tự chủ được nhớ tới Hạ Tưởng, tại sao khi ở cùng Hạ Tưởng, thường có động lòng và nói chuyện, mà khi ở cùng Lôi Tiểu Minh, cảm giác lại nói không hợp ý nửa câu. Sự khác biệt giữa người với người, quả nhiên rất lớn. Trần Diễm miễn cưỡng ứng phó nửa tiếng với Lôi Tiểu Minh, từ trên người Lôi Tiểu Minh không có thứ mà cô ta muốn mượn cớ cáo từ, Lôi Tiểu Minh không miễn cưỡng nằm ngoài dự đoán, chỉ cười bí hiểm. Chị Trần, chị không cảm thấy chóng mặt sao?
chóng mặt. Trong lòng Trần Diễm trùng xuống, bỗng chốc đứng dậy, mới cảm thấy khí huyết đang chảy ngược lên, đầu nặng chân nhẹ, lập tức cảm thấy điều gì. Lôi Tiểu Minh, cậu hại tôi. Lôi Tiểu Minh cười ha ha. Tôi ngưỡng mộ chị Trần đã lâu, chị Trần luôn chơi tôi, đến mà không khiếm nhã, tôi cũng phải chơi chị Trần một chút mới công bằng chứ, phải không? Trần Diễm biết không hay, muốn tháo chạy, mới đi một bước chân đã mềm ra rồi, bỗng chốc sụi lơ ở trên đất, chóng mặt, sao vàng hiện trước mặt, cũng không chống đỡ được, vừa ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự rồi. Lôi Tiểu Minh cười ha ha, cúi người ôm lấy Trần Diễm, ánh mặt lộ vẻ dâm dục. Trần Diễm à Trần Diễm, anh du học ở nước ngoài nửa năm, đàn bà phương Tây loại nào cũng gặp qua, em thật cho rằng anh là con chim non sao. Hại đôi mắt em rồi. Tự bạch của Lôi Tiểu Minh Trần Diễm đã không nghe thấy rồi, cô ta bây giờ chỉ là một cừu non đãi khách, ai cũng có thể sâu xé. Chơi gà cảnh nhiều năm, thường sẽ bị gà mổ mắt. Người luôn tự cho thông minh, sớm muộn sẽ có ngày bị người khác chơi lại. Tin tức Hạ Tưởng rời khỏi Tấn Dương, truyền đến tai Giang Cương đầu tiên, Giang Cương mừng rỡ như điên. Hạ Tưởng người ở Tấn Dương, tạo áp lực rất lớn cho vô số người, Giang Cương là một trong số đó. Cảm thấy lực ảnh hưởng Hạ Tưởng vắng mặt, cùng với cải cách doanh nghiệp than của thế lực dần hình thành sóng chiều, Giang Cương có một cảm giác bị bỏ rơi, giống như gã bây giờ là kẻ khác loại trong các ông chủ ngành than, là người không được hoan nghênh ở tỉnh Tây. Nhưng vấn đề là, gã mới là người bản địa tỉnh Tây là nhà của gã. Hạ Tưởng mới đi, Giang Cương cảm thấy như được giải phóng, trong lòng cảm thấy thoải mái, thiếu chút nữa hát lên nhạc đỏ, ngày của Tấn Dương, là ngày giải phóng. Gã cũng biết, Hạ Tưởng không thích nhất người khác hát nhạc đỏ. Đi thì tốt, Hạ Tưởng vừa đi, gã càng có thể bình tĩnh hoàn thành bố cục cuối cùng rồi. Sự cố tai nạn mỏ, công việc tiền kỳ đã chuẩn bị sắp xếp hoàn toàn, chỉ thiếu bước cuối cùng, còn có mấy thi thể không chứng thực, đang nỗ lực làm công tác liên hệ người thân. Tìm thi thể thì dễ, tìm thi thể chết vì tai nạn mỏ, chủ yếu là thi thể chết vì tai nạn mỏ, hơn nửa đều bị gia chủ đến áp dụng đòi tiền bồi thường. Đại bộ phận đều có danh tính, không thể chết thêm một lần, báo thêm một lần. Lại còn sau khi nhận hết tiền bồi thường, đại bộ phận thi thể đều bị hỏa táng rồi, cho nên cho dù Tấn Dương mỗi năm công nhân chết vì tai nạn mỏ rất nhiều, nhưng muốn tìm nguồn gốc thích hợp của thi thể, cũng không phải là việc dễ dàng gì, muốn tìm người không đến lĩnh tiền bồi thường, muốn tìm người sau khi chết không lâu, muốn tìm người không bị hỏa táng, mấy điều kiện đó ở cùng nhau, độ khó tăng lên không ít. Vốn dĩ cho rằng tìm người chết là việc dễ dàng, lại còn người chết có thể đổi lấy chút tiền lớn, gia chủ chắc chắn đồng ý, ai biết được thực thi cụ thể mới biết, bất kỳ việc nào đều nói thì dễ làm mới khó. Nếu như Trần Diễm lộ mặt thì tốt rồi, Giang Cương nghĩ oán hận, đừng thấy Trần Diễm làm người khác phẫn uất, nhưng cô ta thật có chỗ bản lĩnh, ra mặt làm công việc lưu thông, có tài năng hơn với người bình thường. Giang Cương liền gọi điện cho Trần Diễm, kết quả không gọi được, tắt máy. Trần Diễm ngược lại không vì tránh mặt gã mà cố ý tắt máy, dưới tình huống bình thường, Trần Diễm chỉ là thuộc kiểu một trong những phụ nữ nóng nảy 24 giờ không tắt máy luôn luôn khát vọng. Giang Cương liền tương đối hoang mang, Trần Diễm tắt máy, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Không kịp suy nghĩ sâu xa, điện thoại vang lên, là của Vương Hướng Tiền. Tổng Giám Đốc Giang, Trần Diễm mất tích rồi, anh biết chưa? Thanh âm của Vương Hướng Tiền rất vội. Sao lại có thể mất tích? Giang Cương thất kinh, ý thức vấn đề ở chỗ nào? Tôi cũng đang tìm cô ta, muốn mời cô ta giải quyết vấn đề cuối cùng. Ý nghĩ ban đầu của Vương Hướng Tiền gọi điện đến là muốn biết sau lưng Trần Diễm mất tích, có phải là thủ bút của Giang Cương hay không? Nghe giọng của Giang Cương thì việc này không liên quan tới Giang Cương, gã tin rằng Giang Cương không thể nói dối, nhưng vẫn hỏi truy một câu. Giang Cương, anh nói thật với tôi đi, Trần Diễm mất tích. Có phải có liên quan tới anh không? Không có, tuyệt đối không có. Giang Cương biết chuyện lớn, vội thanh minh cho mình. Bây giờ là lúc nào rồi, tôi còn không có thời gian tính sổ với Trần Diễm. Sợ là phiền phức rồi. Vương Hướng Tiền than thở một câu, dập điện thoại. Giang Cương cũng bỗng chốc tâm loạn, thật lòng nói, ngày trước gã thật muốn diệt Trần Diễm, sau đó khiến Trần Diễm trở thành thi thể dưới mỏ than, vừa khéo giấu Diễm. Vừa trả thù Trần Diễm lại vì Hạ Tưởng mà đào hố, một công đôi việc, nhưng lại không nghĩ tới, Trần Diễm mất tích ngoài ý muốn. Trần Diễm mất tích có ba khả năng, một là Trần Diễm tự mình diễn kịch,
hai là Trần Diễm kịp thời chạy trốn, ba là Trần Diễm quyết định được ăn cả ngã về không, lấy lý do mất tích, muốn đem tất cả nội tình tỉnh Tây mà cô ta biết nói hết ra với Hạ Tường. Mặc kệ khả năng nào xảy ra, Giang Cương đều chửi một câu hung ác. Con tiện nữ thối tha, đừng cho rằng mất tích có thể chơi trò bịm bợp, coi chừng vĩnh viễn mất tích. Lại nghĩ một chút, Giang Cương liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mỉm cười ý tứ sâu xa. Thì ra là như thế. Doanh nghiệp than ở Tấn Dương liên tiếp toàn bộ vùi lấp, dưới công thế liên hợp của Lý Thấm và nhà họ Phó, dưới sự ảnh hưởng tác dụng dẫn đầu của mỏ than Thắng Hoa, dưới kích thích quyền cổ phiếu ép buộc của mỏ than An Đạt, sau khi trải qua một phen vùng vẫy, cuối cùng cũng bỏ cuộc chống cự, chủ động để ra tiếp xúc đề xuất thí điểm và cải cách thể chế với chính quyền tỉnh Tây. Do đó, truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, Tấn Dương đã báo tin thắng trận. Đều cho rằng Tấn Dương tuy mở ra cục diện, nhưng hoa nở toàn tỉnh còn cách một đoạn đường đi khá xa, không muốn cùng với mấy sản nghiệp than của tỉnh Tây trước sau tuyên bố hưởng ứng hô hào truyền hình kinh tế của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong phạm vi toàn thành phố thúc đẩy truyền hình kinh tế nguồn năng lượng. Cũng có kẻ hơn người, mấy mỏ than thành phố lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa mới tuyên bố chính sách mới không lâu, lập tức chủ động đưa ra yêu cầu thành lập lần thứ hai doanh nghiệp thí điểm của nội các chính phủ, đồng thời cùng một lúc bắt tay cải cách áp dụng quy trình công nghệ, khiến Vương Hướng Tiền trợn mắt há hốc mồm, không hiểu Hạ Tưởng sau khi nhậm chức chủ tịch tỉnh, một lần cũng không đến thị sát công việc các nơi, sao có thể có lực ảnh hưởng lớn như thế đối với thành phố cấp 3. Vương Hướng Tiền không hiểu rõ sự tình có rất nhiều, Hạ Tưởng lực ảnh hưởng lớn đối với tỉnh Tây, đừng nói là hắn, đến Lôi Trị Học cũng không dám tin, cũng may chuyện phát sinh lúc Hạ Tưởng trong lúc ở Bắc Kinh, cũng là Hạ Tưởng thông minh ở chỗ, nếu như Hạ Tưởng vẫn còn ở Tấn Dương, vậy thì các thành phố cấp 3 tích cực hưởng ứng, chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng hô cao khẩu hiệu kêu gọi, cảnh tượng dân chúng thần phục ở thành phố cấp 3, nếu thật là như thế, Lôi Trị Học chắc chắn trong lòng không vui. Vầng sáng của chủ tịch tỉnh vượt qua bí thư tỉnh ủy, khiến Lôi Trị Học cao hứng thế nào? Mắt thấy tình hình vô cùng tốt, các nơi tích cực hưởng ứng tiêu chí truyền hình kinh tế tỉnh Tây trên cơ bản hoàn toàn thắng lợi, mỏ than An Đạt đột nhiên cùng phát sinh sự cố tai nạn mỏ lớn. Lực ảnh hưởng của sự cố, vượt qua tỉnh Tây, bắn ra toàn quốc, thậm chí ảnh hưởng tới thế giới. Sự cố tai nạn mỏ vừa hay phát sinh lúc Hạ Tưởng đang ở Bắc Kinh. Khi phát sinh sự cố, Hạ Tưởng đang ở Bắc Kinh tham dự hội nghị trọng đại, bởi vì một lần phát ngôn, mà thành tiêu điểm của mọi người. Kỳ thật Hạ Tưởng cho dù không phát ngôn, cũng trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở hội nghị lần này, chỉ vì hắn thân phận chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước, cũng vì hội nghị lần này vì truyền hình kinh tế của tỉnh Tây thành công mà triệu tập đến họp. Khi Hạ Tưởng nhịp bước kiên định xuất hiện tại hội nghị vốn ồn ào bỗng chốc im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Trong ánh mắt đó có nghi vấn, có thưởng thức, có coi thường, có đố kỵ, cũng có những lời khó nghe, tóm lại, mặc kệ là kiểu ánh mắt gì, trong ánh mắt hỗn loạn ấy cũng chung một điểm là, Hạ Tưởng đến, đều sung mãn sự mong chờ. Đúng vậy, toàn quốc mười mấy vị chủ tịch tỉnh tụ họp cùng nhau, là vì đợi vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước đến, bởi vì do đề tài thảo luận của hội nghị chủ tịch tỉnh toàn quốc do nội các chính phủ triệu tập chính là liên quan đến báo cáo kết quả truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Tổng cộng có gần 20 vị chủ tịch tỉnh tham dự hội nghị, trong phòng hội nghị nhỏ ở Trung Nam Hải, không còn ghế ngồi nữa. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng, trong nước có nhân vật hành chính số 1 của hơn 20 tỉnh có cùng dạng truyền hình kinh tế khốn khổ như tỉnh Tây, gần như không một ai vắng mặt, chỉ vì tận mắt thấy phong cách của vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước, chỉ vì tận tai nghe thấy chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng một lần hành động giải quyết tình cảnh khốn khó mười mấy năm tỉnh Tây, lịch trình kế sách thế nào. Thì ra nội các chính phủ triệu tập hội nghị kinh tế chủ tịch tỉnh toàn quốc, chủ tịch tỉnh các nơi không thể toàn bộ đến đủ, nhiều nhất là 2/3 số đó là không tồi rồi. Có thể do phó chủ tịch thường vụ tỉnh đi thay, hoặc do phó chủ tịch ủy viên thường vụ tỉnh tham dự, tóm lại, gần 20 vị chủ tịch tỉnh đồng thời xuất hiện, trừ phi có sự kiện trọng đại, hoặc là có vấn đề khiến đại đa số chủ tịch tỉnh cảm thấy hứng thú. Vấn đề hội nghị hôm nay, quả thực khiến các vị chủ tịch tỉnh cảm thấy hứng thú lớn. Càng khiến cho họ cảm thấy hứng thú là bản thân Hạ Tưởng. Trong thời gian ngắn liền mở ra cục diện tỉnh Tây, thúc đẩy truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây luôn đình trệ thì không nói làm gì, còn sắp thu hoạch thành công, Hạ Tưởng mới là chủ tịch tỉnh. Là nhân vật số 2, không so sánh được với Trần Hạo Thiên không những là nhân vật số 1 tỉnh ủy, mà còn là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương,
liền khiến vô số chủ tịch tỉnh không hiểu cảm thấy tò mò Hạ Tưởng phá cục thế nào, càng hâm mộ không ngừng đối với thủ đoạn chính trị hơn người của Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh không muốn làm bí thư tỉnh ủy không phải chủ tịch tỉnh tốt. Hạ Tưởng xuất hiện ở cửa, sau khi hội trường im lặng, cũng không biết ai bắt đầu vỗ tay, lập âm thanh vỗ tay nổi lên thành một mảnh. Âm thanh vỗ tay tặng cho Hạ Tưởng, không phải bởi vì hắn là chủ tịch tỉnh trẻ nhất, mà là bởi vì hắn đã làm ra thành tích ở tỉnh Tây. Trong các vị chủ tịch tỉnh tham gia, cũng có mấy người không xem trọng Hạ Tưởng chức vị cao lại trẻ như thế, càng đối với việc Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tây liền cố gắng thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng coi chỉ là cái trước mắt. Không ngờ, Hạ Tưởng không những nhanh chóng đứng vững mở ra cục diện ở tỉnh Tây, hơn nữa lại còn chủ đạo chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, thu được thành công lớn, khiến không ít người ngả mắt kính. Âm thanh vỗ tay, cũng là khẳng định Hạ Tưởng làm ra thành tích, mặc kệ có phải tán thành đối nhân xử thế của Hạ Tưởng hay không. Cũng không quan tâm có phải cùng trận tuyến với Hạ Tưởng hay không, thân là chủ tịch tỉnh, đều đối với một chủ tịch tỉnh trên phương diện kinh tế có làm ra việc lớn trong lòng thấy ngưỡng mộ. Trong âm thanh vỗ tay cũng mọi người, Hạ Tưởng chắp tay đáp lễ. Khuôn mặt khiêm tốn tươi cười, các vị chủ tịch tỉnh đang ngồi, từ tư cách mà nói, đều hơn hẳn về thời gian ở cấp bộ và cấp tỉnh. Từ độ tuổi mà nói, là tiền bối của hắn, rất nhiều người độ tuổi xấp xỉ Tào Vĩnh Quốc, hắn tất nhiên biểu hiện thái độ vô cùng tôn kính. Hạ Tưởng bước vào trong, vừa mới bước chân liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới. Hạ Tưởng, anh đến muộn rồi, có phải đáng phạt không? Là thủ tướng,